Chương 861, không động vào người này được. Lần trước đã bị Mai Thiên Kiệt gây phiền phức, Mai Phán Nhi vừa về tới thủ đô, đã phát bực trước mặt ông cụ Mai Chân Hào, nói. Ba, Diệp Phàm đó thật không tầm thường, làm con giận quá đi. Thiên Kiệt cũng thật đáng ghét, Thiên Kiệt cũng thật đáng ghét, cứ khăng khăng đòi học võ công của cao nhân. Con thấy Diệp Phàm kia cũng có bản lĩnh gì đâu, chỉ là một chủ tịch huyện nhỏ, nghe nói đó còn là huyện nghèo nhất Nam Phúc. Lấy đi cái mũ quan của hắn, đến lúc đó về nhà bán khoai lang, xem hắn còn vênh váo được không. Hừ, con gái, lấy mũ quan của hắn không khó, chỉ là một chủ tịch huyện nhỏ. Mai gia chúng ta tuy nói là chuyên trách trong giới quân sự nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định trong chính phủ. Nhưng chẳng phải hắn còn có người anh em binh đoàn trưởng binh đoàn báo săn tên Thiết Chiêm Hùng đó sao, người này cũng không phải tầm thường. Lần trước Quách Chân Kỳ con trai của Phó Tư lệnh Hải quân Quách vì động chạm đến anh ta mà nhờ ba đi xin hộ, kết quả sao nào? Ba đường đường là Phó Tư lệnh Đại quân khu lĩnh Nam, mà người ta dám không thèm để ý. Khiến ba giận suýt nữa nổ ruột. Báo săn chẳng phải thuộc quản lý của quân khu lĩnh Nam sao? Cấp dưới mà dám ra oai với ba. Lấy cái mũ quan của tên chủ tịch huyện Tép Siêu này cho Thiết Chiêm Hùng này biết Mai gia chúng ta là như thế nào. Đừng tưởng làm đoàn trưởng binh đoàn đặc công mà đã dám vênh váo. Trước tiên cứ ra tay với anh em kết nghĩa của anh ta, động đến người này trước, ba thấy thế nào? Anh trai của Mai Phán Nhi, cũng chính là ba của Mai Diệp Thu, thiếu tướng Mai Trường Phong cũng đang trong cơn giận dữ, thấy chuyện này thật mất mặt, lại nói đến chuyện trước kia. Hừ, con là phó tư lệnh đấy. Dù là ở quân khu lĩnh Nam này là hạng bét nhưng nói gì thì nói cũng là một tướng quân, làm sao mà đầu óc chẳng biết suy nghĩ gì vậy. Lấy mũ quan của Diệp Phàm không khó, chỉ cần một câu của Mai gia chúng ta là xong, nhưng con đã nghĩ rằng Thiết Chiêm Hùng có thể để yên cho con làm xấu mặt thế không? Vì cớ gì mà lão già Quách Đại Xuyên bố của Quách Chân Kỳ đường đường là trung tướng cũng chưa động đến. Quách gia bọn họ chẳng phải có Quách Phác Dương đó sao? Đứng đầu tỉnh Nam Phúc. Muốn động đến Diệp Phàm chẳng phải còn dễ hơn Mai gia chúng ta sao? Nhưng con xem đi, họ đã động đến chưa? Không nghĩ thấu đáo cái đạo lý ở đây, đầm nước báo săn kia sâu lắm đấy. Ông cụ Mai tên là Mai Chân Hào, đường đường là ủy viên quân ủy. Chính vì ông ta là ủy viên quân ủy nên biết rất rõ về Thiết Chiêm Hùng. Bởi vì tổ đặc nhiệm A của quốc gia còn có đồng chí của quân ủy, thật ra cũng có tác dụng kiềm chế nhất định. Tránh việc quyền lực của tổ đặc nhiệm A quá lớn, đe dọa an toàn quốc gia gì đó. Cái này cũng không khác chế độ binh phù lắm. Tướng quân có binh nhưng không có quyền điều động binh. Binh bộ không có binh, nhưng có quyền điều binh. Hai bên kiềm chế nhau. Chỉ có tướng quân và binh bộ kết hợp với nhau thì mới có thể điều động binh quyền. Đây là mưu kế của các vị vua thời cổ đại. Không có thánh chỉ, ai làm bậy đều mắc tội mưu phản. Thời hiện đại cũng không khác lắm. Đương nhiên. Ông cụ Mai làm ủy viên quân ủy, biết tổ đặc nhiệm A là một chuyện, còn việc giữ bí mật quân sự kiểu này ông cũng nhớ rất rõ ràng. Mặc dù đối với cậu con trai Mai Trường Phong, ông cũng không thể nói được, chỉ có thể ngầm nhắc nhở, tin rằng con mình cũng không ngốc, có thể đoán được ý tứ. Cái này là tung hứng quả bóng, cho quen dùng trong quan trường. Không thể động đến Thiết Chiêm Hùng nhưng tên Tiểu Diệp Tử thì có vấn đề gì chứ, chỉ là một chủ tịch huyện quen. Thiết Chiêm Hùng trong giới quân đội, anh ta có thể làm gì Mai gia chúng ta chứ? Mai Phán Nhi ở bên cạnh bất mãn nói thầm, gọi cả Diệp Phàm là thái giám Tiểu Diệp Tử. Ha ha, con bé này, là quản lý của mấy ngàn công ty lớn, có lúc thông minh mà cũng có khi hồ đồ vậy hả? Diệp Thu của chúng ta không phải làm việc trong báo săn sao? Con khai đao với anh em của người ta để yên cho cháu gái con sao? Chuyện này không dễ thế đâu. Tìm đại một cái cớ, kiểu như đã đá Quách Chân Kỳ, đá Diệp Thu ra khỏi báo săn. Chuyện này đối với Thiết Chiêm Hùng mà nói chỉ cần mở miệng là xong. Nếu Diệp Thu không muốn ở lại báo săn thì không vấn đề gì. Chính là do con nhỏ này lại thích báo săn, đến khi đó sẽ rất phiền toái. Người cô như con cũng phải chịu trách nhiệm. Ông cụ Mai yêu thương trách cứ cô con gái duy nhất Mai Phán Nhi của mình. Thật ra, Mai Phán Nhi kém anh trai Mai Trường Phong cả một thế hệ. Mai Trường Phong đã 45 trong khi Mai Phán Nhi mới 27. Cho nên trong mắt của thế hệ già của Mai gia, Mai Phán Nhi cũng là con cưng. Tuy nhiên Mai Diệp Thu cũng là con cưng của Mai gia. Mai Phán Nhi vừa nghe, run người, bất đắc dĩ nói.
Tha cho con bé Diệp Thu đó, dẫn lên thì có mà đòi cả mạng người ta không chừng. Còn không phải do em Triều Thành quen hay sao? Mai Trường Phong cười nói, Mai Phán Nhi giận trợn trừng mắt, nhưng cũng không có cách gì. Liên Hư nói, không nói lại được hai người, hai cái mụn nhọt bảo bối kia của anh chẳng phải đồ dễ chơi. Thiên Kiệt càng ngày càng lắm chuyện, hừ. Nói rồi nhìn sang phía anh trai Mai Trường Phong, bộ dạng đắc ý cười nói. Anh, chuyện Thiên Kiệt anh tính thế nào? Làm thế nào, rau trộn, ha ha. Thiên Kiệt dù có làm người ta khó chịu, nhưng ai bảo em là cô nó chứ? Mai Trường Phong cười gượng, Mai Phán Nhi tức quá nghẹn lời. Thật ra việc này cũng không khó. Diệp Phàm là chủ tịch huyện Ma Xuyên, nghe em nói đó là nơi nghèo đến chẳng có gì ăn, Diệp Phàm hẳn sẽ muốn làm được thành tích gì đó. Em gái, trong tay em chẳng phải có tiền sao, còn có bao nhiêu mối quan hệ hùng hậu có thể tận dụng, chẳng lẽ đến một tên chủ tịch huyện quèn mà không hàng phục được sao? Đương nhiên chúng ta phải đường đường chính chính, phải bỏ tiền ra để Diệp Phàm phải lung lạc tâm trí, tự động chui đầu vào giỏ. Lúc ấy, Thiết Chiêm Hùng cũng không trách được gì Mai ra chúng ta, đúng không nào? Hơn nữa, Thiên Kiệt thằng nhỏ này tính tình rất bướng bỉnh, để Diệp Phàm quản nó cũng tốt. Mai Trường Phong kiềm chế ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lung lạc tâm trí, tiền bạc thì còn được, chứ chúng ta cũng không có khả năng cho hắn quan chức. Bởi vì hắn có muốn lên nữa thì cũng phải cỡ chức phó giám đốc sở hoặc một bí thư huyện. Tuy nhiên đã nghèo thì tiền bạc hẳn sẽ khiến tâm trí lung lạc. Mai Phán Nhi suy nghĩ một chút, quyết định chủ ý. Ôi, không dám giấu chủ tịch Mai. Hiện nay tôi tự lo thân còn không xong, làm gì có chiêu gì hay mà truyền cho Thiên Kiệt. Diệp Phàm cố ý thở dài, có vẻ chờ Mai Phán Nhi đầu tư thêm chút tiền. Đương nhiên không phải là quyên tặng mà muốn cô đầu tư xây dựng nhà máy hay đại loại thế, để giảm bớt áp lực kinh tế cho Ma Xuyên phần nào. Diệp Phàm hiện nay, coi ai cũng là ông chủ. Đến cả mấy người bán cao da chó bên đường cũng được liệt vào danh sách ông chủ, không bỏ qua bất cứ ai, có điệu bộ tham lam vô độ. Suy tính của hắn, người thông minh như Mai Phán Nhi cũng đã sớm biết rồi. Cảm thấy buồn cười, liếc mắt nhìn hắn một cái. Mai Phán Nhi đột nhiên nhoẻn miệng cười, đến nỗi khiến chủ tịch huyện này có chút đau lòng, thầm mắng, cái nụ cười chết người này, còn lợi hại hơn cả Mai Diệp Thu. Cái thân hình thướt tha này thật sự quyến rũ chết người. Toàn thân đều khiến người ta động lòng, thú vị thật. Mai Phán Nhi nói thẳng. Diệp tiên sinh, anh như vậy làm khó tôi quá, chẳng phải Ma Xuyên cũng chẳng kiếm ra tiền sao, lẽ nào không cần chúng tôi đầu tư thêm tiền vào? Ha ha, sao lại có thể nói là không kiếm ra tiền? Ma Xuyên non xanh nước biếc, lại là vùng giải phóng cũ, trước kia còn diễn ra trận đại chiến phá quân phỉ. Đợi đến lúc quốc lộ thiên tường sửa xong, nơi đây sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, kiếm tiền không phải là vấn đề. Thật ra cơ hội của Ma Xuyên cũng không ít. Ví như, ở đây có rất nhiều đặc sản, nhân công rẻ, người dân quê chất phác, có lịch sử lâu đời, có bề dày văn hóa, những cái này đều là ưu điểm. Diệp Phàm múa mép, muốn gợi ý Mai Phán Nhi bỏ thêm chút tiền để xây dựng lại nhà máy. Ha ha, chỗ này mà cũng dám bảo có bề dày lịch sử, có mà phỉ khí còn nghe được. Chung quay lại tôi làm về truyền thông. Truyền thông thì chủ yếu dựa vào thông tin. Nơi này, nói thật, đến sóng điện thoại di động còn khó thu được, có thể làm nổi cái gì chứ? Mai Phán Nhi không chút khách khí, âm thầm cho chủ tịch Diệp một cái tát. Làm được cái gì, thiếu gì cái để làm. Xét về truyền thông, đơn giản là chụp hình quay phim, nịnh nọt mấy ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh, tuyên truyền một chút. Thật ra, Ma Xuyên chúng tôi còn có xã Kim Đào. Xã này trồng 5-600.000 gốc đào, cứ đến mùa hoa nở, hoa hải đào nở rộ đỏ tươi, đẹp không tả xiết. Lẽ nào không thể đưa tin về điều này, tin rằng con mắt tinh tường của chủ tịch Mai nhất định không tầm thường. Diệp Phàm nịnh nọt Mai Phán Nhi, bỏ qua thân phận chủ tịch huyện của mình. Trước tiền bạc, ai cũng phải cúi đầu. Hải đào. Mai Phán Nhi có vẻ xúc động, miệng nhắc lại hai chữ, rồi trầm ngâm. Hải trúc cũng có thể dùng để quay phim điện ảnh, chẳng lẽ hải đào lại không thể? Ha ha, tin rằng chủ tịch Mai sớm đã có tính toán trong đầu. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Ừ, hãng truyền thông Giang Nam còn quản lý một công ty điện ảnh, công ty quảng cáo. Nếu hải đào thật sự lạ thì cũng có thể xem xét vấn đề này. Ví dụ như muốn làm cái căn cứ hải đào,
chuyên dùng cho việc quay phim chụp ảnh tuyên truyền và những bộ phim có liên quan đến hoa đào, quả đào. Tuy nhiên, Chủ tịch Diệp, anh phải bảo nông dân trồng đào cho xong đi. Đến tháng 3 nở hoa tôi lại đến thăm, nếu phù hợp điều kiện, tôi nhất định không ngại đầu tư. Hơn nữa, quốc lộ Thiên Tường thật sự có thể giống như anh nói, trở thành cửa ngõ nối liền tỉnh Giang Đô và tỉnh An Đông rồi tiến vào tỉnh Nam Phúc. Xe cộ đi lại được, khi đó còn có thể quay những chương trình du lịch liên quan đến điện ảnh truyền hình. Quan niệm về làm kinh tế của Mai Phán Nhi khiến Diệp Phàm có cảm giác mới mẻ. Cô nói là giống như Hoành Điếm Chiết Giang có ý định kết hợp giữa điện ảnh và truyền hình tương tác. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới phim trường Hoành Điếm Chiết Giang đang bắt đầu công tác tuyên truyền. Người ta đầu tư lớn, là cá sấu lớn. Đến bây giờ cũng mới được bước đầu, không biết có thành công hay không. Chúng ta không thể so với họ được, làm được một căn cứ hải đảo chuyên nghiệp là được rồi. Tiện đường cho các anh tuyên truyền một chút, nói không chừng còn có thể giúp các anh tiêu thụ đào. Làm nhà máy chế biến các sản phẩm về đào, ví như đào sấy khô, đào nhân và thuốc, quả đào đóng hộp, đương nhiên chuyện về các sản phẩm về đào các anh phải chú ý cẩn thận chút mới được. Cái này, tạm thời không vội, các loại sản phẩm cải thiện dần dần, đợi khi có hy vọng thì tính tiếp. Trước mắt tập trung vào hạng mục hoa đào. Mai Phán Nhi dịu dàng nhỏ nhẹ nói, giống như hai vợ chồng đang bàn bạc việc nhà, nói giúp. Sao tôi lại có cảm giác ấm áp, lãng mạn và thoải mái vậy nhỉ? Thằng nhãi này liếc nhìn Mai Phán Nhi, miệng nói. Chương 862, trong triều có người thì chức cũng cao. Diệp Phàm ngắm cô gái xinh đẹp đối diện mình, cười nói. Được, chỉ cần Chủ tịch Mai thực sự có tâm, Ma Xuyên chúng tôi dành cho cô những chính sách hỗ trợ ưu đãi nhất. Diệp Phàm vừa gật gật đầu, liếc Mai Phán Nhi một cái, vừa cười nói. Đương nhiên, tình hình kinh tế của Ma Xuyên chúng tôi chắc cô cũng đã nghe nói qua. Cả tỉnh chắc không thể có được chính sách ưu đãi gì nhiều, kiểu như miễn thuế vài năm thì chúng tôi cũng không làm được. Trước mắt Ma Xuyên muốn phát triển, nâng cao các mặt về sự nghiệp dân sinh, nâng cao mức thu nhập của nông dân, những cái này không có tiền chẳng thể làm nổi, đúng không? Diệp Phàm tự nhiên có chút lo lắng Mai Phán Nhi sẽ chậm trễ cấp vốn. Đến cuối cùng, lợi nhuận phải sau vài năm mới thu được, lúc đó còn có tác dụng gì nữa, đến hoa còn tàn mất rồi. Bọn Chu Phú Đức thì không lo nhưng mình chỉ có thời gian 2 năm, mối lợi ích này, một năm sau là phải thấy được hiệu quả kinh tế, bằng không, thì mất công, may áo không công cho người ta. Anh yên tâm, chúng tôi cũng không làm khó gì đâu. Diệp tiên sinh đã hứa giúp Thiên Kiệt, chuyện này đã sánh được với một chính sách ưu đãi rồi. Nói thật lòng, với tình trạng hiện nay của Ma Xuyên các anh, cũng chẳng có cái gì để mà nói là thứ gì ưu đãi này nọ. Sau khi trở về, tôi sẽ bàn bạc với cấp dưới trong công ty. Còn nữa, cũng có thể giới thiệu cho anh mấy khách hàng có sản nghiệp liên quan đến lĩnh vực này đến xem xét. Những thứ như làm nhà máy gia công quả đào, bảo quản đào. Mai Phán Nhi không có vẻ giả dối, lời nói có phần chân thành. Diệp Phàm cũng không sợ cô đùa giỡn, cười nói. Tôi thay mặt nhân dân Ma Xuyên cảm tạ tình cảm ưu ái của Chủ tịch Mai. Không biết là hiện tại Mai Thiên Kiệt đang làm gì? Diệp Phàm tuy hỏi vậy nhưng cũng đã tự có câu trả lời rồi. Mai Thiên Kiệt này có thể lợi dụng được, nếu muốn học chiêu thuật, phải đi theo mình một thời gian. Sao không nhân thời gian này giữ Mai Thiên Kiệt bên mình, có việc gì mình không tiện ra mặt thì nhờ hắn ra mặt hộ. Như việc đối phó với Mã Vân Tiền, nếu thực sự có thể khiến cho Mai Thiên Kiệt tức lên thì chỉ một chân là đá được Mã Vân Tiền. Đến lúc đó, lão Mã cũng đang phải nén giận. Có bản lĩnh thì động vào Mai Thiên Kiệt của Mai gia ở thủ đô. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Từ sau khi ngồi lên vị trí chủ tịch huyện này, Diệp Phàm mới biết được những gì đằng sau chức danh chủ tịch huyện này, chỉ còn lại là sự khó chịu. Phía trên có lão giả bí thư Chu Phú Đức này quản, ở giữa phải chịu sự khống chế của đám người Vi Bất Lý, Thiết Đông, Mã Vân Tiến, bên dưới bị cuộc sống tạm bợ của quần chúng, của cả xã hội làm phiền lòng, thật chẳng tìm được niềm vui. Hơn nữa, ai gây rối cũng đều có cái cớ của họ. Phía sau đều thấp thoáng bóng dáng của ủy viên huyện ủy. Một tấm lưới lớn, chỗ nào cũng đầy kiến bu vào, bám đầy cả thân mình. Thêm nữa lại là một huyện nghèo, muốn tiền không có tiền, muốn nhân tài không có nhân tài, thật là khó giải quyết. Có lúc, lãnh đạo địa khu cũng đến thăm nom góp vui, đánh động anh một cái, bị quản chế từ nhiều hướng. Cái chức chủ tịch huyện này chẳng qua cũng như phong cảnh,
chỉ có cái vỏ bề ngoài. Nói ý à, không thích vào quân ngũ, bảo là quá nghiêm túc. Cho nên cha tôi cho nó làm chân tạp dịch ở văn phòng tỉnh Nam Phúc, hiện nay là phó phòng. Thêm nữa, chị nó đã làm việc ở báo Săn Thủy Châu, cũng tiện chăm sóc, quản lý. Thật ra, thằng nhóc này cũng vì muốn xem báo Săn nên mới đến Nam Phúc muốn học vài chiêu. Ngày nào cũng đấu đá, thật là, ôi! Mai Phán Nhi liếc nhìn Diệp Phàm, thản nhiên nói, mày nhíu lại một chút, thật khiến người ta thích thú. Văn phòng tỉnh Nam Phúc, đúng là nơi tốt, nó bao nhiêu tuổi rồi? Diệp Phàm hỏi, tuổi mụ là 24, tuổi tròn là 23. Mai Phán Nhi cười nhạt, không biết Diệp Phàm có ý định gì, giống cha hỏi hộ khẩu vậy, hỏi chi tiết thế, cô cũng âm thầm cảnh giác. Mới 23 đã là phó phòng văn phòng tỉnh, thật không đơn giản. Xem ra trong triều thì chức cũng cao, ha ha. Thằng nhãi này tự nhiên lại hơi có vẻ châm chọc, cười Mai Thiên Kiệt là dựa vào xuất thân gia tộc để thăng tiến. Đâu nhanh bằng anh, không biết người trong triều của chủ tịch là ai. Mai Phán Nhi không ngờ không giận, liếc hắn một cái, trả lời lại một cách mỉa mai không thua. Tôi, làm gì có ai, chỉ là có chút may mắn thôi. Diệp Phàm lắc đầu, có chút xấu hổ cười, thiếu chút nữa bị nghẹn. Không có ai, vậy chủ tịch Diệp cũng may mắn thật đấy. Mai Phán Nhi nói ẩn ý, có vẻ kỳ quái, căn bản là không tin. Ha ha, niềm may đến không cản nổi. Tuy nhiên, nếu Thiên Kiệt muốn theo tôi học vài chiêu cũng được. Học võ công không phải một sớm một chiều là học được. Phải từ từ, ngày luyện, đêm tập, mà tôi lại không rảnh cả ngày để lên tỉnh. Nếu Thiên Kiệt đến Ma Xuyên, lại rất phiền toái. Tới tới lui lui thật bất tiện. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, từ từ đưa Mai Phán Nhi vào trong. Vậy để Thiên Kiệt đến huyện các anh làm gì đó thì thế nào? Tin là có chủ tịch Diệp giúp đỡ, thì hẳn không có gì khó khăn phải không nào? Mai Phán Nhi nói xong liếc nhìn Diệp Phàm, phỏng chừng cũng đoán được ý đồ của hắn. Đến Ma Xuyên cũng có chút bất tiện, điều kiện ở đây rất khó khăn, sao có thể so với tỉnh thành Thủy Châu? Đến lúc đó Thiên Kiệt lại không chịu khổ được. Vài ngày lại bỏ về thì thật là phiền phức. Làm việc chứ cũng không phải là trò chơi. Diệp Phàm có giả bộ khó xử. Thật ra hắn cũng có chút lo lắng Mai Phán Nhi sẽ không cho Thiên Kiệt đến đây. Thiên Kiệt dù cũng có chút cứng đầu, nhưng thật ra làm việc cũng khá chăm chỉ. Gia giáo của Mai gia nhà tôi rất nghiêm, không cho đám con cháu sằng bậy. Còn nữa, nếu giao nó cho anh cứ đối với hắn như anh cả, nó mà không nghe lời cứ thẳng tay trừng trị. Dù sao nó cũng không đánh lại được anh. Mai Phán Nhi cười nói. Hàm răng trắng nõn và cặp môi khiêu gợi cứ chói sáng trước mắt Diệp Phàm. Cứ vậy đi, sắp xếp như vậy nhé. Tuy nhiên sắp xếp cho nó làm gì thì phù hợp. Diệp Phàm tự nhiên chốt hạ, nói đến việc công việc. Về vấn đề này cũng không thể nóng vội được, phải nắm chắc cơ hội mới hành động. Cái này tôi vẫn muốn hỏi qua chủ tịch Diệp. Huyện các anh hiện nay còn vị trí nào trống? Mai Phán Nhi giành quyền chủ động cho Diệp Phàm, liếc nhìn hắn. Đương nhiên, nếu không có cũng không sao, nhưng sẽ phiền phức hơn một chút. Về cái này, hình như phòng đất đai huyện còn trống ghế trưởng phòng. Tuy nhiên, hiện nay quyền hạn của phòng đất đai khá lớn, không những liên quan đến đất cát mà còn quản cả việc khai thác khoáng sản. Cho nên vị trí đó vẫn để trống, có lẽ phải chờ bí thư Chu trở về mới sắp xếp được. Diệp Phàm cố tình khiến cho khó khăn tăng lên. Biết được chuyện nhỏ này nhất định không thể làm khó dễ Mai Phán Nhi. Thầm nghĩ người Mai gia còn sợ gì ghế trống, chính là dù chật thế nào cũng phải chen chân vào bằng được. Quả nhiên, Mai Phán Nhi khinh thường mà hừ một tiếng. Vậy là làm ở phòng đất đai. Mình còn đang muốn kiểm tra mỏ đồng ở thị trấn Thanh Sơn, còn cả mỏ silicon của Mã gia. Nếu Mai Thiên Kiệt có thể ngồi lên vị trí này, xem chừng có thể giúp ích được Diệp Phàm khấp khởi mừng thầm. Thị trấn Thanh Sơn hiện nay là một bức tường thành không kẽ hở. Trưởng phòng đất đai ra mặt thì sẽ danh chính ngôn thuận. Hơn nữa lý do cũng khá nhiều, ví dụ như vấn đề liên quan đến an ninh, đất đai gì gì đó. Mà tự Diệp Phàm đương nhiên là sợ rút dây động rừng. Là chủ tịch huyện, nhiều nhất chỉ có thể đi khảo sát một chút, chỉ nhìn được bề ngoài, sao có thể tìm hiểu được vấn đề gì chứ. Xem chừng đồng chí Thiết Đông đã chuẩn bị xong từ lâu. Nói cho cùng thì chủ tịch huyện không thể kiểm tra được cái gì. Hơn nữa, đối với chức trưởng phòng đất đai kia, Chu Phú Đức cũng coi khá kỹ. Cái huyện nghèo này, có mỗi phòng đó là tạm được.
Hơn nữa, phòng đất đai huyện Ma Xuyên từ lâu đã thành thiên hạ của Chu Phú Đức. Cho Thiên Kiệt làm ở đây, làm giảm đi quyền hành của Chu Phú Đức một chút cũng tốt. Đối với bản thân mình mà nói là lợi nhiều hơn hại, lại thêm đầu tư của Mai gia đổ vào, đúng là một mũi tên trúng mấy đích. Tuy nhiên, tiếng hừ của Mai Phán Nhi cũng khiến Diệp Phàm trong lòng xót xa. Bản thân muốn thâm nhập vào phòng đất đai không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng trong mắt Mai Phán Nhi thì dễ như chơi. Một câu là giải quyết được. Đây là đạo lý gì vậy? Chính trị cũng chính là được khống chế trong tay một vài đại gia. Đạo lý này chỉ có những người mạnh có thể quy định các quy tắc. Nếu muốn từ quân cờ trở thành kỳ thủ thì phải không ngừng hướng về phía trước. Chủ tịch Mai, thật sự có thể làm cơ sở quay phim chứ? Nếu giải quyết được triệt để vấn đề tiêu thụ quả đào, vậy tôi sẽ có thứ rất hay để cảm ơn cô. Ha ha! Diệp Phàm đột nhiên ra vẻ, cười lớn. Thứ hay, Ma Xuyên thì có thể có gì hay ho chứ? Mai Phán Nhi liếc nhìn Diệp Phàm, căn bản là không có hứng. Cô thầm nghĩ, thứ gì mà tôi không có chứ, kể cả châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Ma Xuyên nghèo rất mồng tơi này, nếu không phải vì Thiên Kiệt, mình cũng chẳng muốn đến cái nơi quái quỷ này. Ngồi xe về suýt chút nữa nôn đến phát bệnh, vẫn còn phải sớm quay về, cái nơi quái quỷ này, người ta vốn là không thể ở lại được, không cẩn thận đêm còn mơ ác mộng. Ha ha, có thể cô đã quên mất năng lực về một mặt khác của tôi rồi. Có thể làm ra chút thảo dược đấy. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, nhảy vào miệng Mai Phán Nhi, tạm thời chưa nói toạc ra. Cái đó thật là tôi quên mất, anh còn là thầy lang dã. Mai Phán Nhi nói toạc ra, chút nữa làm Diệp Phàm nghẹn miệng, bản thân trở thành thầy lang lúc nào vậy, còn thêm từ dã nữa chứ. Qua lời của Mai Phán Nhi, Diệp Phàm tự nhiên thành người đi lang thang trong giang hồ để bán những thứ thuốc rởm. Thầy lang dã, cách nói này hay lắm, tuy nhiên, có nhiều người đẹp hiện đại đều thích biện pháp của thầy lang dã này đấy. Mấu chốt ở đây chính là chữ dã, dã chính là thổ. Thổ không có nghĩa là lạc hậu, mà là sự kết tinh của lịch sử, sự kế thừa tinh hoa. Phương thuốc này truyền lại từ thời cổ đại, không kém cạnh gì các sản phẩm dưỡng da hiện đại. Diệp Phàm bắt đầu khoe khoang. Anh muốn phương pháp dưỡng da kết hợp với thổ sao? Mai Phán Nhi có vẻ không hứng thú. Thật ra trong lòng trách thầm. Ai mà thèm tin cái thứ thuốc dưỡng da anh chế ra chứ? Cái đó không thể làm tùy tiện được, muốn mình làm chuột bạch hả, làm gì có chuyện đó. Nếu như hủy hoại mất dung nhan, giao phó cả đời bản cô nương, đến lúc đó có bắt anh bồi thường cũng chả kịp. Chương 863, không thấy thỏ không thả chim ưng. Không tin thì đành vậy, thứ thuốc tốt này của tôi hiện nay còn lại cũng không nhiều. Thảo dược dùng để chế ra thuốc cũng không dễ tìm. Ví như tuyết liên trăm năm. Diệp Phàm có phần phóng đại, từ mười mấy năm nói thành cả trăm năm, phóng đại cả mấy lần. Quay ra liếc nhìn Mai Phán Nhi, có vẻ không có gì khiến người ta hứng thú. Biết được cao sang, chẳng coi cách điều chế này ra gì, xem chừng sợ bị hủy hoại sắc đẹp. Chẳng phải lần trước đưa thuốc cho Phong Mai, vợ của Tề Chấn Đào dùng thử chẳng phải cô ta cũng khá là lo lắng sao. Cuối cùng nhờ Phó Chủ tịch Tề động viên cô mới dùng thử một lần. Tuy nhiên hiện nay Diệp Phàm lại không biết làm thế nào để thoát được. Bởi vì không ngờ Tề phu nhân nghiện dùng thuốc này, lần trước đến Thủy Châu lại bị cô ta bắt làm cho một lần. Diệp Phàm âm thầm kêu khổ, bởi vì không có dịch cây thái tuế, loại hậu cung ngọc nhan hoàn kia chỉ còn lại hơn 10 viên. Dùng một viên thì ít mất một viên, là loại thuốc rất tốt. Hôm nay vì giải quyết vấn đề liên quan đến 600.000 cây đào, hắn cũng bỏ vốn ra không ít. Quyết định lấy ra một viên hậu cung ngọc nhan hoàn. Không ngờ Mai Phán Nhi không hứng thú. Hắn quyết định đưa ra nhân chứng, diễn lại tuồng cũ. Đương nhiên vợ của Tề Chấn Đào là một lựa chọn thích hợp. Bởi vì quan hệ của hắn và Tề Thiên thì Mai Diệp Thu cũng biết. Cho nên Diệp Phàm cũng không lo Mai Phán Nhi biết quan hệ của mình với Tề gia. Đột nhiên hắn cười một cách bí hiểm, nói. Chủ tịch Mai, hẳn cô có nghe nói đến phó chủ tịch Tề của tỉnh Nam Phúc chứ? Đương nhiên, Tề gia rất có ảnh hưởng ở Giang Nam này. Mai Phán Nhi khẽ nhíu mày, bắt đầu nổi hứng, tuy nhiên cũng không quá chú ý. Rõ ràng ý là ngầm nói Tề gia tuy rất có ảnh hưởng nhưng cũng chỉ là ở một vùng Giang Nam này mà thôi. Còn chỉ có uy lực như một chức thứ trưởng ở thủ đô thôi. Đương nhiên không thể so với Mai gia ở thủ đô được. Còn thế lực của Tề gia tại địa phương thì Mai gia cũng không so sánh được.
Tục ngữ có câu tấc có lúc dài, thước có khi ngắn chính là ý này, cái gì cũng có điểm mạnh của nó, đều có ưu thế cả. Đương nhiên ảnh hưởng của Mai gia trong giới quân sự trong nước thì Tề gia không thể địch nổi. Thực ra giới quân sự cũng không phải độc lập, chính trị trong nước đều bị giới quân sự chi phối. Trung Hoa còn tồn tại tư tưởng cũ của chính quyền súng gậy tre cho dù đang trong thời kỳ hòa bình. Quân đội cũng là đầu cá sấu lớn. Vì sao một số chính quyền thay đổi dễ dàng như cưỡi ngựa xem hoa? Chính là do chính phủ không kiểm soát được giới quân sự. Cho nên quân đội là một chủ đề muôn thuở, có thể sánh với hàng ngũ Thái Sơn bắt đầu. Nếu không tại sao chủ tịch nước lại phải kiêm chức chủ tịch quân ủy, về mặt tài chính lại không móc nối với địa phương. Tất cả đều do Bộ Tài chính thống nhất chi tiêu. Từ đây có thể thấy được một điều. Ha ha, vợ của Phó Chủ tịch Tề Chấn Đào, cô Phong Nhã Mai đã từng dùng thuốc của tôi, hiệu quả thế nào cô có thể đi hỏi cô ấy. Diệp Phàm tung ra nhân vật quan trọng. Viên thuốc đó tên là gì? Mai Phán Nhi quả nhiên biến đổi sắc mặt, bắt đầu thấy hứng thú, hỏi đến tên thuốc. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, sử dụng lâu dài, có thể ngăn được dấu hiệu của tuổi già, khuôn mặt có thể sáng trắng như ngọc, mịn màng như lụa. Diệp Phàm nói ra mấy câu khiến Mai Phán Nhi có cảm giác tên nhãi này có chút giống với mấy tên buôn lậu thuốc đang khản cổ giao bán thuốc. Thật là hiệu quả như thế sao? Mai Phán Nhi có chút do dự. Không tin, vậy cô chờ mà xem. Diệp Phàm tức giận, lập tức gọi điện thoại, hơn nữa còn bật loa ngoài. Cô à, cháu là Diệp Phàm đây, gần đây viên thuốc kia hiệu quả ra sao ạ? Hắn nói ngay trước mặt. Diệp, à, là Diệp Phàm hả? Hiệu quả cũng khá được, cô thấy như mình trẻ ra 7-8 tuổi, trắng da hơn một chút, rất nhiều nếp nhăn bị mất đi. Hơn nữa độ đàn hồi của da cũng khá tốt, tuy nhiên bao giờ cháu lại đến làm cho cô một lần. Phương Nhã Mai nói thẳng, dù sao quan hệ của con trai bà là Tề Thiên với Diệp Phàm cũng khá thân thiết, nhà Diệp Phàm cũng từng đến mấy lần. Quen thuộc quá rồi, cho nên Phong Nhã Mai cũng rất thoải mái. Ôi, gần đây Ma Xuyên xảy ra nhiều chuyện lắm. Bận điên đầu. Diệp Phàm giả bộ khổ nói. Bận điên đầu, sắp đến Tết rồi, có việc gì mà bận vậy? Cũng đúng, chỗ các cháu phải vội là đúng rồi. Vậy thế này đi, đêm giao thừa cháu đến, làm lại cho cô một lần. Ông xã cô nói, lễ mừng năm mới có khách ở thủ đô đến, dù sao cô cũng nên diện một chút, không thể làm mất mặt ông xã được. Phong Nhã Mai mỉm cười. Vậy được, nếu kịp nhất định cháu sẽ tới. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, giao thừa mà hắn có rảnh thì cũng phải về nhà mình mừng năm mới chứ, làm gì có chuyện tự nguyện đi. Đừng có lừa cô, nếu không thấy cháu, về sau Ma Xuyên cần lão Tề giúp gì thì cô là người đầu tiên phản đối đấy. He he, hơn nữa, nếu cháu tới, nói không chừng lão Tề cao hứng lên, có khi cho Ma Xuyên chỗ cháu mấy triệu ý chứ. Phong Nhã Mai cười thành tiếng, đương nhiên là trêu Diệp Phàm, rồi đột nhiên tắt máy. Không cho Diệp Phàm thêm cơ hội nào. Ôi, thế là xong. Giao thừa năm nay còn phải đi phối thuốc nữa, mệt muốn chết. Buông điện thoại xong, thằng nhãi này ra vẻ bất đắc dĩ, còn nhún vai, đương nhiên là làm trò trước mặt Mai Phán Nhi. Vậy bây giờ anh có thuốc không, viên hậu cung Ngọc Nhan Hoàn đó? Mai Phán Nhi tin tưởng hoàn toàn. Có cả cú điện thoại xác thực của Tề phu nhân, còn có gì phải nghi ngờ nữa. Đến người gần 40 như Phong Nhã Mai còn thích loại thuốc này, vậy chứng tỏ rằng hiệu quả hẳn rất tuyệt. Hơn nữa Phong Nhã Mai còn dục để được dùng thuốc. Ha ha, năm nay vừa qua mùa hoa đào nở. Nếu còn tiếp tục không nghĩ, qua vài tháng nữa, quả đào rụng đầy mặt đất sẽ đòi tính mạng tôi mất. Tôi đã đồng ý với dân chúng xã Kim Đào rồi. Năm nay giúp họ tìm ra lối thoát. Nghĩ xem, tôi có tốt xấu gì cũng là chủ tịch huyện, đến lúc đó không bán được đào. Thì chắc nếu mấy chục nghìn người dân xã Kim Đào không tìm tôi cũng phải bỏ của chạy lấy người. Cô xem đi, chủ tịch huyện như tôi đây, còn có tâm trí nào mà làm việc khác, chế thuốc gì cơ chứ? Diệp Phàm thở dài, căn bản không nói đến viên thuốc. Hừ, Mai Phán Nhi hừ một tiếng lạnh lùng, sắc mặt lập tức dần khó coi. Diệp Phàm cũng không nói, từ từ nhấm nháp tách trà thanh vụ. Mười mấy phút sau, Mai Phán Nhi không nhịn được. Cười nhẹ nói. Hai ngày nữa tôi phái đoàn khảo sát ở công ty xuống xã Kim Đào, xem mọi người làm ăn thế nào rồi tính sau. Viên thuốc kia anh lấy cho tôi dùng thử một chút được không? Đến lúc đó tính sau, nếu tôi cao hứng thì biết đâu lại chế thuốc cho cô.
Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Hắn hẳn là chưa thấy cái lợi thì chưa chịu. Đến lúc cô không đến, nói là điều kiện không đạt tiêu chuẩn, hay vị trí địa lý không thuận lợi gì gì đó, vậy chẳng phải tôi chế thuốc không công cho cô sao? Tuy nói hôm nay cô đã quyên 3 triệu cho huyện Ma Xuyên, nhưng cái đó, chẳng qua là trả tôi cái ân tình tôi đồng ý giúp Thiên Kiệt. Cái này là một đổi một thôi. Về tấm lòng thì Diệp Phàm cũng không lấy đâu ra thừa thãi thế để mà giúp mỹ nhân làm đẹp. Anh! Mai Phán Nhi trợn mắt nhìn Diệp Phàm, đôi mắt phượng dần biến thành quả cầu. Khoảng một phút qua đi, cô hung hăng nói. Cuối tuần tôi sẽ dẫn đoàn khảo sát tới. Tôi qua công ty có chút việc, đi trước. Tôi đưa cô đi. Diệp Phàm thản nhiên cười. Không cần, không dám làm phiền chủ tịch huyện đưa, hừ. Mai Phán Nhi rõ ràng là đã giận đến cực điểm tuy nhiên vẫn cố gắng nhịn, lao ầm ầm xuống cầu thang. Nhìn theo chiếc ô tô đi xa dần, Diệp Phàm hừ nói. Đúng là người nhà Mai gia, quả nhiên đầy khí khái. Mình tuy nghèo, nhưng chưa từng bán mình, hừ. Thế nào rồi Diệp Phàm? Vừa rồi bộ dạng chủ tịch Mai sát khí đằng đằng, có phải anh lại gây sự gì với cô ấy không? Ha ha! Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ hứng thú cười nói. Trong ánh mắt có vẻ mờ ám. Ôi, chỉ có con gái là khó chiều. Diệp Phàm thở dài, chợt lắc lắc đầu. Người ta dù sao cũng là đến biếu tiền, anh Diệp, tôi thực sự không hiểu, cô ta vì sao mà từ nghìn dặm xa xôi đến tận đây. Thượng Thiên Đồ tủm tỉm cười. Diệp Phàm trông thật muốn đấm cho thằng nhãi này một cái. Cậu đừng nghĩ ai cũng xấu xa như vậy, giống cậu chứ gì. Người ta là người của Mai gia ở thủ đô, chúng ta sao có thể trêu vào, tuy nhiên cũng có thể tránh được. Chẳng phải lúc trước cậu cũng từng gặp Mai Phán Nhi sao, ở phòng hát nào đó ở Thủy Châu còn gì. Diệp Phàm châm chọc nói, đương nhiên chỉ là trêu đùa. Chính là cô gái mà ngay cả Hứa Thông con trai bí thư Hứa Vạn Sơn, nhân vật số 1 của Thủy Châu, cũng phải sợ muốn chết đó hả, hình như là nữ quân nhân. Khóe miệng Thượng Thiên Đồ co giật vài cái, cảm giác một cơn lạnh lan tỏa trong người. Ha ha, cô ấy phải gọi là chị, chính là cháu gái của Chủ tịch Mai vừa rồi. Cậu có gan thì động vào Chủ tịch Mai đi. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Tha cho tôi đi Diệp ca, tôi còn muốn giữ lại cái mạng này để được nhìn thấy Thái Dương. Với phụ nữ tôi còn chưa chơi đủ. Nhưng phụ nữ như Chủ tịch Mai đương nhiên không phải là người tôi có thể dây vào. Tuy nhiên thì người phụ nữ đó đúng là quyến rũ chết người. Tuy nhiên, chỉ chớp mắt một cái, ánh mắt sau khi biến sắc cũng có thể giết chết người ta được. Anh chắc không biết đâu, vừa rồi lúc gặp cô ấy đi xuống cầu thang tôi như mất hồn đứng không vững, suýt nữa đâm vào cô ta. Ánh mắt đó, đúng là dọa người sợ chết. Thượng Thiên Đồ còn chút sợ hãi, nói thêm. May mà vừa rồi tôi còn kìm lại được, nếu không động chạm vào người mà đến Diệp ca còn phải nể, thì chuyện lớn rồi. Có điều, Diệp ca, thật sự anh với cô ấy không có quan hệ gì. Thượng Thiên Đồ còn nghi ngờ, rõ ràng là không tin vào lời của Diệp Phàm. Cậu nói xem. Diệp Phàm liếc mắt một cái, không muốn để ý đến cậu ta. Bỏ đi. Không quan hệ cũng là có quan hệ. Ha ha. Thượng Thiên Đồ nhún vai, đặt mông ngồi lên ghế xoay. Trong lòng thầm nhủ, không có quan hệ gì mới là lạ. Người ta tiểu thư đài các chẳng quản nghìn dặm xa xôi đến tận đây đưa tiền. Mặc dù tiền nhiều không biết tiêu vào đâu thì cũng không thể đến đây cho không thế. Cái nơi tồi tàn này thì có cái gì, muốn danh không có danh, muốn lợi không có lợi. Nhưng Diệp ca đúng là loại người phong lưu. Phụ nữ của anh ta quen đều là các cô gái giàu có xa hoa. Giống như Chủ tịch Mai, mình nhìn thấy còn thèm. Nhưng đối với Diệp Phàm này, đồ mang đến tận cửa tặng, anh ta còn chẳng thèm. Lợi hợi thật, mình so với hắn đúng là kém hẳn một bậc. Đây phải gọi là phong cách đại sư. Phong lưu cũng có phân cao thấp. Không so với người ta nữa, bỏ đi, không lại tức chết. Chương 864, tiêu chuẩn hậu cần. Lão thượng. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi lập tức khởi hành đi xã chức nữ xem, nếu như hài lòng thì địa chỉ xưởng bước đầu định ở đây vậy. Nhân tiện thời gian Tết âm lịch rảnh rỗi này khởi công, đến năm tới khi vừa tới mùa xuân, lá trà mọc ra xưởng của ông có thể sản xuất rồi. Hơn nữa, đất đai nơi đó lại rất rẻ, tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch xã một chút, có thể cung ứng miễn phí. Còn nói về phương diện chế tạo trà, trong xã cũng có một vài vị lão niên rất có kinh nghiệm. Ông có thể mở một công ty trà Thanh Vũ kết hợp giữa công nghệ truyền thống và công nghệ hiện đại.
Còn về hạng mục Sở Nông nghiệp tỉnh, tôi đảm bảo được. Nếu như hạng mục chẳng may không thể nắm về tay được, thì sự đầu tư của lão thượng ông Kỳ trước cứ xem như Diệp Phàm tôi đây nợ ông một ân huệ vậy. Có cơ hội tôi sẽ hoàn trả cho ông. Vẻ mặt Diệp Phàm rất oai vệ nói. Anh Diệp, anh nói cái gì thế, như thế không phải là quá khách sáo rồi sao? Lão thượng tôi tuy rằng là một người thô lỗ, nói chuyện cũng thô lỗ không kém. Nhưng dựa vào nguồn hậu cần của tập đoàn Hoành Xương tôi thì trà rác rưởi cũng có thể trở nên thơm tho. Phía đông không sáng thì phía tây sáng, còn trà thanh vụ kia, tôi cũng đã thử qua rồi, cảm giác thật đúng là có chút đặc sắc của địa phương. Trà bầy được sản xuất ở những đỉnh núi có độ cao 600-700 mét, nhận được sự ôm ấp của gió núi mây sương, về phương diện ô nhiễm mà nói thì tuyệt đối là thuần khiết rồi, người hiện đại thích nhất là một ngụm trà này. Cái gì phía trước cũng thêm vào hai chữ, màu xanh, vào thì đều đáng giá đồng tiền cả. Mở một công ty trà thanh vụ, không dám bảo đảm kiếm lời nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể thu hồi vốn. Chút trình độ này mà cũng không có, thì lão thượng tôi mở tập đoàn Hoành Xương sớm quan tâm được thuận lợi rồi. Ha ha ha! Thượng Thiên Đồ đột nhiên hào hứng lên, như có một sự tự tin trào ra vậy. Làm cho Diệp Phàm cũng phải gật gật đầu, cho rằng lão thượng chắc không phải đáng khoác lác. Người ta quản một tập đoàn đến mấy trăm triệu, tuy rằng sự tích lũy trước đây nghe nói là từ việc buôn lậu, nhưng không có chút chủ ý của mình thì không thể được. Nếu không, trên thế giới này sợ không phải là những phú ông tỷ phú bay đầy trời, thì còn đáng giá cái quái gì nữa. Đợi hạng mục của tỉnh nắm được trong tay, chính quyền chúng ta bỏ vốn ra, và lại kéo thêm vài người hùn vốn đến, muốn làm thì phải làm một công ty tập đoàn trà thanh vụ quy mô lớn. Muốn làm thì phải làm lớn. Thông qua sự phân tích của một vài lão nông trên huyện, ở Ma Xuyên chúng ta, có một vài xã có độ cao so với mặt nước biển có thể trồng được loại trà này, nguyên liệu đất đai cũng không phải lo nhiều. Nếu đã có quy hoạch, từ khi bắt đầu, sau khi chọn địa điểm xưởng xong, địa bàn đó phải lớn một chút. Vừa hay tôi vừa đi qua xã chức nữ, hiện thuộc trực tiếp chính quyền xã cũng có một mảnh đất. Có thể nói chuyện với chủ tịch xã, xem có thể lấy dùng miễn phí được không? Diệp Phàm hắn giọng cười, rõ ràng là không an tâm lắm. Miễn phí, thế thì tốt quá, cảm ơn chủ tịch Diệp đã ưu đãi đối với công ty Hoành Xương chúng tôi. Thượng Thiên Đồ kiềm chế nụ cười, vẻ mặt trông rất đàng hoàng. Việc từ khi đề cập đến khi đầu tư lão thượng tự nhiên cũng đàng hoàng hẳn lên. Số một ra số một, buôn bán ra buôn bán, bạn bè ra bạn bè, hai cái cần phân biệt rõ ràng. Tuy nhiên, nghe nói chính quyền xã chức nữ đến giờ vẫn chưa có trụ sở làm việc, lần trước tôi có đồng ý cho chủ tịch xã xây dựng một trụ sở, ha ha. Lời nói đó của Diệp Phàm vừa nói ra, khóe miệng lão thượng tự nhiên co giật vài cái. Trên mặt tay này lập tức hằn lên những đường đen, thầm nói rằng. Tôi nói nhé, trên đời này làm gì có bữa cơm nào là miễn phí đâu, đoán chừng ở xã chức nữ có thể mua được mười mấy ngọn núi. Tên tuổi dễ nghe, còn miễn phí. Miễn cái con khỉ ấy, ước chừng ông đây còn phải bồi thêm vốn vào. Chợt, thằng nhãi này giật giật tròng mắt, cười nói. Dứt khoát là như thế đi nhé, kinh doanh ra kinh doanh, giao tình ra giao tình. Tiền đất đai tôi phải chi ra, nếu như là một mảnh đất lớn, mảnh đất lại đẹp, thôn chức nữ có thể dùng mảnh đất này nhập cổ phần, quy ra tiền mặt là được rồi. Nếu như tình hình công ty vẫn rất tốt. Xã chức nữ coi như dựa vào số tiền cổ phần đó thu lời không phải là có thể xây dựng được trụ sở làm việc rồi sao? Ừ, cách này rất hay, cứ định như thế đi nhé. Cụ thể tính toán như thế nào anh thượng lượng làm việc với chủ tịch xã? Diệp Phàm cười nói, trong lòng cũng hiểu rõ rồi, người ta thông minh mà. Còn muốn người ta bỏ tiền ra không, người ta cũng không làm, chính là số tiền 3 triệu hôm nay, chỉ có 1 triệu là quyên tặng. 2 triệu còn lại là phải dựa vào sự ra tay giúp đỡ của mình để đoạt mảnh đất ấy về. Nghĩ tới những điều này Diệp Phàm có chút nuồn bực, thầm chửi. Cá nhân ông đây ra sức, giúp nhà nước làm việc, đây là thói đời gì vậy, đây là vì phục vụ cho người dân cũng không phải là cách phục vụ thông thường. Hơn nữa, việc này còn không sáng tỏ. Cán bộ Ma Xuyên chỉ thất người ta quyên tặng 3 triệu tệ, đâu có biết rằng ông đây bỏ cả mạng mới có thể đoạt về. Trên đời này, đúng là không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Đúng vào lúc này, điện thoại lại vang lên. Chủ tịch Diệp, ha ha, chỉ nghe 4 chữ, sau đó là một tràn liền hồi những tiếng cười, làm cho trong lòng Diệp Phàm ngứa ngáy cả lên, trước mắt lập tức hiện lên khuôn mặt tinh danh giả xảo của bà chị Quách Thu Thiên kia.
Sau khi hoàn hồn, hắn có điệu bộ nói cả lăm, thầm nói hôm nay có phải là thay đổi rồi, bạn học trường đảng Quách Thu Thiên sao lại dám gọi điện thoại cho mình, thế là cười nói. Chị Quách, đừng có mang vẻ cười kỹ nữ này nữa nhé. Hứ anh mới là kỹ nữ. Quách, đại tỷ, tức giận đùng đùng. Hi hi. Diệp Phàm cười gượng không đáp, chợt hỏi. Chị Quách, có chỉ thị gì không, xin nói rõ, tiểu sinh nhất định tuân thủ mà làm. Chỉ thị, ai dám anh đường đường là một chủ tịch huyện, hơn nữa, còn là lớp trưởng của chúng tôi chủ là một ủy viên sinh hoạt, đâu dám chỉ thị lớp trưởng chúng tôi. Quách Thu Thiên với vẻ mặt cười châm chọc nói. Kha kha, bên này sao dám so với bên đó đúng không? Chị đừng nói là đột nhiên nhớ đến tôi nên mới gọi điện thoại đấy nhé. Tuy nhiên, thành phố Tuyền Hưng các chị lại giàu nứt khố đổ vách, chị đường đường lại là phó chủ nhiệm ủy ban thành phố, có thể làm sợi dây liên minh, cùng nhau làm giàu, lấy chút bên đó giúp chúng tôi nghèo rất mông tơi bên này với. Diệp Phàm hắn giọng cười. Giúp bên đó, ha ha ha, nếu muốn giúp bên đó đối tượng cũng phải là địa khu Đức Bình các anh, thành phố Tuyền Hưng chúng tôi là thành phố cấp 3, mà xuyên các anh, không đủ tư cách. Quách đại tỷ đột nhiên cao hứng lên, trong lời nói tràn ngập sự đắc ý. Ôi, nói cũng đúng. Diệp Phàm thở một hơi dài. Giúp tôi cũng là giúp chị, tuy nhiên bây giờ giúp không được rồi, hiện giờ tôi không ở thành phố Tuyền Hưng nữa, đi lên tỉnh rồi. Quách Thu Thiên trầm ngâm một hồi, rồi nói. Đi lên tỉnh, phòng nào? Diệp Phàm giật mình, lỗ tai dựng đứng hẳn lên, trong thời gian học tại trường đảng, sống với Quách Thu Thiên cũng không tồi. Thậm chí có người sau lưng còn ghép đôi mình với Quách Thu Thiên, nói nào là kim đồng ngọc nữ. Quách Thu Thiên gian xảo hoạt bát, có lúc tinh danh như yêu quái, có lúc lại thánh thiện như nữ thần, Diệp Phàm cũng bị cô ta đùa vỡn mấy lần, đầu đầu luôn, cũng nếm qua một chút rồi. Đương nhiên, nói mình và Quách Thu Thiên là một cặp, Diệp Phàm không có ý đó. Tuổi tác là một vấn đề, Quách Thu Thiên lớn hơn mình đến 6 tuổi, Diệp Phàm cảm thấy hơn lớn một chút. Cái này, không thể không suy nghĩ cho phụ nữ sau này, phụ nữ khi qua tuổi 40, già yếu rất là nhanh. Đến thời gian mình được 50, bà xã già rồi, không phải trở thành bà hầu của mình rồi sao, không có hương vị gì nữa. Mà đàn ông năm 60 tuổi thì cũng là bình thường thôi. Quách Thu Thiên đối với mình cũng không có ý nghĩa, cái này chỉ có trời mới biết. Tuy nhiên, từ trên biểu hiện của Quách Thu Thiên mà thấy, hình như lại có chút để ý. Phòng nhân sự giáo dục của Sở Tài chính. Quách Thu Thiên khiêm tốn nói. Ôi, tôi còn nghĩ rằng mình đã đủ lợi hại rồi, tăng lên chức chủ tịch huyện của một huyện hẻo lánh thì có thể lên mặt được rồi. Không ngờ rằng chị Quách đã đường đường là một thần tài cấp tỉnh rồi, không thể so sánh, đúng là che già măng mọc mà. Diệp Phàm dùng mình, trong miệng phun ra những lời nói chua chát, trong lòng thì lại thầm vui mừng. Cái này, Quách Thu Thiên làm ở Sở Tài chính tỉnh, sau này khi có việc gì cũng có thể giúp đỡ chút. Tuy nhiên trong lòng cũng âm thầm lo sợ, khi học tại trường đảng Quách Thu Thiên chẳng qua chỉ là một phó chủ nhiệm tránh văn phòng cơ quan thành phố Tuyền Hưng, trong chốc lát không những tăng lên nữa cấp, mà nơi đến còn là Sở Tài chính tỉnh, quản mặt nhân sự, thế thì vị trí đó quá thơm rồi. Từ phương diện này mà suy luận, cô gái Quách Thu Thiên này trên tỉnh nhất định có mối quan hệ sâu rộng. Bằng không, làm sao có thể nắm được vị trí tốt như thế? Lấy chính mình mà nói, chức chủ tịch huyện này cũng là gặp vận may, cục trưởng Trương trên thủ đô cân nhắc cho mình mới có được. Bằng không, không có cái tin tức kia của cục trưởng Trương, phỏng chừng bây giờ mình vẫn đang vất vưởng ở cục xúc tiến thương mại đầu tư thành phố Mạc Hương. Còn không biết đủ à anh uy phong người người, vừa ra tay, thì có thể kiếm về hơn 20 ngàn. Tôi thật sự không có bản lĩnh đó như anh đâu. Hơn nữa, trên sân khấu, anh nói rất là mạnh mẽ khẳng khái, ngay cả bổn cô nương đây cũng suýt chút nữa rút túi quyên tiền rồi, ha ha ha. Quách Thu Thiên không biết là đang biếm trích Diệp Phàm hay là đang nịnh hắn, dù sao thì Diệp Phàm cũng đoán không ra. Thằng nhãi này kinh sợ, vội hỏi. Chị đến à? Kha kha kha, bên trong lại truyền đến một tràng tiếng cười sang sảng như khi gà mái đẻ trứng. Mau nói với tôi, đang ở nơi nào, tôi gọi xe đến đón chị. Trong lòng Diệp Phàm cũng vui vui, bạn học đến thăm chơi mà. Có phải là muốn cùng tôi đi khắp nơi dạo quanh Ma Xuyên? Quách Thu Thiên nghịch ngợm hỏi. Đương nhiên, bạn học cũng đến rồi, việc gì cũng phải gác sang một bên để đón bạn mà. Diệp Phàm nói một lời hai ý,
mặt của Quách Thu Thiên lập tức hiện lên những đốm mây đỏ hồng, xì đồ mặt dày mày dạn, hừ nói. Thế được, tôi đang muốn đi đến bối diệp gốc của xã Lang Kiều các anh xem bối diệp Lang Kiều. Anh nếu như có thời gian rảnh thì đến làm hướng dẫn viên dẫn đường cũng không tồi chút nào. Cái này, ngày mai như thế nào, chỉ đến huyện nghỉ ngơi nửa ngày, tôi còn có chút việc cần phải giải quyết cho xong. Diệp Phàm có chút khó xử, bởi vì đang chuẩn bị đưa Thượng Thiên Đồ đi xã chức nữ tham thú căn cứ trà. Thế nào, không thể rời lại, tôi mặc kệ, dù sao thì chốc nữa phải thấy được anh. Có một chút cần phải nói rõ với anh, tôi là cùng đi với bá phụ đến, không đến, hứ về sau đừng có mà nói tôi không có nhắc nhở anh, hối hận cũng muộn rồi. Còn nữa, đừng có nói chuyện này với người khác, muốn đến thì anh một mình đến. Quách Thu Thiên gác điện thoại. Ý gì chứ, không đến sau này ông đây hối hận, dựa vào cái gì? Không phải là chỉ Quách đó có chút ý tứ gì với mình chứ, cái ý đó thì dễ giải thích rồi. Là ám chỉ mình cần nhân cơ hội này theo đuổi cô ấy, kề sát mà đi lên, nếu không sẽ hối hận. Tuy nhiên, cái này hình như không phải là tính cách của cô ấy, Quách Thu Thiên thường ngày rất kiêu ngạo, lúc này như thế không phải là mất giá quá rồi sao? Có chút như mua bán trao đổi, nhất định không phải ý này rồi, thế thì là ý gì chứ? Diệp Phàm thật sự có chút phiền não, xoa xoa cái đầu, chính là nghĩ không ra nguyên cơ do đâu. Chương 865, nhân vật số 1 Nam Phúc. Ngồi trên ghế xoay suy nghĩ một hồi, đột nhiên giật mình, sao đã quên mất những lời cô ấy nói mất rồi, còn nói là nhắc nhở mình, nếu thật sự có ý với mình, lẽ nào bá phụ của cô ấy xuống là để xem mình ra sao? Không phải là đi dạm hỏi đấy chứ? Không phù hợp với yêu cầu cơ bản của nhà họ Quách. Tuy nhiên, lẽ nào bá phụ của Quách Thu Thiên có lai lịch gì hay sao? Nói về phương diện khác, Quách Thu Thiên đang ám chỉ mình cần nắm lấy cơ hội. Hơn nữa lại còn thận trọng giải thích, bảo một mình đi, trong này nhất định có ý gì đó. Cơ hội à, trước đây một cuộc điện thoại của Bí Thư Trương ở Kinh Thành đã đem đến một cơ hội, bảo mình lên làm chủ tịch huyện Ma Xuyên, lẽ nào bây giờ lại gặp quý nhân nữa rồi, cô ấy chính là bà chị Quách Thu Thiên vĩ đại của chúng ta, vị nữ thần may mắn của chúng ta. Sự suy đoán này rất có khả năng. Lão thượng, bây giờ tôi có chút chuyện gấp phải đi xử lý một chút, tôi sắp xếp cho phó chủ tịch huyện Phương Hồng Anh và chủ nhiệm nông đi cùng với ngài một chuyến thì như thế nào? Diệp Phàm nói với giọng điệu trưng cầu. Không sao, anh Diệp vị trí cao, việc nhiều, chúng ta lại không phải là người ngoài, nói việc này là quá khách sáo rồi. Anh đi làm việc của anh đi, gọi phó chủ tịch Phương gì đó cùng đi với tôi là được rồi. Tôi sẽ trực tiếp từ xã chức nữ trở về Thủy Châu, nếu như địa điểm xưởng có thể đàm phán được, tôi sẽ nhanh chóng cho người xuống tiến hành chuẩn bị giai đoạn trước. Thượng Thiên Đồ không có chút do dự nào, vội nói. Thu Thiên, người ta là một chủ tịch huyện, bận làm rất nhiều việc. Hôm nay vừa mới quyên tiền xong, phỏng chừng còn rất nhiều khách vẫn chưa rời khỏi, là người chủ, dù sao cũng phải chiêu đãi khách quý từ nơi xa đến, bộ dạng cháu như thế là có chút hơi càn quấy rồi. Bán lão đầu nói với Quách Thu Thiên, giọng điệu có vẻ trách cứ. Nghe nói mấy vị khách đó sau khi ăn xong đều đã đi rồi, có bận cũng phải đến đi cùng tôi chứ, chị đây là người đường xa đến, cũng là khách quý. Quách Thu Thiên ngay cả chút tư tưởng nhận thức đều không có, còn dương dương tự đắc. Thầm ngầm ngừ nói, Diệp tử, tôi là muốn tạo cơ hội cho anh, có thể nắm chắc hay không còn phải xem sự may mắn của anh rồi, nếu không đến, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác. Vì để thuyết phục được bá phụ đến cái nơi nghèo nàn lạc hậu này, tôi đã dở đủ mọi chiêu trò, chỉ thiếu chưa khóc làm loạn thắt cổ mà thôi. Đừng có phụ tấm lòng khổ tâm của bổn cô nương đây. Đứa cháu gái này, cái gì cũng có lý lẽ, đại bá đây nói không lại cháu rồi. Đứa cháu đáng yêu của lão lắc lắc đầu, cười nói, cũng không chỉ trích ông ta nữa. Kỳ thực, ông ta cũng muốn gặp mặt đồng chí Diệp Phàm. Thế thì đương nhiên, đại bá đây là người thế nào? Là người bậc nhất Nam Phúc, nào là bí thư thành ủy, bí thư địa ủy, cục trưởng sở, keo gào khóc lóc thì cũng khó mà gặp được nữa. Cậu ta chỉ là một chủ tịch huyện, xem như vinh dự mặt mũi cho cậu ta lắm rồi, kha kha kha. Quách Thu Thiên vẫn không quên vỗ vỗ vào vai Nịnh Bá Bá. Đứa cháu gái này, người bậc nhất Nam Phúc, cháu lại đẩy đại bá đây lên cao quá rồi đấy. Nam Phúc, nơi này quá rộng lớn, nói đại bá đây là người bậc nhất Nam Phúc thì không ổn lắm. Lão bá, đó cười, kỳ thực, thì trong lòng cũng thoải mái vô cùng, con người mà, muôn hình vạn trạng,
chỉ là nịnh bợ không ra mặt thôi. Sao không phải, Nam Phúc lẽ nào còn có người nào lớn hơn cả đại bá nữa sao? Hừ, Quách Thu Thiên không phục, bĩu môi, hừm nói. Thu Thiên, cháu chỉ nhìn thấy bề mặt, lại không nhìn thấy được một số thứ ẩn bên trong. Cứ lấy Triệu tướng quân trước đây của tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu mà nói, người ta bây giờ đã là phó tư lệnh viên quân khu Bắc Kinh rồi, vị trí đó quan trọng, tuyệt đối không thua kém gì đại bá đây đâu. Bán lão đầu thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ là một phó tư lệnh viên, có thể lớn hơn đại bá sao? Cháu không tin. Quách Thu Thiên không chịu thua. Được rồi, không đôi co với cháu nữa. Sắp đến Bối Diệp Cốc rồi, chúng ta đi đi xem. Bán lão đầu chuyển đề tài nói chuyện. Một chiếc Mitsubishi Việt Dã bình thường chậm chậm hướng về Bối Diệp Cốc mà đi. Bối Diệp Cốc nằm ở phía đông của xã Lang Kiều, cách cửa thành Ma Xuyên chỉ một nửa giờ lộ trình. Còn có khoảng nửa tiếng nữa thì đường khó đi rồi. Căn bản là con đường bùn đất, Mitsubishi đi trên mặt đường giống như đi trên cát, hơn nữa, với mức đó, giống như bước đi của ốc sên, phỏng chừng một giờ đi xe chỉ được khoảng 10 km thôi. So với người đi nhanh thì cũng không kém là bao. Hồng Quân cầm Sa Lâm Thời tìm những tài liệu có liên quan đến Bối Diệp Cốc, Diệp Phàm scan một vòng, lập tức kinh sợ, thầm nói. Thật không ngờ Bối Diệp Cốc chúng ta còn có lý lịch như thế, năm đó giải phóng quân đã cùng với Mã Hồ Tử quyết một trận sống chết tại địa bàn này. Việc này thật là lạ, Quách Thu Thiên trước đây cũng làm việc ở thành phố Tuyền Hưng, Bối Diệp Cốc chỉ là trong mắt người Ma Xuyên còn có chút giá trị, cô ấy làm sao đột nhiên lại muốn đến nơi đó chứ? Bối Diệp Cốc lại không phải là khu du lịch cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, thật làm cho người ta khó hiểu. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lúc, không nghĩ nữa. Sau khi đưa Thượng Thiên Đồ lên xe thì cũng lập tức đi. Nhưng lại là tự mình lái xe đi, chỉ dặn dò với Sa Hồng Quân một vài lời, lấy cái cứ đó mà dễ chuồn. Một tiếng đồng hồ sau, dừng xe để hỏi thăm, xe đến được thôn Bối Diệp. Vừa hỏi thăm, mới biết rằng phải đi 15 phút nữa mới đến được Bối Diệp Cốc, hắn đành phải xuống đổi đường đi. Vừa qua đỉnh núi, từ xa thì đã nhìn thấy một khe suối trong veo như một dải băng uốn lượn qua. Bên dòng suối là vách núi cao dốc, phỏng chừng cách mặt suối cũng có đến độ cao bằng 100 tầng lầu. Bao trùm một vài cây rừng khổng lồ, giống như răng nanh của những con sói đan vào nhau, đúng là một quan cảnh nhàn nhã. Lại đi qua một con đường uốn cong, cong như ruột dê khuất xuống, xa xa đã trông thấy một cây cầu đá màu trắng vắt qua mặt khe suối. Nhìn tổng thể toàn bộ giống như trên mấy đoạn toa xe lửa được đặt thêm mấy cái nhà hình vòm mà thành. Dưới đôi mắt tinh anh. Bây giờ không chỉ là một đỉnh vòm, dưới đế còn có đến 4 cái đỉnh vòm, phía trên giống như là xây dựng nhà ở bình thường trong xây dựng vậy. Rất nhiều cột đá đứng sừng sững trong mưa gió, dưới cầu, đương nhiên là nước chảy ròng ròng rồi. Đợi đến lúc đi gần đến, mới có một luồng kinh ngạc. Không ngờ lại chọn toàn là kết cấu đá, trụ là trụ đá, trên mặt khác chạm những hình quái thú nhe nanh múa vuốt, công nghệ chạm chỗ có chút hơi thô ráp, hơn nữa, có rất nhiều vết đạn che kín khắp bề mặt. Làm cho cả trụ đá nhìn qua có chút gồ ghề. Ngay cả hành lang cũng là những tấm đá mỏng từng tấm lát kín lối đi. Ôi người thời xưa quả là lợi hại, nghe nói cây cầu đá này được xây dựng vào năm Càn Long, đã có gần hơn 200 năm lịch sử rồi. Trải qua những trận mưa gió, nhưng không hề hấn gì. Tảng đá này có thể xây dựng nên, cũng thật là có chút bản lĩnh thật. Vào niên đại trước đây, lại không có xi măng gì hết, thợ thủ công thời đó thật sự giỏi quá. Diệp Phàm than thở trong lòng, khi đang tìm kiếm Quách Thu Thiên, mới phát hiện thấy trên cầu đang bày một cái bàn vuông, một người đàn ông trung niên, đầu che mất nửa khuôn mặt. Trên mình là kiểu áo tôn trung sơn mộc mạc đã giặt đến mức bạc trắng rồi, hiện lên cảnh lão nông dân ngốc nghếch trong bộ trang phục và đạo cụ đó. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm đi đến gần đầu cầu, đột nhiên, phía bên kia đầu cầu có hai người thanh niên mặc áo giáp kít lam đứng lên. Một đôi mắt rất có hồn. Diệp Phàm thậm chí còn cảm nhận được từ trên thân thể hai bọn họ một luồng sát khí ngầm. Quái lạ, không phải là sát thủ đấy chứ. Diệp Phàm dùng mình một cái, nháy mắt nhìn Quách Thu Thiên, cười nói. Chị Quách, chị thật là nhàn nhã quá. Đến rồi à, qua đây đi. Quách Thu Thiên cười với Diệp Phàm nói, hai người mặc áo xanh đó nghe cô ấy hô như vậy, đang ngồi xổm dưới trụ cột đá của cầu hút thuốc. Hai người này, hình như là vệ sĩ. Lẽ nào bá phụ của Quách Thu Thiên lại là những người thuộc giới thương gia phú quý, ngay cả vệ sĩ cũng có, không đơn giản chút nào.
Nếu thật sự là như vậy, thế hôm nay những con chim nhạn phú quý qua Ma Xuyên chúng ta đều phải nhổ hết lông à? Diệp Phàm dùng mình một cái, nhưng lại muốn nói. Nếu như người trung niên này không phải là những thương gia lớn mạnh trên thương thường, người đó lại có vệ sĩ. Thế thì có ý gì chứ? Hắn từ từ đi tới, có vẻ sợ hãi, suýt nữa phát ra thành tiếng, không phải là vệ sĩ Trung Hải Nam đấy chứ? Bất chợt, hắn lắc đầu, cho rằng điều này là không thể. Bởi vì khí khái trên hai người mặc đồ xanh này tuy là mạnh mẽ, nhưng so với vệ sĩ Trung Hải Nam, thì cũng còn kém xa, trái lại có chút khí khái giống với cảnh sát vũ trang. Cảnh sát vũ trang bảo vệ người trung niên này, thế thì địa vị của người này cũng cao ra phết, không lẽ lại là một trong những thường ủy của tỉnh Nam Phúc hay sao? Với những suy đoán này thì cũng là bình thường thôi, thường ủy thì chỉ có 10 người, xuống xã thì thường có 2-3 cảnh sát mặt thường phục trang bị vũ khí. Diệp Phàm miên man suy nghĩ về phương diện đó, trong lòng cảm thấy sợ, lập tức, bước chân kia như rối cả lên. Hắn hét lên mấy tiếng trong lòng nói. Sợ cái gì chứ, thường ủy không phải là ta đây chưa gặp qua, Tề Chấn Đào, Tống Sơ Kiệt không phải đều là thường ủy hay sao, thường ủy cũng là người, lột sạch quần áo thì cũng chẳng khác là mấy so với ta đây. Trong nháy mắt, lời nguyền rủa đó được chôn chặt dưới đáy lòng. Bước chân, lập tức vững vàng trở lại. Nếu người trung niên này có khả năng là thường ủy, hoặc là quan lớn cấp tỉnh gì đó, thì mình cũng phải thật bình tĩnh mới được, thể hiện được phong độ điềm tĩnh của một chủ tịch huyện mới ra mặt được. Thu Thiên, vị này là... Diệp Phàm cố ý hỏi, vẻ mặt khiêm tốn mỉm cười. Đại bá của tôi. Quách Thu Thiên sẵn trả lời. Đại bá chào ông. Diệp Phàm cố ý thốt ra những lời đó, lập tức làm cho khuôn mặt của Quách Thu Thiên đỏ bừng lên. Người trung niên này ngạc nhiên không kém, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, phỏng chừng là đang trách tên này sao lại dám gọi bậy bạ thế, đại bá là từ để cậu có thể gọi tùy tiện thế sao? Thằng nhãi Diệp Phàm này, lập tức, hình như có chút bộ dạng bối rối, ngại ngùng sờ vào đầu, nói. Thật ngại quá, cháu nhất thời quên mất, cháu và Thu Thiên là bạn học, khi trước cùng học với nhau ở trường đảng rất là hòa hợp. Có lúc cháu còn gọi cô ấy là em Thu, cô ấy cũng gọi cháu là anh. Nhất thời cháu quên mất, cho rằng là em mình, cho nên, mới gọi như thế, hề hề. Ha ha, không sao, gọi đại bá cũng được. Người trung niên này gật gật đầu, chỉ về phía sợi dây an toàn trên ghế có thể thu lại, cười nói. Nếu cháu đã là bạn học của Thu Thiên, thì không cần phải khách sáo, cháu ngồi đi. Cảm ơn đại bá ạ. Thằng nhãi Diệp Phàm ra mặt dày này lập tức theo trèo lên, dứt khoát, chính thức bắt đầu gọi đại bá. Kỳ thực là kỳ lắm, ép phải gọi thôi. Dù sao, người trung niên này tuy giả dạng giống nông phu, nhưng Diệp Phàm đã cảm nhận được cái gì đó từ hai người thanh niên mặc đồ xanh đó rồi, kiểu người này, nếu là nông phu mới lạ đó. Chương 866, ông ấy là đại bá của tôi. Thường thường một vài ông tiếng tăm trên quan trường, hoặc là phú ông trên thương trường đều thích chơi những trò chơi này. Nói là trở về với tự nhiên, dễ dung hòa nhàn nhã với tự nhiên. Thử nghiệm một chút cuộc sống của người nông phu. Kỳ thực, cái này chẳng qua cũng chỉ là một cách tự lừa dối mình không lừa dối được người mà thôi. Giống những kiểu người này, gọi một tiếng đại bá chắc cũng không lỗ gì. Dù sao thì cũng là cái miệng chịu thiệt gọi một tiếng, không làm sao. Không được gọi là đại bá, ông ấy là đại bá của tôi. Quách Thu Thiên đột nhiên nổi giận, hung hăng trừng mắt nhìn tên, vô liêm sỉ, đó một cái, hét lên nói. Thế thì tôi nên gọi là gì đây, tôi và chị còn phân rạch ròi gì nữa? Diệp Phàm cố ý hỏi, lại nói, đại bá cũng đồng ý rồi, cô còn kêu cái gì nữa chứ, ha ha. Đối với những người vô lại như Diệp Phàm, Quách Thu Thiên hoàn toàn bại trận, hừ một tiếng không muốn lý luận về việc này nữa. Vẫn là lão đó, cảm thấy dường như có thú vị gì đó, cứ ngấm ngầm quan sát Diệp Phàm. Quách đại tiểu thư, đừng có không vui, tôi có thể gọi một tiếng đại bá. Như thế chứng tỏ tôi rất tôn trọng cô, xem cô thật sự như một người bạn rồi. Diệp Phàm cố ý lộ ra một chút thái độ ngông cuồng. Thật không, thế thì bổn cô nương đây phải cảm ơn chủ tịch huyện Diệp đây rồi, sau này có vì gì còn phải nhờ sự chiếu cố của anh đây rồi có phải không? Quách Thu Thiên chỉ thiếu chút nữa tức điên người lên, cái tên này quá hống hách rồi. Cho rằng một vị chủ tịch huyện nhỏ nhoi như mình có thể bay đến trời xanh. Ngay cả lão đó cũng cảm thấy kỳ lạ. Nói như thế nào đi nữa thì trước mặt người ta cũng không nên nói những lời như vậy chứ.
Chí khí của người thành niên này thực đúng là không thật giỏi, lão bán này trông tỏ vẻ hơi thất vọng. Thế cũng không phải, cô hiểu lầm ý tôi nói rồi. Tôi muốn nói là, tôi đây bản lĩnh khác thì không có điểm gì nổi bật cho lắm, ăn một miếng lại có thể làm cho Quách đại tiểu thư đây khen ngợi. Hôm nay, tôi đây quyết định bộc lộ tài năng cho cô xem, cố gắng bộc lộ ra được khí phách của người chủ địa phương với khách. Diệp Phàm cười quỷ dị. Cái huyện hẻo lánh nơi các anh, có gì ăn ngon được? Chủ tịch Diệp, cái kiểu tư tưởng này của anh là không được rồi. Một huyện nghèo như thế cậu còn ra sức ăn, cả huyện chỉ sợ cậu ăn sạch mất, kha kha kha. Quách Thu Thiên khó nắm bắt được điểm yếu của Diệp Phàm, còn cố ý nháy nháy mắt vào cái bụng nhỏ kia của chủ tịch Diệp, cảm thấy xả được cơn giận, trong lòng người trung niên này cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, tuy nhiên lại không hỏi. Không thể nói như vậy được Thu Thiên, cô còn không hiểu tôi sao? Từ trước đến nay tôi không bao giờ lấy tiền công ra ăn uống bậy bạ. Trước đây ở Thủy Châu có mời khách mấy lần, đều là tôi tự móc hầu bao ra trả. Diệp Phàm kiềm chế ý cười, vẻ mặt đứng đắn, nói. Ồ, chủ tịch Diệp lợi hại quá, lúc trước ở lầu bác bảo Thủy Châu một bữa cơm cũng phải mất 80.000 tệ. Không ngờ Quách Thu Thiên lại nhớ đến việc này. 80.000 tệ. Người trung niên đó nhắc lại câu đó một lần nữa, đôi mắt thản nhiên đó đột nhiên sáng lên một tia ánh lửa hàn, tuy nhiên, vừa lóe lên đã biến mất. Không xong rồi, phỏng chừng lão trung niên này cho rằng mình đây là một tham quan rồi, một bữa cơm mất 80.000 tệ, cái này đều là bị tên Hứa Thông đó làm hại rồi, vừa may là Quách Chân Kỳ trả khoản tiền đó. Quả nhiên, người trung niên đó lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên hỏi. Thằng nhãi cậu, tiền lương một tháng của cậu là bao nhiêu, 80 tệ đủ cậu làm 20 năm rồi. Ý này đương nhiên là có hàm ý khác rồi, Diệp Phàm nào có phải là nghe không hiểu đâu. Đang lúc muốn trả lời thì Quách Thu Thiên lại mau chóng giải vây, nói. Đại bá, bản thân cậu ấy đương nhiên là trả không nổi rồi, là một quan quân giúp cậu ta trả. Cô còn nói, lúc đó còn không phải là bị cô làm cho thảm hại, khi chọn món, Quách đại tiểu thư của chúng tôi nhất định là không xem qua giá cả, gọi tất cả các món ăn có tiếng của bác bảo lầu lên. Tốn mất hơn 10.000 tệ. Tên Hứa Thông đó cũng đến góp vui, gọi loại rưỡi bóc đồ được cất giữ 15 năm lên. Một bình là 5.000 tệ, như thế tính tổng cộng lại, là tròn 80.000 tệ. Tử lâu người ta còn thiết gì mấy cái số lẻ đó, cũng may thiếu tá Quách Chân Kỳ còn có tình anh em, trả giúp khoản tiền đó, nếu không, tôi đã phải vào cục cảnh sát rồi. Vẻ mặt Diệp Phàm thở dài có vẻ đành chịu. Ai bảo anh khi đó làm tôi giận, hừ, đáng đời sớm biết bổn cô nương đây thì phải kịp thời nhắc chở Chân Kỳ. Quách Thu Thiên vừa nói đến đây, nghẹn dừng lại. Dường như cảm thấy hơi quá miệng, lập tức không nói nữa. Kỳ lạ quá, Quách Thu Thiên gọi hai từ, Chân Kỳ, gọi sao mà thuận miệng như thế, không phải là thân thích đấy chứ. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Người trung niên thì lại thản nhiên vô cùng, thuận miệng hỏi. Xem ra Quách Chân Kỳ kia cũng có tiền quá chứ, một bữa ăn mà 80.000 tệ đều có thể giúp anh trả, anh ta là bạn cậu à? Bạn, cũng vừa đúng vừa không đúng. Chúng tôi chỉ gặp mặt nhau hai lần, hôm đó trả tiền là lần gặp mặt thứ hai, cũng xem như không phải là bạn bè gì. Diệp Phàm động lòng, quyết định thăm dò ý nội tâm của lão này. Theo cách biểu hiện vừa rồi của Quách Thu Thiên, cảm giác thấy cô ấy hình như rất quen thuộc với Quách Chân Kỳ của tập đoàn quân thứ hai, nếu như Quách Chân Kỳ thực sự có quan hệ thân thích với cô ấy, như thế thì nhất định có quan hệ với lão trung niên này rồi. Gạt người mà không tính toán trước. Chỉ gặp mặt qua hai lần mà người ta đã giúp anh trả tiền cơm 80.000 tệ rồi, anh lại không phải là tướng quan chủ tịch tỉnh gì, hừ. Quách Thu Thiên chu miệng lên, rõ ràng như không tin. Đương nhiên là cũng muốn moi móc thêm về mối quan hệ của Diệp Phàm với Quách Chân Kỳ. Cái đó, nói ra buồn cười lắm, Thu Thiên, đại bá hai người đều không phải là người ngoài, cháu nói thẳng ra cũng không cần đề phòng gì. Diệp Phàm cố ý chần chừ một chút, uống một ngụm trà, nói. Việc này nói ra rất là dài dòng, đội quân báo săn có thể các người đã nghe qua. Bộ đội vương bài đặc chủng của quân khu lĩnh Nam. Lão trung niên đó gật gật đầu, nhấp một ngụm trà, hình như có hứng thú. Cậu có quan hệ với bộ đội báo săn? Đôi mắt của Quách Thu Thiên đột nhiên trừng to lên, hơn nữa, trên khuôn mặt đó dường như đang thầm mong chờ gì đó. Quan hệ, cũng chưa tới mức đó, tôi và bọn họ có chút quan hệ, đoàn trưởng Thiết. Ông ấy là huynh đệ kết nghĩa của tôi, ha ha.
Diệp Phàm khiêm tốn, vẻ mặt thản nhiên cười. Kỳ thực, toàn bộ đều là giả. Tuy nhiên, cái đó có quan hệ gì với Quách Chân Kỳ, anh ta chắc không phải là thuộc quân đội báo săn chứ, nếu thật như vậy anh ta giúp anh trả khoản đó thì còn có lý. Quách Thu Thiên giả bộ làm ra vẻ thờ ơ, hỏi. Ha ha, thiếu tá Quách trước đây là quân đội báo săn, sau đó bị anh của tôi đá đi. Diệp Phàm cố ý ra chút độc ác, ngay cả chữ đá cũng có thể thốt ra. Người trung niên này ngay cả chút động tĩnh cũng không có, thản nhiên ngồi uống trà, tuy nhiên, dưới con mắt tinh anh, phát hiện ra khóe miệng của Quách Thu Thiên rung rung, hình như có chút tức giận. Xem ra Quách đại tiểu thư có quan hệ với Quách Chân Kỳ thật, lại thử mạnh thêm lần nữa. Trong lòng Diệp Phàm nghĩ rằng, chợt cười, nói. Anh tôi nói, tên Quách Chân Kỳ này quá nhiều lời, đời này đừng hòng ở được với báo săn. Hứ Quách Chân Kỳ có chút nào phạm lỗi với anh của anh, muốn vu tội cho người ta, lo gì không có cách. Quách Thu Thiên đột nhiên hét lên. Làm gì vậy Thu Thiên, thảo luận vấn đề thì thảo luận vấn đề, đừng có mang theo cảm xúc vào. Người trung niên đó kịp thời nhắc nhở Quách Thu Thiên. Bá phụ, cháu chỉ kêu oan dùm cho Quách Chân Kỳ thôi, không hiểu. Quách Thu Thiên vội che giấu. Hứ còn dám giả bộ với ông đây hả, lòi đuôi rồi phải không? Xem ra đôi mắt chim ưng và thuật xem tướng lại hữu dụng, không ngờ lại có thể đoán được tâm lý suy nghĩ của người khác, thảo nào cổ nhân dùng để xem bói linh nghiệm vô cùng. Diệp Phàm trong lòng có chút đắc ý nghĩ. Hắn cười. Ha ha, kỳ thực cái đó cũng là cách nói nhất thời của anh ta, qua đi thì không nhắc lại nữa rồi. Quách Chân Kỳ giúp tôi trả tiền, chẳng qua là muốn vào lại báo săn. Lần trước anh tôi trở về, tôi cảm thấy Quách Chân Kỳ người này cũng không tồi. Vì vậy, cũng thuận nói giúp cho anh ta vài lời. Tuy nhiên cũng phải nói rõ, không phải là dựa vào số tiền cơm đó. Thực sự mà nói, tôi không phải là thiếu tiền tiêu. Chút tiền này, đều là tôi khổ cực kiếm về được, lúc trước học được thuật về thảo dược. Năm ngoái chữa lành bệnh cho công tử của chủ tịch Nam Cung Hồng Kông, ông ta thưởng cho một ít, cho 20.000 tệ, vì vậy, lúc đó nếu như có trả tiền thì cũng có thể trả. Anh lợi dụng sơ hở, phỏng chừng không tác dụng gì. Quách Thu Thiên bĩu môi lên chê bai Diệp Phàm, đương nhiên là muốn biết Quách Chân Kỳ có thể trở về quân đội báo săn không. Ha ha, có tác dụng hay không phải xem thực tế. Không đôi con nữa, trở lại chuyện chính đi, tôi đi lên núi tìm hương vị dân dã trở về, hôm nay chúng ta làm món này gọi là gà ăn mày. Diệp Phàm cười nói, gà ăn mày, có phải là món Hồng Thất Công làm đó không? Đôi mắt đẹp của Quách Thu Thiên sắp chảy nước rồi, rất là hiếu kỳ. Đợi một chút thì biết liền, tạm thời giữ bí mật. Diệp Phàm cười quỷ dị không nói. Thất bóng dáng Diệp Phàm lóe lên chui vào bụi cây lớn. Lão bán thở dài nói. Không ngờ Thiết Chiêm Hùng lại có tầng quan hệ như thế với người này. Thu Thiên, người bạn học này của con không tồi chút nào. Đại bá nói anh có thể trở về lại báo săn không? Quách Thu Thiên có chút thấp thỏm. Thế thì phải xem khả năng của bạn học cháu rồi, không phải khoác lác. Thiết Chiêm Hùng một đời kiêu hùng, không dễ dàng thuyết phục được. Lúc trước bố cháu Đường Đường là một phó tư lệnh quân hải quân, quân hàm trung tướng, nhưng vẫn không thể nói thuyết phục được Thiết Chiêm Hùng. Sau đó, lại tìm thượng cấp trực thuộc của quân đội báo săn, phó tư lệnh viên Mai Trường Phong của quân khu lĩnh Nam, nhưng Thiết Chiêm Hùng vẫn ngoan cố như trước. Hơn nữa, cái thằng Chân Kỳ đó cũng thiệt là, sau khi một mực muốn về báo săn, bị người ta đá ra, ngày ngày trốn trong sơn động bị người khác xem thường cũng không hối hận, ai. Lão báo than thở một hơi, hàng lông mày kia, hiếm khi thấy nhíu lên. Đại bá, ba là nhân vật số một của Nam Phúc, lẽ nào lại không thể khuyên nhủ được Thiết đoàn trưởng kia sao? Một đoàn trưởng, thì có là gì chứ? Suy cho cùng thì căn cứ của bọn họ cũng là xây dựng trên đất của tỉnh Nam Phúc chúng ta mà. Quách Thu Thiên có chút nghi hoặc khó hiểu, dựa vào thân phận của đại bá Quách Phách Dương mình, Đường Đường là một bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc, sao lại có thể không làm gì được tiểu đoàn trưởng? Ôi, cháu đó, là người trong cuộc thường mê muội. Bố cháu không phải là trung tướng hải quân sao, cấp bậc cũng cao hơn Thiết Chiêm Hùng không ít. Có cách gì không, hay là giận đến thiếu chút nữa là hộc máu? Việc này nhà họ Quách chúng ta không phải mất mặt lắm sao, suýt chút nữa trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Còn nữa, Thu Thiên, sau này nói chuyện phải chú ý chút, đừng giống với những kẻ thổ phỉ bình thường, cả nước đều là thiên hạ của đảng,
không phải là địa bàn của cá nhân ai hoặc của gia tộc nào. Lão bán Quách Phác Dương thở dài một hơi, quay đầu liếc mắt nhìn đứa cháu gái một cái, đột nhiên cười nói. Cũng may anh cháu không biết mối quan hệ của cháu và Diệp Phàm, bằng không, đứa em như cháu đây phỏng chừng cũng bị anh cháu bán mất, ha ha ha. Còn cười nữa, tức giận đến chết được. Tiểu Diệp tử, hừ, việc lần này không giúp xem tôi trừng phạt anh ra sao. Không nói sớm, hại anh ta phải chịu khổ như vậy, ngày ngày ngồi trước sơn động bị người khác xem thường, hừ hừ. Quan trọng là xem quan hệ của người này là thật sự giống như những gì mà cậu ta nói không, có quan hệ anh em kết nghĩa với Thiết Chiêm Hùng không. Tuy nhiên, bây giờ kết nghĩa anh em cũng không là gì cả. Quách Phác Dương cũng không chắc là việc này có thành không, bởi vì thế lực của Thiết Chiêm Hùng cũng tương đối đáng sợ. Chương 867, người mê làm quan. Quan hệ của bọn họ rất thân, tôi hiểu được, lần đó ở sân gôn, đoàn trưởng Thiết đối với vị huynh đệ này của ông ta vô cùng tốt. Khi ấy con trai Hứa Thông của bí thư Hứa Vạn Thông tỉnh thành cùng với con trai Mâu Cương của chủ nhiệm Mâu phòng giám sát tỉnh ủy cùng độ bóng với Diệp Phàm, kết quả là bị thua. Mâu Cương muốn khóc lóc đòi quỵt, kết quả là bị đoàn trưởng Thiết tác một cái mạnh đến nỗi lăn ra ngoài mấy mét, răng cửa bị gãy mất một cái. Đáng đời! Quách Thu Thiên đắc ý cười. Ây, nghe con mà muốn đấu với lão hổ, việc gì mà phải vậy? Quách Phác Dương than thở nói. Đại bá! Đoàn trưởng Thiết đó thật lợi hại thế sao? Khi ấy ngay cả tư lệnh thị trấn quân khu cũng vô cùng thân thiết với ông ta. Quách Thu Thiên vẻ mặt khó hiểu. Lợi hại hay không, người ta cũng là lãnh đạo của anh cháu. Hơn nữa, anh cháu luôn muốn trở về báo săn. Quách Phác Dương nói những lời đó, liếc mắt nhìn cháu gái, nói một cách cẩn trọng. Xem ra việc của anh cháu phải nhờ đến vị chủ tịch Diệp Phàm này rồi, cháu bỏ ra một chút công sức, có lẽ sẽ thành công. Bỏ công sức ra, đại bá, bảo cháu làm sao bỏ công sức ra chứ, khó nghe chết đi được. Quách Thu Thiên chút suýt nữa nhảy cẳng lên, lời của Quách Phác Dương nghe ra có chút ý như muốn đem mình dâng lên. Ý đó, quá mờ ám rồi. Ha ha, các cháu không phải vừa lại bạn học lại là bạn bè nữa hay sao? Quách Phác Dương biết cháu gái hiểu nhầm ý của mình, cười nói. Đại bá tốt nhất nên thăng quan cho anh ta, có lẽ đoàn trưởng Thiết vui vẻ. Anh cháu có thể trở về báo săn rồi. Quách Thu Thiên nói một cách xảo quyệt. Thăng quan, tên đó thăng quan như vậy còn chưa đủ nhanh hay sao? Chủ tịch huyện 20 tuổi, đừng có nói là ở Nam Phúc chúng ta, ngay cả trên cả nước, cũng khó mà tìm ra. Bá bá cảm thấy cái tên bí thư Trang Thế Thành này có phải là đã phát sốt não rồi không nữa, rõ ràng là không hợp với những nguyên tắc tổ chức ông ta cũng dám để lên. Vẻ mặt Quách Phác Dương rất nghiêm túc, hừ nói. Nếu không thăng quan thì đưa tiền thì được rồi, bá bá lập tức cấp 20 triệu tệ, còn đường thiên tường khi tu sửa lại, một chủ tịch huyện như anh ấy cũng có thành tích, vừa cảm kích, thế thì không phải anh cháu có hy vọng rồi sao? Quách Thu Thiên lại vòng vo qua đường khác, nhắc đến tiền. Không cần nói nữa, việc sửa đường cứ định như thế đi. Chỉ cần anh ta có thể chạy thông đến sở giao thông tỉnh, thì bác không có lời nào để nói, sẽ cấp 20 triệu tệ. Chạy không thông chứng tỏ cậu ta chẳng có bản lĩnh gì, một người không có bản lĩnh thì đại bá không có hứng thú. Quách Phác Dương khoác tay một cái, khí khái của bí thư tỉnh ủy rõ như ban ngày, chỉ có chút sợ người. Quách Thu Thiên tuy rằng bình thường khi nói đùa còn được, thật sự đợi đại bá ra uy rồi thì cô ta có chút sợ sệt, lúc này, đương nhiên không dám hé răng nữa rồi, biết được việc mà đại bá quyết định thì mình không thể thay đổi được, hơn nữa, đại bá nói cũng có lý lẽ. Một tên vô dụng. Giúp anh ta làm gì chứ? Đại bá, cháu nghe lời bá bá vậy, việc lập dự án với sở giao thông cháu quyết sẽ không nhúng tay vào đâu. Quách Thu Thiên thận trọng gật gật đầu, nhưng lại có chút quỷ quyệt, cười nói. Tuy nhiên, cháu không thể ra tay, anh cháu muốn ra tay thì không có liên quan gì đến cháu, ha ha. Cái đồ láo cá, nói không lại cháu rồi. Quách Phác Dương mắng yêu nói, trong đôi mắt kia lại ánh lên sự yêu thương chiều mến với cô cháu gái. Thế khí thế của bí thư tỉnh ủy kia, một lão nông bình thường thôi. Không lâu sau, Diệp Phàm trở về, trên tay cầm một con cá lớn với đường vân đầy màu sắc, phỏng chừng cũng có đến gần 10 cân. Nhìn thấy chưa Thu Thiên, công phu bắt cá của tôi cũng được đấy chứ, ha ha ha. Diệp Phàm cười rạng rỡ, lộ vẻ đắc ý. Kỳ thực, việc này đối với Diệp Phàm mà nói thì không là gì hết, nhảy vào đáy đầm, phi đao vừa bay ra,
thì con cá nào có thể chạy thoát được ma trưởng hắn chứ? Anh, không phải là mua về đấy chứ? Vẻ mặt Quách Thu Thiên thoảng thốt, trong ánh mắt hiện lên câu muốn nói là tôi không tin. Cần phải biết trong tay Diệp Phàm không có cái gì để bắt cá, ví dụ như dùng dụng cụ túi lưới linh tinh gì đó, lại không có lưới cá, dựa vào cái gì có thể bắt được cá lớn như vậy chứ? Tôi nói rồi Quách đại tiểu thư, cô cũng quá coi thường tôi rồi đấy. Khi còn nhỏ vì để kiếm chút tiền mua tiểu thuyết, tôi thật là cao thủ bắt cá. Diệp Phàm tự nhiên như là đang nói dối, nhẹ nhàng nói với Phách Phú Dương. Đại bá, có muốn xem cháu trổ tài nghệ nướng cá không? Bảo đảm bá bá nhìn thấy sẽ có cảm giác mới mẻ. Chỉ khoác lát thôi. Quách Thu Thiên vẻ mặt tỏ ra khinh thường. Ha ha, xem cũng được, tuy nhiên, tên nhóc nhà anh, người giết cá tôi đã xem qua nhiều rồi, đợi chút nếu không có cảm giác mới mẻ tôi sợ Thu Thiên lại cào nhàu mãi, cậu đợi đấy mà nhét lỗ tai lại đi là được. Quách Phác Dương vẻ mặt hiền hòa cười. Diệp Phàm đương nhiên cũng không sợ, bởi vì hắn không biết lão nông này là Quách Phác Dương một bí thư tỉnh ủy. Nếu như mà niết rồi, cho dù là tố chất tâm lý của Diệp Phàm có cao đến mấy, phỏng chừng cũng có mà tỏ ra được vẻ tự nhiên phóng khoáng như thế này được. Ha ha, không có 3/3, thì không dám lên Lương Sơn. Cứ lấy con đường thiên tường ma xuyên chúng ta mà nói, trước đây, con đường đó gọi là thiên tường, ngày tôi lên trước đã nói qua, trời muốn cản tôi phá trời. Bây giờ, chính là thời cơ phá bỏ sự ngăn cách thiên tường đó rồi. Diệp Phàm vừa giết cá. Vừa thuận miệng nói chuyện về con đường thiên tường. Tên nhãi này đương nhiên là có mục đích rồi, cảm thấy nhị bá của Quách Thu Thiên có chút không tầm thường, vì vậy, cũng muốn thăm dò một chút. Cho dù nhị bá cô ấy có thật sự chỉ là một lão nông, thế cũng không sao cả, chỉ xem như là nói chuyện vậy thôi. Nếu như nhị bá cô ấy thật sự có lai lịch, mình lại nói ra ý đồ của mình, có lẽ còn có thể nhận được sự giúp đỡ của ông ấy. Chàng trai, nắm chắc như vậy. Núi Thiên Sa kia lại là núi cao nhất nước Bình, nếu dễ phá như vậy, phỏng chừng sớm đã được phá mười mấy năm trước rồi. Quách Phác Dương đương nhiên là cố ý nói bình thường như thế, cũng muốn nghe xem cao kiến từ miệng chàng trai trẻ này. Mổ bụng, rửa sạch, nạp thuốc, dùng nội công, gói vào trong lá, chôn xuống đất. Một loạt những động tác nói ra, tuy nhiên Quách Thu Thiên xem ra chố mắt đứng nhìn, ngay cả một ông già như Quách Phác Dương cũng cảm thấy mới mẻ và lạ lẫm. Ôi, đại bá nói cũng đúng. Tuy nhiên, cháu nghĩ, lời thế do người nói ra. Thiên tường tuy rằng khó phá, nhưng chỉ cần có thế hệ như cháu có tinh thần ngu công rời núi, mở rộng dòng suy nghĩ, tìm nhiều cách xoay sở vốn, thiên tường, chỉ cần một ngày phá bay. Tuy nhiên, Ma Xuyên cũng bị bước đến nơi đầu sóng ngọn gió, cháu đã đến bước quyết trận sống mái rồi, không phá không được rồi, không phá thì kinh tế không lên được, thì cái mũ ô sa trên đầu cháu cũng phải bay mất thôi. Hề hề. Diệp Phàm cười nói, từng lời rất thẳng thắn thành khẩn. Người mê làm quan. Quách Thu Thiên đứng bên vẫn không quên đả kích một người nào đó. Tôi muốn làm quan, tôi muốn leo lên trên thì có gì sai nào? Là người làm quan, đương nhiên là đều muốn chiếc mũ quan trên đầu càng ngày càng cao lên rồi. Đây là sự theo đuổi một đời của tôi, nhưng, tôi không phải là vì muốn làm quan mà làm quan. Chức quan lớn rồi. Những việc có thể làm thì càng nhiều lên, tầm nhìn cũng trở nên rộng mở hơn. Nhìn thấy bách tính dưới sự cai trị của mình có cuộc sống tốt, trong lòng cũng dễ chịu vô cùng, nhìn thấy ý đồ của mình trở thành thành phố xây dựng, trở thành khu kinh tế mỡ, trở thành những tòa nhà cao ốc cao tầng, làm cho Trung Quốc chúng ta đứng vững trên thế giới không bị người khác bắt nạt, bị người khác coi thường, đó chính là cảm giác thành tựu, tôi cũng có đủ cả. Khí phách đó trên người Diệp Phàm hiện rõ lên. Quách Thu Thiên đứng bên cặp mắt tròn ve đó như lồi ra chớp giật liên hồi. Ngay cả Quách Phác Dương cũng khẽ gật đầu, khen nói. Chàng trai, khí phách của cậu cũng không nhỏ thật không biết muốn biến những cách nghĩ trong đầu thành hiện thực, có phải cậu có cách và lòng can đảm hiểu biết rồi. Lý luận suông, nói bốc nói phét, hiện thực và lý luận luôn luôn tồn tại sự khác biệt rất lớn. Lấy Ma Xuyên các cậu mà nói nhé, tình hình kinh tế cũng là không tốt lắm. Cậu làm chủ tịch một huyện. Có cách nào tốt có thể cải thiện tình hình Ma Xuyên, thậm chí đi lên nhanh nữa không? Ha ha, đại bá, kinh tế Ma Xuyên không phải là không tốt, là có chút xui xẻo không sợ mất mặt rồi, huyện chúng tôi, kinh tế được xếp đầu toàn huyện. Vì vậy, những việc cần làm trong 2 năm nay tôi gọi là công trình ngã mũ. Lúc đó bí thư Trang của khu vực nghe rồi còn cười nói.
Làm quan sợ nhất là tháo mũ quan rồi, cậu thật tốt, làm được công trình ngã mũ, này rồi. Tuy nhiên, người này tốt, hy vọng cậu có thể dẫn dắt được người dân Ma Xuyên thoát khỏi cái mũ chụp của toàn tỉnh. Vì vậy, tôi đến Ma Xuyên vẫn chưa đến 20 ngày, chạy vạy trên dưới, hôm nay đi quyên tặng được số tiền 21 triệu tệ chính là thành quả của tôi những ngày qua. Muốn tiền, xin tiền, khi ở Mạc Hưng, mọi người gọi tôi là Đại sư Hóa Duyên. Tôi cảm thấy cái danh này không hề sỉ nhục, đối với những nơi mà kinh tế không phát triển, trước tiên phải làm cho kinh tế phát triển lên, không có tiền, ngay cả phát động cũng không cách nào phát động, thì kinh tế sao đi lên nhanh được. Đương nhiên, không thể đem ánh mắt trông chờ vào sự đi quyên góp đó, đi quyên góp cũng chỉ là cái cách ban đầu, dùng tiền quyên góp phát triển kinh tế. Một đồng biến thành 10 đồng, thậm chí là 100 đồng mới là mục đích cuối cùng đi quyên góp. Diệp Phàm nói rất lưu loát, nói hết ra những cách nghĩ của mình. Đương nhiên là muốn gây sự chú ý của lão bán rồi. Đúng vậy, đi quyên góp chỉ là cách, phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Chúng ta bây giờ, có một số đồng chí chỉ chuyên chú vào việc đi quyên góp. Dùng hết những đồng tiền quyên góp xong lại bắt đầu đợt quyên góp thứ hai thậm chí là thứ mười mấy. Miệng ăn núi lở, một đạo lý dễ hiểu như vậy bọn họ ắt hẳn phải hiểu. Chính là không động não lên để phát triển, bởi vì, đưa tay xin tiền thì rất là nhanh, hơn nữa lại không tốn sức. Tôi phản đối việc đến bất cứ nơi nào xin tiền, nhưng cần chú ý dùng số tiền có đúng mục đích có kết quả mới được. Miệng lưỡi của Quách Phác Dương không lộ ra vẻ gì là đạo lý lớn, hơn nữa lại rất thật thà, ngược lại, còn cười nói. Chàng trai, con đường thiên tường cậu đã có cách phá bỏ chân chính rồi sao? Tuyệt đối có thể tuy rằng thực hiện phương án thứ hai có chút khuyết điểm lớn ề nguồn vốn, nhưng vừa rồi tôi cũng đã nói qua, trời muôn cản tôi thì tôi phá trời. Diệp Phàm tràn ngập niềm tin. Lớp trưởng Diệp, có thể nói cụ thể chút không? Ví dụ như nói con đường thiên tường. Quách Thu Thiên bỗng nhiên có hứng thú, kỳ thực là muốn giúp đỡ Diệp Phàm, muốn anh ta có thể biểu hiện một lần trước mặt đại bá Quách Phác Dương. Con đường thiên tường từ huyện Quy Vân chúng ta đến cổng thành huyện Ma Xuyên tổng cộng 140 km, khu vực đến lúc đó vì làm. Diệp Phàm nói rõ cụ thể một lượt về tình trạng của con đường thiên tường. Phương án thứ hai đích thực khả thi, có thể rút ngắn lộ trình gần 40 km. Làm cho khoảng cách từ Ma Xuyên đến Đức Bình rút ngắn lại không ít. Hơn nữa xe lại dễ chạy, tốc độ càng nhanh. Kinh tế Ma Xuyên của các vị dưới sự trợ giúp của con đường này khẳng định là sẽ phát triển vượt bậc. Quan trọng là, nếu thật sự có thể làm thông suốt tỉnh Giang Đô và tỉnh An Đông, àm cho Ma Xuyên các vị trở thành điểm mấu chốt của hai tỉnh đó đi vào Nam Phúc chúng ta, dưới lực kéo đó, quả thực không dám tưởng tượng. Chàng trai này, ý tưởng này của cậu quả thật là lớn mật, tuy nhiên, hôm nay cậu cũng chỉ mới kiếm được khoảng 21 triệu tệ mà thôi. Còn thiếu hụt đến gần 40 triệu tệ. Con số này thực là không nhỏ, không có nguồn vốn khổng lồ này, phương án thứ hai của cậu có cách nào thực hiện được không? Quách Phác Thiên bắt đầu cùng Diệp Phàm thảo luận về con đường thiên tường. Chương 868, kiếm tiền quá đáng rồi. Khu vực khẳng định là hết cách để kiếm tiền về. Diệp Phàm tỏ vẻ bất đắc dĩ, đáp lại. Vì sao lại không lập ra phương án cụ thể, đi một chuyến đến sở giao thông? Nói không chừng có thể làm lay động được một vài vị lãnh đạo của sở giao thông, nếu như dự án này có thể được duyệt, những ý tưởng của anh không chừng có hy vọng rồi. Quách Thu Thiên nhắc nhở nói. Không hy vọng. Diệp Phàm tỏ ra rất dứt khoát, lắc đầu nói. Vì sao, không đi thử xem như thế nào đã vội đưa ra phán quyết rồi. Quách Thu Thiên có chút giận dữ. Không phải nói là tôi gan nhỏ, không dám đi sở giao thông tỉnh. Chủ yếu là do hôm nay khu vực này đang làm con đường La Thủy, con đường đó là công trình trọng điểm của khu vực chúng ta. Nghe nói hạng mục này cũng là của Sở Giao thông tỉnh xếp đặt, có thể thông qua được không cung nghích còn khó nói. Khu vực vì để đảm bảo hạng mục này có thể thông qua, đã đưa vào giai đoạn khởi động đầu tư vốn kỳ trước rồi. Phỏng chừng là muốn bày tỏ thái độ với lãnh đạo của Sở Giao thông tỉnh, biểu thị quyết tâm của Đức Bình chúng tôi. Bởi vậy, con đường thiên tường chúng tôi còn muốn được duyệt, đó là điều không thể rồi. Phỏng chừng là khu vực cũng không có khả năng ủng hộ được. Muốn làm hai cái, dựa vào kinh tế của Đức Bình, không thể nắm chắc được. Diệp Phàm phân tích rất có lý có căn cứ, làm cho Quách Thu Thiên nghẹn cổ nói không ra lời. Vậy con đường thiên tường của cậu phải tạm ngừng lại như thế sao?
Quách Phác Dương thản nhiên cười nói. Tuyệt đối không thể thế, những con đường thông đến Rome. Con đường của sở giao thông tỉnh đi không thông, nhưng chúng ta vẫn còn có con đường khác để đi. Hiện nay nước ta có nơi không phải là đang làm con đường thu phí đó sao, đi theo con đường hợp tác đầu tư và hợp tác kinh doanh. Kỳ thực, đường xá cũng có thể trở thành hàng hóa, nhà máy có thí hợp tác đầu tư, vì sao đường xá thì không thể hợp tác đầu tư. Hơn nữa, việc này ở đất nước chúng ta cũng không phải là việc gì mới lắm. Nếu như quốc lộ thiên tường có thể thuyết phục được sự đầu tư của một vài người giàu có, với hình thức thu phí xây dựng nên, tôi tin rằng, con đường một khi thông rồi, xe cộ của tỉnh Giang Đô và tỉnh An Đông đi vào Nam Phúc chúng ta trên cơ bản đều sẽ đi con đường này. Bởi vì, nếu so sánh tỉnh Giang Đô đi con đường quốc lộ A300 đến Nam Phúc chúng ta, đi quốc lộ thiên tường chúng ta ít nhất có thể rút ngắn được 200 km. Tỉnh An Đông đi theo con đường quốc lộ A450 vào Nam Phúc chúng ta, nếu như đi theo con đường thiên thường, ít nhất có thể rút ngắn lại lộ trình gần 200 km. Vì vậy, tôi rất xem trọng con đường này. Tin tưởng một vài thương nhân có đầu óc, hẳn là có thể nhìn thấy được nguồn tiềm lực lớn và thời cơ làm ăn ẩn trong đó. Diệp Phàm đĩnh đạc nói, còn nữa, tôi còn có kế hoạch lớn hơn nữa, tạm thời chưa chín mùi, nên không nói rông dài, tránh các vị cười cho, ha ha ha. Cách nghĩ này tương đối to gan, có thể nếm thử. Quách Phác Dương gật gật đầu, trong ánh mắt kia, bắt đầu lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Lại cười nói, tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư xây dựng con đường lớn, hiệu quả thu về thì lâu dài. Công trình này của cậu, nếu muốn làm thông đến Giang Đô và An Dông, phỏng chừng đoạn đường bên kia của họ cũng phải mở rộng. Việc này liên quan đến ba tỉnh, xử lý mối quan hệ trong đó, phương thức hợp tác, phê chuẩn hạng mục thu phí, vân vân. Có chút hơi khó xử lý. Vấn đề này tôi cũng đang suy nghĩ. Việc liên kết các tỉnh đối với một chủ tịch huyện như tôi đây mà nói, quả thật là lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, dù cho chỉ làm đoạn đường thông đến Ma Xuyên chúng tôi, tin tưởng rằng có lợi nhuận nhất định. Đương nhiên, về phương diện quan hệ của hai tỉnh Giang Đô và An Đông, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Đối với quan lớn của hai tỉnh đó mà nói, có lẽ tôi chỉ là một con trâu chấu nhỏ thôi. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần không từ bỏ, sẽ luôn có hy vọng. Cái thế giới này, sợ nhất là điều bạn không dám làm, chỉ cần chịu làm, đương nhiên sẽ có hy vọng, thành bại của sự việc đều do nỗ lực của con người quyết định mà. Đương nhiên, tôi cũng phải đi một chuyến đến sở giao thông tỉnh, cho dù là vấn đề của Ma Xuyên, phỏng chừng cũng phải được sự phê duyệt của sở giao thông tỉnh. Nếu như liên quan đến ba tỉnh, phỏng chừng không chỉ riêng là sở giao thông tỉnh, ngay cả đến bộ giao thông cũng đều phải đi một chuyến. Khó mà lên tận trời xanh, chính là sự ngăn cách con đường thiên tường mà Ma Xuyên chúng ta gặp phải. Tuy nhiên, tôi dù sao cũng phải đi thử xem sao, cho dù là cuối cùng thất bại đi nữa, thì phương án thứ hai cũng có thể sửa thành phương án thứ nhất, vì vậy, hy vọng của Ma Xuyên vẫn còn rất lớn. Chàng trai, có chí khí, con người mà, chỉ sợ bạn không dám đi làm, chỉ cần chịu đi làm, tin tưởng rằng ắt sẽ có thu hoạch. Quách Phác Dương thản nhiên cười. Chợt bắt đầu tán gẫu, nói. Có biết việc của Lang Kiều bối Diệp Cốc không? Biết chút ít, bởi vì khi đến Ma Xuyên không lâu, nói thật, vẫn chưa có thời gian để chú ý cụ thể đến những điều này, một chủ tịch huyện như tôi, có chút không làm tròn bổn phận rồi. Nghe nói cây cầu này là được xây dựng từ đời Càn Long nhà Thanh, đến nay cũng đã có gần 250 năm lịch sử rồi. Bởi vì toàn bộ kết cấu là bằng đá, cho nên có thể chịu đựng mưa gió. Năm đó một tên cầm đầu nhóm thổ phỉ có tiếng ở Đức Bình tên là Mã Hồ Tử đã từng có một trận quyết sống chết với quân giải phóng ở đây rồi. Tôi nghĩ, đợi sau này huyện chúng ta giàu lên rồi, có tiền rồi, nhất định phải làm lễ kỷ niệm rõ ràng về cây cầu này, tuyên truyền với con cháu đời sau về sự anh dũng của các liệt sĩ, kế thừa cái sự anh dũng của họ. Diệp Phàm nói sơ lược về những dự định của mình. Chàng trai! Cậu chỉ biết nơi này là nơi quyết trận giữa Mã Hồ Tử và quân giải phóng, nhưng lại không biết năm đó Mã Hồ Tử chiến đấu kịch liệt với dũng sĩ của quân giải phóng tên là gì. Quách Phác Dương nói với vẻ mặt bệ vệ, lộ vẻ có ý trách cứ. Đại bá, người ta mới đến đây không đến một tháng, không biết những việc này cũng là bình thường thôi. Là một chủ tịch huyện Ma Xuyên, bao nhiêu việc đang đợi anh ấy đi xử lý, phát triển kinh tế mới là nhiệm vụ hàng đầu. Bụng không no thì ai còn thời gian nhàn rỗi đến xem cây cầu cũ này chứ? Quách Thu Thiên chu mồm thẻ lưỡi,
nói đỡ cho Diệp Phàm. Cái con bé này, cho dù có bận việc thì cũng không thể làm mất đi giá trị truyền thống tốt đẹp đó. Trung Quốc chúng ta xây dựng nước như thế nào, đều là những vị tiền bối này dùng máu tươi và sinh mệnh để đổi về. Nên chúng ta phải ghi nhớ lịch sử này, mở rộng con mắt về tương lai, lấy việc cải cách mở rộng làm nền tảng cơ bản. Ma Xuyên các cậu là huyện nông nghiệp lớn, nhưng không phải là huyện mạnh về nông nghiệp. Trước đó không, hội nghị công tác nông thôn Trung ương tổ chức ở Bắc Kinh. Hội nghị nhấn mạnh công tác nông nghiệp nông thôn trong năm nay cần phải nỗ lực làm tốt công việc của 8 phương diện. 1. Kiên định việc đem nông nghiệp đặt lên hàng đầu. 2. Thiết thực làm tốt công tác thu mua lương thực, giải quyết vấn đề nông sản phẩm lưu thông không tốt. 3. Tăng tốc bước đi khuyến nông khoa giáo, tích cực mở rộng kỹ thuật ứng dụng tiên tiến trong nông nghiệp. 8. Đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn văn minh, thúc đẩy sự nghiệp xã hội phát triển toàn bộ. Tổng Bí thư trong khi nói chuyện với thành viên tiểu tổ về bản khởi thảo báo cáo 15 đã nhắc lại 10 vấn đề có liên quan đến thể chế cải cách kinh tế. Chế độ công hữu là chủ thể, nhiều loại chế độ sở hữu kinh tế cùng nhau phát triển, là một chế độ kinh tế cơ bản của giai đoạn chủ nghĩa xã hội bước đầu. Cái chế độ này cần thông qua cải cách không ngừng. Cho nên, các vị tiền bối đã cho chúng ta cơ hội phát triển, chúng ta phải càng thêm quý trọng, ngàn vạn lần ghi nhớ, máu của họ không thể chảy phí được. Hơn nữa, từ xưa đến nay, từ một nước yếu của xã hội cũ đến một nước mạnh như Trung Quốc hôm nay, những thứ này, đều yêu cầu chúng ta ghi nhớ. Ngài nói hay lắm, tôi có chút sơ sót rồi, khoảng thời gian khi đến đây đến nay cứ lo chạy về phát triển kinh tế, chỉ nhớ nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Điều tra nghiên cứu, trong huyện xác định được 3 căn cứ và công trình ngã mũ toàn bộ. Lấy việc phát triển kinh tế, cải cách cuộc sống người dân làm nhiệm vụ. Bỏ qua huyện Ma Xuyên chúng ta vẫn là một nổi tiếng, một địa phương anh hùng đã từng chiến đấu qua. Sau này tôi sẽ chú ý về mặt này, đợi bình thường lại, tôi sẽ trích ít khoản tiền để trùng tu sửa sang lại cây cầu Lang Kiều này. Thái độ của Diệp Phàm rất thành khẩn. Ừ dù trễ còn hơn không làm, như thế này nhé, dù sao thì bây giờ cậu cũng không có việc gì làm, con cá này hãy từ từ nướng, đám lửa này, tôi sẽ trông chừng. Cậu đi đầu cầu xem. Sẽ phát hiện ra những thứ có giá trị đó, có lẽ, còn có thể mang đến lợi ích thực tế cho người dân Ma Xuyên các cậu, ha ha. Quách Phác Dương tỏ vẻ cười có chút thần bí. Lợi ích thực tế, đầu cầu. Diệp Phàm hơi sửng sốt, vừa rồi đến hơi vội, lại bị hai người mặc đồ xanh gây sự chú ý, nên cũng không phát hiện ra đầu cầu có gì đặc biệt. Trong lời nói của lão bán có chuyện. Tôi cũng đi xem sao, xem có thể tìm ra được lợi ích thực tế không. Quách Thu Thiên cũng có hứng thú, gọi theo với, cùng Diệp Phàm đi về hướng đầu cầu. Ôi con nhỏ này, có chút xứng đôi với thằng nhóc này, nhưng đáng tiếc lát tuổi tác lại chênh nhau quá nhiều. Con gái, tuổi xuân mau trôi đi, tuổi tác kém nhau quá nhiều cũng là một mối họa ngầm. Đợi đến khi con bé thu mình qua tuổi xuân thì, thằng nhóc Diệp vẫn còn thời sung sức, không được, con bé này tuyệt đối không được lâm vào sâu trong chuyện đó thì hơn. Trong tất cả mọi vật. Có lúc trong cuộc sống sinh tồn, căn bản là không có dấu hiệu gì. Con bé này, phỏng chừng là có chút động lòng rồi, quan hệ ban học thuần túy, thì con bé ấy làm sao có thể ra sức và để bụng như vậy. Quách Phác Dương tự nói thì thào trong miệng. Đến đầu cầu, tuần tra qua một lượt, quả nhiên phát hiện ra bí mật. Bí mật này không làm sao dễ thấy, nếu như không nhìn kỹ, thì thật không phát hiện ra được. Cách Lang Kiều không đến 4-5 mét, có một khối đá rất lớn. Ước chừng cũng cao đến một tầng lầu, phỏng chừng là khi xây cầu lúc đầu đục khắc còn sót lại. Hai người đi sát qua. Quả nhiên có chỗ thủng. Diệp Phàm thở dài một hơi. Tôi cũng nhìn thấy rồi, hình như trên bề mặt có chữ. Hai người bước nhanh đi tới. Đương nhiên, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm sớm đã nhìn thấy trên bề mặt khắc một cái tên. Ánh mắt của Quách Thu Thiên có tốt, đương nhiên cũng không thể bì với đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm rồi. Hai người đi một lượt từ trên xuống dưới. Cái này phỏng chừng là cái tên của một vị tiền bối khi đó hy sinh khắc lại. Quách Thu Thiên suy đoán nói, nháy mắt với Diệp Phàm, có chút nghi hoặc, hỏi. Trong đây có thể có giá trị gì, người chết rồi thì không thể sống lại, người dân Ma Xuyên có thể đạt được lợi ích thực tế gì chứ? Nếu anh đã dám to gan nói như vậy, ở trong đó chắc có bí mật. Kỳ quái quá, bí mật này nằm ở chỗ nào chứ? Lẽ nào là trên người của người chết này tìm cơ hội, người thì đã chết. Có cơ hội gì chứ? Hơn nữa,
trên cục u tảng đá này ngay cả chức vụ cấp bậc của người hy sinh cũng không có khắc lên. Cấp bậc cao nhất cũng chỉ là phó đoàn trưởng Mã Hồi Niên, còn các đại đội trưởng, còn lại là một số binh lính. Trong này huyền cơ rốt cuộc ở chỗ nào chứ, theo lý mà nói đại bá cô tuyệt đối không dễ bỏ sót thế. Diệp Phàm nói tự nhiên, giống như là đang hỏi Quách Thu Thiên vậy. Đại bá nói có giá trị thì khẳng định là có giá trị, anh kiểm tra kỹ xem sao, xem vận may của anh rồi. Nói không chừng vận may của anh tốt, thật đúng là có thể tìm được bí mật, thế thì anh kiếm lời rồi. Đại bá của tôi sẽ không dễ dàng nói ra như vậy. Vẻ mặt Quách Thu Thiên e dè. Tuy nhiên, đôi mắt lại mở to. Hạt Cườm giống với những tên trộm cắp bình thường, trên cục u tảng đá tìm kiếm kỹ càng. Hơn nữa còn thò tay ra sờ tới sờ lui, dường như muốn dùng cái sừng trên tay để dò xét một phen. Chương 869, khảo nghiệm. Tuy nhiên, bởi vì cục u trên tảng đá quá cao to, phía trên Quách Thu Thiên không thể nào mà nhìn cho rõ ràng được, thêm nữa niên đại cũng lâu rồi, phía trên mặt còn mọc những sợi rêu như lông mềm mượt, vì vậy không làm sao mà dễ dàng nhìn rõ được. Đương nhiên, việc này đối với Diệp Phàm mà nói thì không là vấn đề gì, nhưng Quách Thu Thiên với không tới, nhất thời có chút nóng vội lên, cười với Diệp Phàm nói. Anh giúp một tay, tôi muốn xem phía trên bề mặt. Giúp đỡ, làm sao giúp, ở đây lại không có thang. Diệp Phàm tuần một vòng xung quanh, không phát hiện ra cái đồ có thể độn cao lên. Nếu dùng đá lót thì lại không cao, lúc đang bối rối, Quách Thu Thiên trừng mắt hét lên. Cái đồ đầu heo ngồi xổm xuống, không phải tôi lên được sao? Thế cũng được. Diệp Phàm có chút nhượng bộ, dứt khoát ngồi xổm xuống, Quách Thu Thiên ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, hai chân bước lên trên, hai người đang chơi trò chơi thang người đôi. Hắn thần nhủ. Hê hê. Đợi chút xuống đi không được thì đừng có trách tôi đây, là chính cô muốn cưỡi tôi đấy nhé. Diệp Phàm từ từ đứng lên, Quách Thu Thiên hứng thú chăm chăm sờ vào mấy chữ đó. Lại không nghĩ rằng chân của mình đang giẫm trên vai của một người nam nào đấy, cái chỗ trống mở ra dưới áo khoác bị một người nào đấy nhìn thấy hết trơn. Mặc dù có quần che kín lại, nhưng cái chỗ cộm lên giữa hai đùi của Quách Thu Thiên những đường rãnh cạn cạn thì vẫn có thể phân biệt được. Với cái kiểu đó, đó là... đương nhiên tương đối kiểu diễm. Diệp Phàm ngước đầu, luôn hướng ánh mắt nhìn về chỗ đó. Cũng không thể nói Diệp Phàm bị ổi cỡ nào, cái này là phản ứng tự nhiên của đàn ông. Không nhìn chỗ đó, hơn nữa cơ hội tốt như vậy, trừ phi bạn không phải là đàn ông. Kỳ thực thì hắn cũng có chút thê thảm, cái áo choàng đó của Quách Thu Thiên suýt chút nữa che kín gần hết khuôn mặt hắn. Cho người khác cảm giác như một đại lão ra chui vào khe hở dưới áo khoác con gái nhà người ta. Anh, đồ khốn kiếp. Đột nhiên, một tiếng hét ghê gớm phát ra, bởi vì Quách đại tiểu thư đột nhiên nhìn xuống phía dưới mới phát hiện ra tư thái kiểu diễm này. Hơn nữa, nháy mắt nhìn trộm, phát hiện ra thằng nhãi Diệp Phàm này không ngờ lại lâng lâng nhìn chằm chằm vào chỗ giữa hông mình, sắc mặt bỗng chốc ửng hồng lên, giận đến mức quên mất giờ phút này đang giẫm trên vai Diệp Phàm, chỉ muốn giẫm một chân xuống. Tuy nhiên, như thế, thân thể của mình lại không đứng vững được. Loáng một cái, té xuống phía dưới. Kỳ thực, thì cái việc này đương nhiên là Diệp Phàm cố ý rồi. Vội vàng làm ra vẻ mặt lúng túng tiện tay vắt qua, lúc đó đúng là ngọc mềm hương thoảng đầy ắp cõi lòng. Anh, đồ vô sỉ. Quách Thu Thiên cuống quýt vội đứng lên, mở mắt nhìn chằm chằm vào tên đàn ông đó, giống như muốn ăn thịt người luôn. Việc này, tôi, cũng không làm gì cả, làm sao mà gọi là vô sỉ được chứ? Diệp Phàm với vẻ mặt ra vẻ vô tội, giả bộ rất giống. Anh, nhìn. Quách Thu Thiên bị nghẹn ở họng, lời đó làm sao có thể thốt ra chứ, không thể nói hắn ta nhìn trộm vào chỗ thần bí nơi giữa hông mình. Nhìn cái gì? Hắn cố ý hỏi, làm ra vẻ mặt khù khờ. Hừ. Quách đại tiểu thư tức giận rồi, thừa lúc hắn không chú ý, một chân, đạp mạnh vào trên bàn chân hắn một cái. Ngay tức khắc. Một tiếng kêu thảm thiết như tiếng loài lợn truyền đến, ôm lấy bàn chân của mình với vẻ mặt đau đớn vô cùng, đương nhiên là làm bộ thôi. Dựa vào bản lĩnh của hắn, đương nhiên là cố ý làm cho Quách đại tiểu thư chút giận. Kha kha kha. Quách đại tiểu thư cảm thấy chút được giận, hừ nói. Đây là cái giá phải trả cho việc nhìn trộm bổn cô nương đây, không móc con ngươi lang sói của anh đi là chiếu cố cho anh lắm rồi. Tôi nói này Quách đại tiểu thư. Cô không thể làm như thế được, vừa rồi là cô muốn cưỡi lên vai tôi, hơn nữa, cô ở phía trên, tôi ở phía dưới,
cái áo khoác của cô lại dài, tôi suýt chút nữa thở không ra hơi rồi. Cái áo khoác bao kín cả đầu tôi có thể nhìn thấy được gì chứ, thiệt là, xui xẻo mà. Hắn biện giải nói, hơn nữa, lời nói đó thốt ra tương đối nhập nhằng, cưỡi cái gì, phía trên đầu phía dưới đầu đều gơi cả hết ra. Không thèm lý lẽ với anh nữa, đáng ghét. Quách Thu Thiên ngượng chín mặt, chu mồm thè lưỡi, dứt khoát không muốn nói nữa rồi, hơn nữa nếu tiếp tục nói thì chỉ sợ hắn sẽ nói đến cả việc lên giường nữa thì mắc cỡ chết đi được. Ô tuổi trẻ thật thích. Quách Phác Dương từ xa nhưng lại nghe được tiếng nói của cháu gái Quách Thu Thiên như tiếng hót của chim hoàng oanh, chợt lắc đầu thở dài, trong lòng tự nhiên lại có chút bắt đầu ngờ vực. Lập bia nhân Tống Gia Xuyên, Tống Gia Xuyên là ai vậy, anh nghe nói qua chưa? Khi Quách Thu Thiên ngồi xổm mình lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái trên vách đá. Phía sau hình như còn có chức danh, một tiểu đại đội trưởng, lạ thật, theo lý mà nói quân giải phóng chỉ huy bao vây Mã Hồ Tử còn hy sinh mất một phó đoàn trưởng, ở đây ít nhất cũng có cán bộ cấp tiểu đoàn. Cái này thật là lạ quá, lập tấm bia đá này nói như thế nào thì cũng không đến lượt một tiểu đại đội trưởng. Những cán bộ cấp tiểu đoàn chẳng lẽ không muốn lộ mặt sao? Vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Phàm, như chìm vào trầm tư. Không phải là đến mấy đại đội, do phó đoàn trưởng Mã phụ trách chỉ huy bao vây lần này. Sau đó, trên cơ bản đều hy sinh hết, sau đó, chỉ còn sót lại Tống đại đội trưởng cấp bậc cao nhất, do đó trên tấm bia đá tạc tên ông, có quyền lập bia. Cái đầu óc đó của Quách Thu Thiên vẫn tương có tác dụng tốt. Sẽ không thê thảm như thế chứ? Diệp Phàm thuận miệng nói ra, hai người trở về chỗ Quách Phác Dương. Diệp Phàm nhẹ nhàng khoét mở bùn lôi con cá đó ra ngoài. Một mùi hương thơm nức lập tức bay bốc lên, Quách Thu Thiên không nhịn được, cào nhàu một tiếng nuốt nước miệng. Bá phụ, ngài nếm thử xem. Diệp Phàm cười đáp. Tôi thử xem. Quách Phác Dương đưa đũa ra gắp một miếng thịt đưa vào miệng, từ tốn chậm rãi, còn nhắm cả mắt lại giống như bộ dạng đang thưởng thức. Không lâu sau, bờ môi kia giật giật, không ngờ lại lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi. Làm sao có thể như vậy? Cháu thử xem. Quách Thu Thiên sớm đã không nhịn được rồi, cũng gắp một miếng thịt cá đưa vào miệng, nhấm nháp từ từ, cu oi cùng cũng kêu lên thất thanh nói. Ngon thế. Ha ha. Diệp Phàm chỉ cười không đáp. Hỏi anh đó. Thấy tên này với vẻ mặt cao nhân, Quách Thu Thiên có vẻ không vui, hừ nói. Cách làm cá này năm ngoái tôi cùng đi đêm với một bí thư chi bộ, tình cờ gặp một tên sơn giã dạy tôi. Diệp Phàm tiết lộ ra một chút thông tin. Tên sơn giã, đó nhất định là cao nhân rồi. Quách Phác Dương hơi gật gật đầu. Anh còn chưa nói cách làm cụ thể mà. Quách đại tiểu thư hầm hừ nói. Dạy cho cô cũng làm không được. Cái này, cần có một tay nghề nhất định và cách phối gia vị. Tha cho tôi không thể nói ra với cô. Lúc đó khi vị tiền bố đó dạy tôi cách làm này ba điều ước định, chính là không được truyền ra ngoài. Tin tưởng là Thu Thiên đại tiểu thư đây sẽ không làm cho tôi đây trở thành một người thất tín bội nghĩa chứ. Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, thản nhiên cười. Hừm đồ hẹp hòi, mất công đại bá tôi từ xa đến thăm anh. Quách Thu Thiên đương nhiên không tin, cho rằng hắn đang nói dối. Đừng ồn ào nữa Thu Thiên, cách làm loại cá này quả thật thần kỳ, không ngờ cả xương cá cũng đều nướng hết. Cái này hẳn là một loại tuyệt nghệ từ trước truyền lại, đừng làm khó Diệp Phàm nữa. Quách Phác Dương trái lại rất thoải mái. Tôi cũng không rõ, hình như là thế. Lời nói của Diệp Phàm vừa thực vừa giả, chốc lát, chuyển đổi đề tài, hỏi. Bá phụ, có một chuyện cháu không rõ lắm. Lúc đó khi quân giải phóng tiêu diệt hẳn là có một trung đoàn chứ? Tại sao khi lập bia ngược lại là một đại đội trưởng chứ? 2. Quách Phác Dương thở dài một hơi, nhìn ra xa chỗ có tảng đá lớn có khắc tên chìm vào trong cảm xúc mơ màng. Thật lâu sau, mới nói. Lúc trước đến tiêu diệt nghe nói là hai tiểu đoàn, quân giải phóng gần 500 người. Tuy nhiên, sau đó sau khi đến tiêu diệt Mã Hồ Tử chỉ còn lại một nửa. Hơn nữa, ngay cả phó đoàn trưởng Mã Hồi Niên chỉ huy trận đánh đều đã hy sinh. Thương tật nhiều vô cùng, đến cuối cùng, chỉ còn sót lại một đại đội tưởng tướng quân Tống Gia Xuyên vẫn còn xem như hoàn hảo. Lúc ấy tiểu đoàn trưởng cấp bậc cao hơn ông ta bị thương toàn bộ đưa về Đức Bình. Đó chính là nguyên nhân ông được đề tên trên bia. Kỳ thực, trên tảng đá tạc tên cũng là đại đội trưởng Tống Gia Xuyên tạm thời gọi máy người tạc tượng tạc lên trên tảng đá, không được xem chính thức lắm.
Đã qua bốn mấy năm rồi, hy sinh biết bao nhiêu người rồi, cuộc sống hạnh phúc của chúng ta hôm nay, chính là các vị ấy dùng máu của mình để đổi về. Chàng trai, hy vọng cậu có thể dẫn dắt người dân Ma Xuyên đi ra khỏi tình trạng quẫn bách này, máu tươi của các vị liệt sĩ không thể để chảy vô ích như vậy, ôi! Quách Phác Dương trao mày lại, trên mặt phảng phất một vẻ đau thương bí bách. Tôi sẽ làm. Diệp Phàm thốt ra ba chữ, đột nhiên, giống như đã cảm ngộ được, dường như nắm bắt được sự dây linh cảm, mở miệng hỏi. Bá phụ, ông vừa nói đến Tống tướng quân. Không phải là Tống đại đội trưởng sau này thành tướng quân đó chứ? Phó tư lệnh viên của đại quân khu Nam lĩnh chúng ta, bây giờ hiện là Trung tướng Tống Gia Xuyên phó bộ trưởng thứ nhất Tổng cục Hậu cần. Khẩu khí của Quách Phác Dương lãnh đạm, nhưng con số cấp bậc chức vị của Tống Gia Xuyên lại có tác dụng mạnh mẽ vô cùng trong đầu Diệp Phàm. Cháu hiểu rồi, cảm ơn bá phụ nhắc nhở. Trong đầu Diệp Phàm lóe lên một ý tưởng, lập tức hiểu ra, bá phụ của Quách Thu Thiên, người này, người ta đang muốn nhắc nhở mình. Lang kiều của bối Diệp Cốc có một nhân vật lớn chiếu cố rồi, cậu có thể đi tìm ông ta. Là một phó bộ trưởng thứ nhất của Tổng cục Hậu cần, có chuyện gì mà giúp không được chứ? Tổng cục Hậu cần của quân ủy, là một ngành dầu nứt khố đổ vách, con đường này của cậu, không phải có thể cầu cứu đến môn hạ của ông ta sao? Chỉ cần Tống tướng quân vui vẻ, cả cái hắt xì, thì mấy triệu hay mấy trăm triệu cũng không là gì cả rồi. Hơn nữa, Tống Gia Xuyên khi ấy có thể lập bia, chứng tỏ, ông ta có cảm tình với nơi này. Có lẽ nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nói không chừng người ta đã quên chuyện này rồi. Bây giờ chỉ cần mình bằng lòng chịu khổ một phen, tìm ra những thứ có thể đổi lại trí nhớ của Tống tướng quân, tất có thu hoạch. Tuy nhiên, ở theo một phương diện khác, Diệp Phàm đối với thân phận đại bá của Quách Thu Thiên lại càng có hy vọng rồi. Có thể biết Tống Gia Xuyên, hình như khẩu khí người đó tương đối hờ hững, vị trí người này chắc cũng không thấp chút nào. Thường mà nói, nếu như chức vị của đại bá cô ta thấp hơn so với Tống tướng quân, khẩu khí ông ta nói ra nhất định phải có chút mùi vị cung kính gì đấy chứ. Mà lời lẽ nói ra của lão bá này, hình như có chút gì đấy đồng cấp bậc. Cái này lại làm cho đồng chí Tiểu Diệp kinh ngạc vô cùng. Những cán bộ cùng cấp bạc với Tống tướng quân, ở tỉnh Nam Phúc phỏng chừng cũng chỉ có chủ tịch tỉnh bí thư tỉnh ủy thôi. Chủ tịch tỉnh họ Chu, bị loại ra rồi thế thì thân phận của người này thật khó hiểu. Nhân vật số một tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc Quách Phác Dương, cũng họ Quách, hai mặt này lại trùng hợp, trong lòng Diệp Phàm bắt đầu rối rắm. Cảm giác cái ghế dưới mông mình hình như đột nhiên mọc lông. Dường như, có khi, kẻ không biết thì không sợ, lúc trước, chỉ là suy đoán lão bán đối diện mình là người có thân phận nhất định. Nhưng trước khi còn chưa xác định Diệp Phàm biểu hiện vẫn còn tương đối tự nhiên, tùy tiện. Cái này, đương nhiên là hắn cũng có một tố chất tâm lý nhất định rồi. Bây giờ cách sự suy đoán càng lúc càng gần rồi, trong lòng hắn đương nhiên cũng có chút sợ hãi rồi. Người cũng phải ngồi thẳng lên một chút, dù sao thì, đó cũng là nhân vật số một của tỉnh Nam Phúc. Tuy nhiên, ít nhất nhìn từ bên ngoài, thằng nhãi này cũng coi như vẫn tự nhiên. Chương 870, yêu dâu xanh phải chết trong sắc dục. Sợ cái đếch gì, Quách Phác Dương không phải là người dập khuôn, một bán lão đầu. Trong lòng hắn giống lên một câu, lập tức, hành khí xuống một vòng, cảm thấy sự sợ hãi trong lòng tốt hơn nhiều. Quách Phác Dương hình như cũng cảm nhận được sự thay đổi của Diệp Phàm, bởi vì, con người ta, khi căng thẳng, thì sự hô hấp đương nhiên là thay đổi rồi. Quách Phác Dương là một người già đời như vậy, nhất cử nhất động của Diệp Phàm đương nhiên khó thoát khỏi tầm mắt của ông ta rồi. Trong lòng cũng hiểu rõ, phỏng chừng là tên này đoán ra được một chút gì đó có liên quan đến thân phận của mình. Tuy nhiên, chợt, Quách Phác Dương phát hiện ra tên thanh niên này hình như lập tức bình tĩnh trở lại. Ngay cả hơi thở cũng trở nên điềm tĩnh hơn. Trong lòng không khỏi gật gật đầu. Thái Sơn sụp đỉnh mà không động, thằng danh con này, tâm trí coi như chẳng tệ chút nào. Nhưng, lão Quách tin tưởng, thằng danh con này tuyệt đối không biết được mình là nhân vật số một ở tỉnh Nam Phúc. Nếu như biết được, thì hơi thở có thể trong nháy mắt bình tĩnh trở lại nhanh như thế, khả năng trầm tĩnh, khí thế của thằng danh con này sợ không thể theo kịp những lão già trên tỉnh. Vốn dĩ cho rằng Trang Thế Thành để cho một tên nhóc con vát mui chưa sạch đảm nhiệm chức vị chủ tịch huyện hình như là quá sơ sài rồi, bây giờ xem ra, thằng nhóc này, cũng có chỗ thích hợp. Chủ tịch một huyện, nắm quyền cai trị mười mấy vạn dân chúng, cần có con mắt mở rộng, làm kinh tế cần có một tinh thần không chịu thua, nhưng,
sự bình tĩnh chín chắn, đây là phẩm chất cần có của một vị chủ tịch huyện. Kích động là sự sằng bậy, nói cho đúng là trên việc xử trí giải quyết công việc, nhưng làm kinh tế, không có chút kích động cũng không được. Một hiện trạng an bình, một người chỉ luôn muốn cầu bình an, đó là những người tài trí bình thường, thật không có khả năng dẫn dắt người dân Ma Xuyên bước đi lên trên con đường hạnh phúc được. Ma Xuyên, đã đến rồi, kế hoạch sửa đường từ thằng nhóc này có thể thoáng thấy được điều đó rồi, đúng là một hạt mầm tốt. Hơn 4 giờ trở về đến huyện. Trước mắt hiện lên cặp mắt to mê người của Quách Thu Thiên, cùng với dáng người cao mảnh khảnh, còn có một hàng lông mì thập dài. Đột nhiên, trước cửa xe phát hiện ra một bóng dáng người quen thuộc. Không ngờ lại là Mã Vân Tiền, một thằng dâm đáng, tối hôm qua bỏ qua cho gã ta một lần, không phải lão tử đây nhân từ, lão tử là vì nghĩ cho đại cục toàn huyện. Diệp Phàm nghĩ trong lòng như thế, nếu như hôm qua nhẫn tâm kéo Mã Vân Tiền xuống, chỉ dựa vào hộp cuộn phim đó, Mã gia tam hổ muốn phá hoại hoàn toàn mình, cùng với tình huống giao phó đằng sau thì có thể kéo được Mã Vân Tiền xuống rồi. Thực sự không được vì còn có một nhân chứng là Giang Đào Hồng, tuy nhiên, Diệp Phàm có sự suy xét. Một là Mã Vân Tiền là con bài chủ lực của Chu Phú Đức, nếu như dựa vào việc này kéo hạ Mã Vân Tiền, người dân Ma Xuyên biết được việc này là do mình làm, hơn nắc, Mã gia tam hổ nhất định sẽ phải ngồi tù, hậu quả làm ra như vậy thì quả là đắc tội với thế lực khổng lồ nhà họ Mã rồi. Cũng không phải là Diệp Phàm sợ Mã gia, chủ yếu là nhắc nhở chính mình sau này ở Ma Xuyên khó mà tiến lên một bước, giống như bọn hậu thế kiểu thổ phỉ nhà Mã gia này, khi muốn ép bọn họ đến bước đường cùng thì việc gì mà bọn họ không làm ra được. Huống chi, còn được sự chiếu cố của Chu Phú Đức, nhân vật số một ở đây. Và lại, Diệp Phàm vô cùng hoài nghi tập đoàn mỏ Silic của Mã Hồ Tử, vừa lúc mượn thế lực của Mã gia tam hổ để kiểm tra thực hư một phen thế nào. Tin rằng Mã gia tam hổ cũng là người thông minh, khi đề cập đến lợi ích thiết thân, bọn họ có còn luôn xem trọng lợi ích của Mã gia nữa không? Diệp Phàm nghĩ đi nghĩ lại, chính là dựa vào khí thế thổ phỉ cuồn cuộn của tam gia này, theo quan niệm gia tộc, về phương diện nghĩa khí tuyệt đối không đạt đến mức đó. Sau này mình lại cho một chút ưu đãi, không quá khó để nắm bắt điều khiển ba người họ trong tay, vì lợi ích, huynh đệ còn tương tàn, vợ chồng đều có thể phản bội nhau, huống chi cái loại dế nhũi củ lần nhà Mã gia tam hổ, Diệp Phàm tin vào ánh mắt tinh tường của mình. Đúng vào lúc này, Mã Vân Tiền không ngờ cũng phát hiện ra chiếc Wrangler Diệp Phàm lái, vừa xoay đầu, Diệp Phàm hiếm khi phát hiện ra tên nhãi này không ngờ lại lắc lắc hai đầu ngón tay về phía mình. Cái này là ý gì đây chứ? Khiêu khích chăng? Nhất định là khiêu khích đây mà. Một kiểu khiêu khích cực kỳ coi thường. Một luồng máu nóng lập tức chảy sộc lên đỉnh đầu nào, Diệp Phàm lập tức xuống xe, mấy bước đá nứt gãy sự kích động hao hào không mấy tốt đẹp của người đó. Giống như kiểu phụ nữ gia đình lương thiện gặp tai họa, việc gì cũng không biết làm, chỉ biết sống phóng túng, trong mắt Diệp Phàm chán ghét vô cùng. Diệp Phàm cũng không cho rằng mình là một người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối không phải là cái loại kém cỏi như Mã Vân Tiền. Ít nhất, trong thâm tâm Diệp Phàm, còn có một chút gì đó không thẹn với lương tâm, còn có một tia công lý đạo đức tồn tại. Tuy nhiên, trong chốc lát Diệp Phàm bình thường trở lại, cách tấm chắn thủy tinh trước mặt, hướng về Mã Vân Tiền còn đang chỉ tay về mình gật gật đầu, vẻ mặt mỉm cười, nhưng lại làm cho lão Mã ngay lập tức sững sờ đi vài giây, thầm nghĩ. Thằng nhãi này, quá quái gì không phải là tự cho rằng không được, cúi thấp đầu mà hỏi ông đây này. Tuy nhiên, đợi lão Mã lấy lại tinh thần, xe của Diệp Phàm chỉ còn lại cái đuôi xe cho ông ta nhìn. Mã Vân Tiền cái tên háo sắc này, chẳng lẽ không thể làm một vài bài văn ở đây, nhổ cái răng nanh này xuống, cũng xem như là một dâng lên một phần hậu lễ nhập dịp lễ 8 tháng 3 sắp đến của chị em phụ nữ Ma Xuyên. Đây gọi là thiên lý sáng tỏ, nếu như gã thích cái bụng của phụ nữ, thì để cho hắn mang cây gậy lớn, chiếc Wrangler QAE Diệp Phàm chậm rãi lăn bánh đi. Khi xe chạy đến tử lầu thần nữ, trong đầu Diệp Phàm bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của Quách Thu Thiên, trong lòng giật mình, thì thào lẩm bẩm. Nếu cô đã có bá phụ là bí thư tỉnh ủy là một cái bóng rất lớn sau lưng, nếu ông ấy đã đến Ma Xuyên này rồi, hơn nữa làm cuộc cải trang vi hành. Nếu cô đã không muốn bộc lộ, ông ấy cũng không muốn tiết lộ thân phận thật của mình, thì tôi đây cũng giải vờ không biết thân phận ông ấy, ngốc đối với ngốc, mượn tay cô dùng một chút, giúp tôi đây loại bỏ cái tên háo sắc Mã Vân Tiền này. Việc mà Diệp Phàm quyết định lập tức bắt đầu hành động, liền dừng xe, gọi điện thoại. Phương Viên, phiền anh làm giúp một chuyện. Diệp Phàm nói.
việc gì vậy? Phương Viên cũng rất là dứt khoát. Bạn học trường đảng của tôi Quách Thu Thiên đã đến cổng thành Ma Xuyên rồi, bây giờ đi đến nhà cũ của anh Hùng Mã hồi niên dạo chơi rồi. Anh lập tức bắt tay chuẩn bị một chút, nghĩ cách, dẫn dụ Mã Vân Tiền đến nhà cũ của Mã hồi niên đừng để lại dấu vết. Tìm cái cớ thôi, bạn học của tôi cũng thuộc loại xinh đẹp, tuyệt đối là thuộc loại hàng cao cấp, lão Mã tên này, ha ha. Diệp Phàm không nói nữa. Khi nào? Phương Viên hỏi một cách rõ ràng, cũng không hỏi lý do. Chỉ cần việc Diệp Phàm giao phó, anh thường không hỏi lý do, dựa vào đó mà đi làm. Bây giờ, cái tên Mã Vân Tiền đó giang dạo chơi ở khu vực công an huyện. Diệp Phàm gác điện thoại. Khóe miệng thằng nhãi này co giật một chút, thầm nói. Lão Mã ơi là lão Mã, đừng trách tôi đây ra tay, nếu đã muốn hại đời tôi, ông bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Để cho lão Mã ông đi đụng độ với tôn đại thần Quách Phác Dương có địa vị cao kia. Tuy nhiên, hai người mặc áo xanh đã gặp qua lúc trước tại đầu cầu bối Diệp Kiều phỏng chừng là cận vệ bên mình của Quách Phác Dương, Mã Vân Tiền muốn trôi chảy, trước hết phải giải quyết hai người này xong mới được trầm SAI cảnh sát có vũ trang, hừm. Cục công an huyện gần đây. Một người thanh niên để râu rậm vẻ mặt, đối diện với một người thanh niên tóc húi cua, cười nói. Anh Lý, kha kha. Cưới cái gì vậy trần trọng, tên nhóc ngươi có phải ngứa ngáy ra rồi không? Nhiệm vụ mà cấp trên giao phó lại vẫn chưa hoàn thành, Mã hồi hạng đi thăm viếng đã xong chưa thế? Anh Lý người thanh niên đầu húi cua vẫn chưa hết tức giận, vừa gặm một cái bánh bánh vừa hầm hừ nói. Cũng gần xong rồi. Trần trọng người râu rậm gật gật đầu, vỗ vào túi da thuộc nhân tạo trên tay. Lạ quá, thằng nhóc anh có phải lác nhặt được bảo vật rồi không? Chắc không phải là nhà cũ của Mã hồi niên có đồng bạc gì đấy để cho anh đào được chứ? Phải biết là Mã hồi niên nghe nói trước đây cũng là người Mã gia, chẳng qua là thế hệ tổ tông ông ta không qua lại với Mã hồ tử thôi. Sau đó Mã hồi niên tham gia quân giải phóng, mang binh trở về tiêu diệt, kết quả vẫn là chết trên tay của Mã hồ tử. Nghe nói thế hệ Mã gia Mã hồi niên lúc đó tương đối giàu có, Mã hồ tử khi đó thèm đỏ mắt lên trước tiền tài nhà người ta mới làm cho tộc nhà mình thương tàn nhau. Hồi đó có một công nhân làm ở cống thoát nước nói là tại nhà cũ Mã hồi niên đào ra được một hũ tiền bạc. Anh Lý cố ý chọc ghẹo nói. Có đồng bạc sao, trước đây hình như cũng nghe nói qua, năm trước Mã hồi xuân em ruột của Mã hồi niên hình như là muốn làm mới lại nhà cũ đó nên có làm cống thoát nước ngầm, hình như còn hỏi Chu Phú Đức phải trả tiền. Chu Phú Đức lúc ấy cũng tương đối khẳng khái, nói Mã hồi niên là người có tiếng tăm, anh hùng, liệt sĩ của Ma Xuyên chúng ta. Ngay tức khắc cấp cho 2.000 tệ. Hơn nữa, còn nói, sau này đợi Ma Xuyên giàu lên rồi, còn phải làm cái vật kỷ niệm. Làm việc này khi ấy tôi còn phản đối, Mã hồi niên tên chó Nhật đối đầu với đường bá Mã hồ tử ta đây, còn cho tiền hắn, cho cái quái gì chứ. Tuy nhiên, Chu Phú Đức cuối cùng cũng không nghe tôi nói, cấp tiền cho. Nghe nói đào được một hũ tiền bạc, trắng bóng, phỏng chừng có khoảng 100 đồng, không phải là bây giờ lại có đồng bạc xuất hiện đấy chứ. Đang đứng bên trái ngoài cửa công an huyện xem cái bảng thông báo trên tường Mã Vân Tiền đương nhiên là giả bộ xem thông báo trong cửa kính, thực ra, cái tai của tên nhãi đó sớm đã dựng đứng lên rồi. Đối với tiền tài, tên này đương nhiên là không bỏ qua rồi. Không phải, anh Lý, việc về đồng tiền đó đã là quá khứ rồi. Lần này, tôi nhìn thấy một cô gái đi vào nhà cũ Mã hồi niên, kha kha. Trần Trọng cười lớn tiếng, cặp lại cái túi da thuộc nhân tạo. Đưa nhánh mẫu đơn qua. Cô nương, tên nhó người có phải là muốn con gái đến nghĩ điên cả lên rồi à, phỏng chừng con heo nái anh cũng nhìn được mắt nữa, Ma Xuyên chúng ta, toàn đều là những người tay chân thô kệch, làm gì có loại hàng nào da rẻ mịn màng, ha ha ha. Anh Lý nhã ra một hơi khói thuốc, dựa vào tường cười lên, vẻ mặt trêu ghẹo chọc đùa. Lần này không giống với những lần trước, tuyệt đối là loại hàng đặc biệt. Đôi mắt to, mơ màng, lông mi dài. Mặc áo choàng màu lam tím, nghe giọng nói nhất định không phải là người Ma Xuyên. Ôi mẹ ơi, nếu như cho ở với lão tử đây ngày đêm, có chết cũng can tâm. Nước miếng Trần Trọng suýt chút nữa chảy ra rồi. Có xinh đẹp như Tống Tố Anh không? Anh Lý ngập tạm dừng lại chút, thản nhiên cười nói. Cũng không thua kém, cũng cái kiểu ấy. Trần Trọng cười nói. Nếu muốn tôi dẫn anh đi nhìn thử, không thể chơi thì xem cũng sướng con mắt vậy. Nhìn cái khỉ gió gì, đi, đến thị trấn Giác Dương làm việc đi, tên nhóc anh,
về sau đừng có mà để đầu óc chỉ nhìn thân thể đàn bà, công việc dù sao cũng phải làm, nếu không, mất đi chỗ kiếm cơm thì đừng có trách tôi. Anh Lý ném mẫu thuốc xuống đất, dậm chân thật mạnh lên trên, nghiền nát bẹp. Người huyện khác, đi xem. Trong lòng Mã Vân Tiền có chút động, lập tức đi vào cục công an huyện, gọi nói. Mã Đông, theo tôi đi làm việc. Chương 871, đạp bí thư tỉnh ủy một cái. Không lâu sau, một cảnh sát vóc dáng trung bình đi ra, trò chuyện với Mã Vân Tiền đi theo về hướng nhà cũ Mã Hồi Niên. Đại bá, ngôi nhà cũ này có cái gì đáng để xem chứ, càng qua là phòng ốc lớn một chút, mấy tảng đá u nhọt, bên trong âm u, chủ nhân ngôi nhà cũng không biết là đi nơi nào rồi, giống như phần mộ vậy. Hay là chúng ta đi đến ủy ban huyện gọi Diệp Phàm, bảo hắn sắp xếp phòng cho chúng ta nghỉ ngơi trước đã, từ bối Diệp Cốc trở về, tắm cũng chưa kịp tắm, hôi chết đi được. Đại tiểu thư Quách Thu Thiên chu cái miệng lên, vẻ mặt khó chịu. Thu Thiên, có phải là nhớ thằng nhóc đó rồi không, mới tách nhau ra mấy phút, buổi tối chẳng phải anh ta mời cơm sao? Bây giờ đã hơn 4 giờ rồi, chút xíu nữa là đến 5 giờ rồi. Cái con bé này, không phải là đã thấy hợp ý rồi đấy chứ? Một ngày không gặp như cách ba thu ha ha ha. Quách Phác Dương với điệu bộ cười tủm tỉm, vừa nói, vừa thò tay ra vuốt lên tường. Đại bá, bá cười cháu nào thấy vừa ý hắn chứ, một kẻ quê một cục, bản lĩnh lại không có, chỉ thích khoác lác. Trong lời nói của Quách Thu Thiên tiểu thư, quả thật xem Diệp Phàm không đáng một xu nào rồi. Khoác lác, không phải thế chứ cháu thử xem, người ta mới 20 tuổi đầu, đã làm chủ tịch huyện rồi. Lần này, chí khí cao biết chừng nào, không nhờ khoác lác như thế, muốn làm thông tỉnh Giang Đô, con đường thông từ tỉnh An Đông và tỉnh Nam Phúc chúng ta. Rất giỏi nha. Bằng tuổi ấy đại bá, còn đang làm việc cực nhọc dưới quê thôi. Quách Phác Dương không quay đầu lại, trực tiếp lắc lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý cách nhìn của cháu gái. Đại bá không phải là bị hắn mua chuộc rồi chứ, muốn làm con cá không xương sao, hừm. Quách Thu Thiên ra vẻ coi thường, nói. Ừ nói đến cái gọi là, cá ăn mày, đó, bá quả thật càng nghĩ càng thấy hay, chàng trai này, làm các món ăn ngon quả thật có chút tay nghề. Quách Phác Dương gật gật đầu, liếc nhìn Quách Thu Thiên một cái, chỉ vào tấm biển cũ nát có viết hào khí trường tồn. Cười nói, nghe nói là tổ tiên của đoàn trưởng Mã Hồi Niên và Mã Hồ Tử là cùng một tông, một người thành kẻ cầm đầu thổ phỉ, một người thành quân giải phóng. Năm đó, nếu như tình huống không phải Mã Hồi Niên quen biết Mã Hồ Tử, phỏng chừng quân giải phóng phỏng còn phải thương vong hơn 50% nữa. Ôi, đã nhiều năm qua rồi. Ngẫm nghĩ lại mà xấu hổ quá, đoàn trưởng Mã đều đã hy sinh mười mấy năm rồi, nhưng con cháu hậu thế chúng ta, lại quên mất ông ấy đi rồi. Nhà kỷ niệm Mã Hồi Niên này, nhẽ ra phải xây từ lâu rồi. Trong lòng Quách Phác Dương có chút chua xót, lặng lẽ đứng ở trung tâm phòng lớn. Mẹ kiếp, đã đến thật rồi, ông đây cũng phải ra tay rồi. Diệp Phàm nhảy về phía trước, lộn nhào một vòng rất đẹp mắt, chân dẫm lên trên tường, hai tay đã bám vào trên đầu tường. Hai người áo xanh lam đang đứng ở bên cửa lớn cảm giác hình như có động tĩnh, vừa mới ngẩng đầu lên, cảm giác hoa đầu, lập tức ngã ngửa mềm nhũn qua bên cửa chính. Một bàn tay lớn xuất hiện, gạt hai người sang bên. Diệp Phàm vẫn đang ngắm nhìn một lúc, có chút vừa lòng, hừ nói. Cùng có chút điệu bộ giống như đang ngủ vậy. Cái này, đương nhiên là Diệp Phàm dùng thủ đoạn rồi, sử dụng phương pháp điểm huyệt tiệt mạch điểm chúng vào huyệt ngủ của hai cảnh sát vũ trang mặc áo xanh. Tạm thời rơi vào hôn mê, phỏng chừng là phải ngủ mất một lát dài. Mẹ kiếp, tên ăn mày này từ đâu đến, ngồi xổm dưới chân tường nhà người ta mà cũng có thể ngủ được à, thật xui xẻo. Mã Đông mắng một câu, nhấc chân lên muốn đá đi. Diệp Phàm nấp ở chỗ tối bên này sớm đã cài vào một tấm đá, đương nhiên là không muốn thằng nhóc này làm hỏng chuyện tốt của mình rồi. Chậm thôi, quản hắn làm gì, đi vào đi. Tay trái của Mã Đông bị Mã Vân Tiền kéo lại. Đồ khỉ hai tên thối tha này. Mã Đông mắng một câu, cùng với Mã Vân Tiền đi vào trong nhà cũ của Mã Hồi Niên. Khi vừa nhìn thấy một đại tiểu thư Quách Thu Thiên một kiểu người tinh khôn không quá đoan trang, hai mắt Mã Vân Tiền lập tức nhíu lại thành một đường viền nhỏ, trong miệng thầm chặt lưỡi nói. Quả nhiên là không uổng chuyến đi này, ông đây còn cho rằng nhãn quang của hai tên kia kém, cô gái này, dáng vẻ quả thật tuyệt. Bộ ngực này nở thế kia, cặp mông vẫn chưa tách ra, phỏng chừng vẫn là gái trinh.
vận may đến rồi có muốn ngăn lại cũng không ngăn nổi rồi, lại là người bên ngoài đến, mau mau. Mã Vân Tiền nghĩ thế, liếc mắt nhìn về Mã Đông một cái, Mã Rồng đương nhiên là hiểu ngầm trong lòng, bởi vì tên này giúp Mã Vân Tiền hãm hại không biết bao nhiêu con gái nhà người ta, là tâm phúc thân thiết nhất của Mã Vân Tiền. Tôi là Mã Đông làm ở phòng trị an phòng công an huyện Ma Xuyên, xin hãy xuất trình chứng minh thư đây. Vẻ mặt Mã Đông rất đường hoàng, lộ chút vẻ uy phong, hướng về Quách Thu Thiên mà nói, làm ra điệu bộ rất giống với Mã Tử Sự. Vì sao? Quách Thu Thiên liếc nhìn Mã Đông một cái, thản nhiên hỏi. Vì sao à, công an phá án, còn phải giải thích với cô là vì sao sao? Mau lên! Mã Đông tỏ ra không kiên nhẫn, nhíu nhíu hàng lông mày vung tay hầm hừ nói. Công an phá án cũng phải dựa vào trình tự mà làm chứ có phải không? Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ muốn kiểm tra chứng minh thư của tôi? Quách Thu Thiên có chút tức giận rồi, giọng nói cũng sắc bén không ít, hơn nữa, khẩu khí cũng không khách khí nữa. Cái này như là nhạo báng Mã Đông rồi, tên này nhoáng một cái, muốn tiến lên trước, lại bị tên dâm đãng Mã Vân Tiền phía sau bao chặt lại. Tên gian ác này nghiêm túc lướt nhìn Quách Thu Thiên và Quách Phác Dương một cái, thầm nhủ. Cái lão này, đội một cái mũ rơm, cũng không biết là ngóc ngách nông thôn nào chui ra đây. Trái lại dựa vào điệu bộ của cô gái này, phỏng chừng là con gái của lão già đó, có thể là một sinh viên, có đi học ở những nơi như tỉnh thành, cho nên có phong cách Tây rất nhiều. Nghĩ vậy, hừ nói. Sở công an tỉnh đang truy nã hai tên tội phạm, vừa hay là một già một trẻ, hơn nữa, cũng là một ông già một cô gái, hai người, xin hãy đi theo chúng tôi một chuyến. Anh là ai? Dựa vào cái gì nói chúng tôi như vậy? Trên phố một già một trẻ rất nhiều, anh có kiểm tra hết không? Trong lòng Quách Thu Thiên giật mình, té ra ý của tên này là ám chỉ hai ông cháu ta chính là tội phạm truy nã rồi. Trong lòng căm tức vô cùng, muốn nổi giận liền, khẩu khí tỏ ra như là giọng điệu chất vấn, tự cho rằng bên ngoài còn có hai cảnh sát vũ trang, đó là cái để không sợ hai người này một chút nào. Cùng lắm là đến lúc đó có gặp chuyện gì thì làm rõ thân phận là được, hơn nữa, còn có Diệp Phàm ở đây, ở huyện Ma Xuyên còn có thể bị làm sao chứ? Quách Thu Thiên có nằm mơ cũng không ngờ rằng, lúc này tên nhóc Diệp Phàm này đang móc chân trên góc, đang nhìn trò hay. Quách Phác Dương lại không lên tiếng, lướt nhìn Mã Vân Tiền và Mã Đông một cái. Trong mắt Mã Vân Tiền, đương nhiên là cho rằng ở dưới quê lão già này bị dọa ngớ ngẩn ngay cả nói cũng không nói được nên lời rồi. Ông ấy là ai, nói cho cô đừng có sợ tê cả người nhá, ha ha ha. Vẻ mặt của Mã Đông rất đắc ý. Sợ tê liệt, trong thiên hạ này những người có thể làm bổn cô nương đây sợ tê liệt cả người e rằng còn chưa ra đời. Quách Thu Thiên ra vẻ khinh thường liếc nhìn tên Mã Vân Tiền một cái. Hừm, ông ấy là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật huyện Mã Vân Tiền, công kiểm pháp của huyện này là do ông ấy trực tiếp quản. Mau xuất trình chứng minh thư ra đi, nếu không, tôi đây không khách khí nữa đâu. Mã Đông không kiên nhẫn nữa, hét lên. Cầm đi. Quách Thu Thiên đang muốn phát khùng lên, lại nhìn thấy đại bá liếc nhìn ánh mắt về phía cô ta, nên cũng im luôn, rút chứng minh thư từ trong cặp ra ném về phía đó. Mã Đông nhận lấy liếc nhìn một cái, trình lên cho Mã Vân Tiền. Đến từ thành phố Tuyền Hưng, thật đúng lúc, tội phạm truy nã cũng là người thành phố Tuyền Hưng, thân phận ăn khớp, Mã Đông, còng tay họ lại cho tôi dẫn về huyện thẩm tra. Mã Vân Tiền hừ nói. Đi thôi, cô gái. Mã Đông đương nhiên là hiểu ngầm trong lòng, tiếng kêu đinh đang vang lên, còng tay lắc lư qua lại, vẻ mặt xếch ngược cười cười, tiến về phía trước. Dựa vào cái gì? Quách Thu Thiên vừa hét lên mấy từ này, cánh tay đã bị Mã Đông còng chặt lại rồi, tên này hét lên nói. Đi với tôi. Dừng tay. Quách Phác Dương rốt cuộc cũng không kìm chế nổi, trong lòng cũng thấy kỳ lạ là hai tên cảnh sát vũ trang có phải là đang ngủ không, đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Vì vậy, trong miệng hét lên ra oai nắm kỹ tay của Mã Đông. Đương nhiên là muốn tách ra rồi. Tuy nhiên, tay hơi có nếp nhăn của Quách Phác Dương vừa chạm vào tay áo của Mã Đông, Mã Vân Tiền lại cất bước lên tiến về phía trước, đạp một cái về phía trước, phập một tiếng, Quách Phác Dương bị Mã Vân Tiền đá lùi lại ba bước, lưng đụng phải bức tường đá mới dừng lại. Tên này hét lớn nói. Ma Xuyên này là thiên hạ của nhà Mã gia, có biết không, nhân vật số một của huyện ủy Ma Xuyên trước kia còn là quản gia của Mã gia, tội phạm truy nã cũng vênh mặt lên thế à? Mã Vân Tiền đắc ý hét to lên,
nói với Mã Đông. Cô gái này để ta xử, anh hãy còng lão già này lại, không thức thời gì hết, đạp lão vài cái cho tôi. Lớn chuyện rồi, Mã Vân Tiền thật sự là lợi hại, ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng dám giá, còn lợi hại gấp trăm lần so với ông đây. Trong lòng Diệp Phàm thầm rung động, trên tay nắm cục đá chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Anh ta đang đợi, đương nhiên là muốn đợi lão Mã làm ầm ĩ hung hăng lên chút nữa với được. Lão già, thức thời chút đi, hôm nay chúng ta coi như chưa nhìn thấy các người chạy trốn đến Ma Xuyên này, sau khi xong chuyện các người có thể lập tức đi. Mã Đông đột nhiên cười rồi nói. Như thế nào là cách thức thời, cậu nói rõ thử xem, hừ. Hai mắt Quách Phác Dương đột nhiên nhắm hờ nửa mắt lại. Rất đơn giản, Mã gia chúng tôi đã thích khuê nữ nhà ông rồi, chỉ cần mua vui với Mã gia một đêm là đủ rồi. Mã Đông đắc ý cười rồi nói. Nhìn thấy sau lưng Mã Vân Tiền thò ra hai ngón tay, vội sửa lời lại nói. Hai đêm là được rồi, còn cho các người mấy trăm tệ làm lộ phí, ngẫm nghĩ lại mà xem, được Mã gia chiếu cố các người, ở huyện Mã Xuyên này, công kiểm pháp đều là ông ấy trực tiếp quản, còn có ai có thể bắt các người chứ? Thằng này miệng nói nước bọt bay tứ tung, đương nhiên là đem hết tội lỗi đổ lên đầu hai bác cháu Quách đại tiểu thư rồi. Lúc này nghĩ, Quách Thiên Thu bình tĩnh lại, thờ ơ nhìn hai kẻ được già đùa giỡn. Nếu như chúng tôi không thức thời thì sao chứ? Sắc mặt của Quách Phác Dương thay đổi rồi, nghiêm túc đến mức có thể nhỏ giọt nước. Bởi vì, ông ta đã nhìn thấy hai người cảnh sát mặc đồ thường phục đi vào sân, không ngờ Quách Phác Dương phát tín hiệu đi, hai người họ đứng dưới tán cây sơn tra cách đó không xa đợi. Trong lòng Quách Phác Dương tuy tỏ ra có chút trách móc hai người này sao đến bây giờ mới vào, tuy nhiên, trong lòng cũng ổn định lại rồi. Hai người cảnh sát mê muội không thể lý giải nổi, vừa rồi không ngờ lại ngủ không hiểu ra làm sao, hai người đương nhiên cũng không nghĩ đến hai người cao nhân kia. Bởi vì hai người cảnh sát cho rằng mình đã là cao thủ rồi, phải biết rằng, hai người một người là Trương Vu Phi, một người là Vương Cần, trước đây đều là bộ đội đặc chủng chuyển ngành đến chỗ phòng bảo vệ văn phòng tỉnh ủy. Hai người bọn họ có thể được trưởng ban thư ký Lô Đích Thân phụ trách tuyển chọn để bảo vệ Quách Phác Dương nhân vật số 1 của tỉnh Nam Phúc này. Cho thấy bản lĩnh của họ ở phòng bảo vệ phải là hạng nhất rồi. Kết quả, hai người sau khi tỉnh dậy tự cho rằng mình quá mệt, nhất thời ngủ quên. Cái này, đương nhiên là Diệp Phàm giở trò bịp bợm rồi. Chương 872, vả vào miệng. Hai viên đá giải quyết vấn đề rồi, cùng với sự nâng cao công lực, trước đây cần thông qua phương pháp điểm huyệt bằng ngón tay, bây giờ thông qua dùng viên đá với phương pháp phi đao ném đi nhanh thì có thể làm được rồi. Cái này vốn dĩ cần một vị cao thủ bát đẳng mới có thể làm được. Tuy nhiên, Diệp Phàm tuy rằng mới chỉ đạt đỉnh thất đẳng, nhưng chủ yếu là phương pháp phi đao của Diệp Phàm giỏi, vì vậy cũng có thể làm được rồi. Không thức thời, ha ha ha. Mã Vân Tiền đột nhiên nắm chặt tay của Quách Thu Thiên, hắn giọng cười một hơi, trong nháy mắt, tên này kiềm chế lại điệu cười, hung hăng nói. Ở Ma Xuyên, chưa có việc nào mà Mã Vân Tiền ta đây chưa làm được. Lão già, đừng cứng đầu nữa, đợi vào phòng công an rồi bị hành tàn tạ ra thì đừng có trách chúng ta đây lòng lang dạ sói. Ông đi dò hỏi thử xem, Mã gia ở Ma Xuyên đây, ai mà dám không phục. Ngay cả chủ tịch huyện Diệp mới đến, thì phía trên không phải còn có bí thư Chu đè đầu sao? Có biết bí thư Chu là người gì rồi, hừ, vừa rồi không phải đã nói với các người rồi sao, trước khi giải phóng thế hệ bố anh ta còn là quản gia của nhà lão Mã đây. Theo Mã gia có gì không tốt chứ, được ăn chơi thỏa thích được ngưỡng mộ. Mã Đông đương nhiên là ra oai giúp Mã Vân Tiền rồi, khoe khoang một trận. Hừ, Quách Phác Dương phẫn nộ rồi, bởi vì ông ta nhìn thấy hai tay của tên Mã Vân Tiền không ngờ lại quàng về phía trước ngực của cháu gái Quách Thu Thiên. Quách Thu Thiên là ai, đương nhiên không để cho hắn đạt được ý xấu rồi. Một tiếng, huyệt, lão Mã đương nhiên là bị Quách đại tiểu thư hung hăng tát tai thật mạnh. Hai tên có chút ngây người sau khi muốn hại độc thủ, tuy nhiên cảm thấy trước mắt có bóng dáng hai người, cảm thấy hai người mình nhanh chóng trở thành nhân bánh bao thịt người. Thình thịch thịch thịch, một tràng âm thanh chói tai liên tiếp truyền đến, hai người ngay tức khắc trở thành những cái đầu heo mềm nhũn nằm trên nền nhà như hai con chó chết. Gọi chủ tịch Diệp ra đây xử lý, Thu Thiên, con gọi điện thoại đi, Ma Xuyên này, có còn chính quyền của đảng nữa không? Hừ, miệng của Quách Phác Dương có chút như run lên. Cảnh tượng này, phỏng chừng là trong thâm tâm sâu thẳm của Quách Phác Dương nghĩ là khó mà thấy được việc này.
Quách lão đầu nổi sung lên rồi, tôi phải ra tay thôi. Diệp Phàm trượt xuống dưới, thân mình nhẹ như chim bay đến bên ngoài chân tường, đợi điện thoại của Quách Thu Thiên gọi đến. Đương nhiên, vừa nhận được điện thoại, Diệp Phàm lập tức chạy lại ngay. Sau khi nghe Quách Thu Thiên tường thuật lại xong, con mắt long lanh đó của Diệp Phàm, đương nhiên biểu hiện với dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt vội rút điện thoại ra ngay, hừ nói. Là trưởng phòng Ngô phải không, tôi là Diệp Phàm, lập tức cho mấy người qua đây, nhà cũ của Mã Hồi Niên, nhanh lên. Mười mấy phút sau, Ngô Đồng mang theo mấy người cảnh sát chạy bộ đến. Có chuyện gì thế, lôi thôi như vậy. Diệp Phàm cố ý nhíu chân mày lại, đương nhiên, tên nhóc này có ý đồ. Nếu như Quách Phác Dương nhân vật số 1 của tỉnh ủy đã muốn giả ngu, đến bây giờ vẫn còn chưa tiết lộ thân phận, như thế phải để ông ta chảy chút máu mới được. Báo cáo chủ tịch huyện, không phải là chúng tôi muốn kéo dài, là... Ai? Vẻ mặt Ngô Đồng lúng túng. Rốt cuộc là chuyện gì, có gì mau nói. Diệp Phàm làm ra bộ có chút giận dữ, ngay cả lời thô tục đều nói cả ra. Báo cáo chủ tịch, 3 chiếc xe cảnh sát mà anh đoạt về ở cục công an địa khu, mấy ngày trước bị bí thư Mã cướp mất đi một chiếc Santana 2000, sau đó lại được anh đưa trở về. Tuy nhiên, hôm qua, chiếc xe thương vụ của huyện cục lại bị bí thư Mã cưỡng ép mượn đi rồi, ôi, tôi có cách nào khác. Vừa rồi, tôi vẫn còn lái xe máy kéo đến. Ngô Đồng liếc mắt xuống nhìn hai người đang tê liệt nằm thành một đống. Tuy nhiên, bởi vì Mã Vân Tiền và Mã Đông đều là nằm ở dưới sàn nhà, nhưng cái mặc đó đã bị hai cảnh sát vũ trang đánh cho thành đầu heo luôn, có chút hoài nghi có phải là Mã Vân Tiền và trưởng phòng Mã Đông của phòng trị an. Tuy nhiên, chủ tịch Diệp ở đây, người ta không giải thích, mình cũng không dám hỏi nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ với bộ mặt giận dữ của chủ tịch Diệp, lúc này, tốt nhất là bớt lời, đừng có đụng vào tổ kiến mới đúng. Đồ vô dụng, ngay cả chiếc xe cũng quản không nổi. Diệp Phàm hừ một câu, vẻ mặt lộ ra chút cay cú, liếc mắt nhìn Quách Thu Thiên và Quách Phác Dương một cái, hừ nói. Còng tay hai người dưới sàn lại, dẫn về huyện cục thẩm tra nghiêm khắc, quá quát lắm rồi, giữa ban ngày ban mặt, lại muốn đùa giỡn con gái, nhất định phải nghiêm chỉ có biết không hả? Vâng. Ngô Đồng cúi xuống, miệng đáp lời, liếc nhìn ánh mắt về phía các cảnh sát. Bốn người cảnh sát tiến lên phía trước, cái còng nhấp nhoáng thì sẽ bắt người. Cái này, trước mặt chủ tịch Diệp không biểu hiện một chút thì đợi đến khi nào nữa chứ? Tuy nhiên, trong nháy mắt, bốn vị cảnh sát đều trợn tròn mắt, đồng thời miệng cũng phát ra tiếng thét kinh hãi, a hát, đứng ngây người ra chỗ ấy, tám con mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai tên đang nằm dưới đất, không dám ra tay. Có việc gì không, leo nhèo cái gì chứ? Mặt Ngô Đồng xa sầm lại, lạnh lùng hừ nói. Quách Phác Dương và Quách Thu Thiên đương nhiên là không hé răng. Chỉ nhìn Diệp Phàm xử lý tình huống nan giải này như thế nào. Dù sao thì người nằm dưới sàn còn có một người là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, nghe khẩu khí của tên đó, sau lưng còn có bí thư huyện ủy Chu gì đó chống đỡ cho. Người nằm dưới đất, đất là chủ nhiệm Mã, còn có trưởng phòng Mã. Cảnh sát ấp a ấp úng nói. Chủ nhiệm Mã, trưởng phòng Mã. Sắc mặt của Ngô Đồng biến sắc trong chốc lát, rất khó coi. Thầm nghĩ, xong đời rồi. Hôm nay xui xẻo quá làm sao lại tiếp tay cho chuyện này, Mã Vân Tiên tên dâm đãng này sao lại là tôi một tiểu cục trưởng có thể dám làm thế chứ? Nháy mắt với Diệp Phàm, nhìn thấy hắn không lên tiếng, chỉ là trơ cái mặt ra. Ngô Đồng khó xử, xem ra hôm nay với tình thế này, không còng tay thì đầu tiên không qua được cửa của chủ tịch Diệp rồi, hơn nữa, gần đây mình cũng có ý đầu quân vào chỗ chủ tịch Diệp. Thời khắc này tuyệt đối không thể để mất được, khóe miệng tên đó co giật vài cái. Lập tức đưa ra quyết định, lớn tiếng quát. Còng tay lại, vương tử phạm pháp thì cùng chịu tội như dân thường thôi. Đương nhiên, cũng là sự diễn kịch ra vẻ nghiêm nghị chính khí. Ừ anh đích thân thẩm tra vị này đi, giám sát chặt chẽ cho tôi, nếu như để xảy ra sơ suất gì, thì cái mũ quan này của anh khó mà giữ vững cho được. Còn có bốn người các anh nữa, giám sát chặt chẽ cho tôi, nếu xảy ra chuyện thì bốn người các anh cùng chịu trách nhiệm. Tiếng nói đó của Diệp Phàm tương đối dịu dàng. Tuy nhiên, nghe vào lập tức, Ngô Đồng và bốn tên cảnh sát trong lòng thầm kêu khổ không ngừng. Thầm chửi chủ tịch Diệp tàn nhẫn, bản thân muốn đấu với Mã Vân Tiền và Chu Phú Đức, không ngờ lại đem bốn người chúng tôi làm cái đệm lót. Các vị chức to như các anh đánh đấu với nhau còn được, xui xẻo thì luôn luôn là những người tép siêu như chúng tôi đây.
Mặc khác việc này bất luận liên quan đến ai, nhất định phải xét xử nghiêm túc. Diệp Phàm nói thêm một câu nữa. Ai dám còng tay tôi đây, ở Ma Xuyên này, thiên hạ là của Bí Thư Chu, hừ. Mã Vân Tiền vừa tỉnh lại, lập tức muốn từ dưới sàn đứng lên. Tuy nhiên, lại bị một người mặc áo xanh lam đạp một đạp thật mạnh, lập tức sụi lơ xuống như con chó chết, ngồi dưới đất còn hung hăng, liếc người mặc áo xanh một cái, hừ nói. Chó nó, để lại danh tính đi, ông đây sẽ lột da mày ra. Bí thư Mã, chú ý hình tượng. Diệp Phàm cố ý hừ nói. Hình tượng, mẹ nó chứ, đừng cho rằng là chủ tịch huyện, kiếm ra được chút tiền thì giỏi lắm rồi. Đợi lão Chu trở về, cậu còn đùa giỡn đắc tội với Mã gia chúng tôi, cậu muốn bưng bít, bưng cái khỉ khô. Mã Vân Tiền điên tiết lên. Giỡn cái quái gì, tôi đây dù tốt xấu gì cũng là chủ tịch huyện, phó bí thư huyện ủy, còn là lãnh đạo của anh, dám đánh dám mắng tôi, Ngô Đồng, vả miệng 10 cái cho tôi, không ra làm sao cả, thể diện của cán bộ đảng, đều bị ông làm mất mặt hết rồi. Tôi nói ông ức hiếp phụ nữ, cả đời tôi ghét nhất là loại người ăn hiếp phụ nữ đó, đồ vô dụng. Diệp Phàm cố ý giận dữ, hét lên nói. Vâng. Ngô Đồng cũng còn do dự, tiến lên phía trước, hung hăng tát Mã Vân Tiền 10 cái bạt tai kêu bẹp bẹp bẹp, tát mạnh đến nỗi làm cho bên mặt tên đó bầm tím một bên, trở thành hệt như thịt đầu heo rồi. Trong lòng Quách Phác Dương thầm gật gật đầu, cảm thấy thằng nhãi này tuy hành vi hơi thô bạo một chút, nhưng lại có chút tinh thần trọng nghĩa. Đối với những tên xấu xa này, biện pháp này hình như là biện pháp hữu hiệu nhất rồi. Người xấu cần có người giữ tợn trừng trị, cái cần nói chính là cái điều này. Cô gái, xin các vị cùng tôi trở về phòng công an một chuyến, ghi lấy lời khai. Ngô Đồng tương đối khách xấu nói với Quách Thu Thiên. Không cần đâu. Quách Phác Dương khoát khoát tay, xoay người dặn dò với một người mặc áo màu xanh lam. Phu Phi, lập tức gọi điện thoại cho Trang Thế Thành và Vương Triều Trung, còn gọi luôn cho bí thư bên chính trị pháp luật, nói là tôi nói. Gọi bọn họ lập tức đến Ma Xuyên, tôi muốn nhìn xem, ở Ma Xuyên này, có còn là thiên hạ của đảng nữa không, hừ. Cái lão này, khẩu khí cũng khá lớn đó chứ, là loại người gì đây? Trong lòng Ngô Đồng đương nhiên có chút khinh thường, thầm nói. Mẹ nó, Trang Thế Thành, Vương Triều Trung, còn có chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật địa khu Hạ Hải Vĩ, ba người đó chẳng phải là những người đầu sỏ của địa khu sao? Lão già này là ai mà giọng điệu lớn như vậy? Lẽ nào là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tuyệt đối là không. Trong lòng Ngô Đồng mông lung nghĩ vậy, cái chân đó cũng không biết việc gì, tự nhiên run lên lẩy bẩy, không cách nào kiềm chế lại. Bốn người cảnh sát bên cạnh tay họ đánh cấp vào nhau kêu loạng choạng. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Phàm, Quách Thu Thiên đắc ý ngẩng cao đầu lên, cười Diệp Phàm nói. Nhìn thấy chưa, đại bá tôi tức giận rồi đấy, Ma Xuyên các anh chắc sẽ xảy ra trận động đất thôi, ha ha ha. Thu Thiên, đại bá cô rốt cuộc là. Diệp Phàm cố ý làm vẻ có chút sợ hãi, hỏi. Đợi một lát anh tức khắc rõ. Vẻ mặt Quách Thu Thiên rất tinh danh, cười với sự khó hiểu. Diệp Phàm đương nhiên là giả bộ dạng buồn bực, dẫn mọi người trở về cơ quan huyện. Trang Thế Thành đang mở cuộc họp thường vụ, sau khi nhận được điện thoại thì sắc mặt lập tức thay đổi. Không lâu sau, Vương Triều Trung cũng nhận được điện thoại, hai người họ gọi cho Hạ Hải Vĩ. Ba người tự nhiên cũng không nói nhiều lời, lập tức tuyên bố tan họp, lên xe trực tiếp đi thẳng đến Ma Xuyên. Trang Thế Thành lập tức gọi điện thoại cho Diệp Phàm, sau khi nghe Diệp Phàm tường thuật lại thì tim can như suýt chút nữa vỡ tung ra. Một đấm đấm mạnh xuống ghế ra trên xe, hừ nói. Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị, tra xét cho triệt để. Trong nháy mắt, Trang Thế Thành lấy lại bình tĩnh, thầm nói. Cơ hội đến rồi việc của Chu Phú Đức cứ kéo dài ra không xử lý, cũng không phải là chuyện, vừa hay có thể nhân cơ hội này. Khi Vương Triều Trung gọi điện thoại cho bọn người Vi Bất Lý, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì rồi. Đành phải gọi điện thoại cho Diệp Phàm. Sau khi nghe tường thuật xong, thì sắc mặt trong chốc lát suýt chút nữa trắng bệch ra, sau khi gác điện thoại lập tức quát ổ lên. Chu Phú Đức ơi là Chu Phú Đức, con mẹ nó đã làm những việc dâm đáng gì rồi. Giống loại người cặn bã thế này ông cũng có thể đề cử lên đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, trực tiếp quản kiểm pháp. Năm kia khi đề cử Mã Vân Tiền, địa khu này đã có người không phục. Lão thất phu Tôn Quốc Đông đó đã có phản đối qua, nhưng ông cứ nói người này thế nọ, bây giờ thì được lắm rồi,
lại dám đưa cờ cháu gái của bí thư tỉnh ủy, đã bị thương bí thư Quách, gan to bằng trời rồi đồ chó, ngươi không cho lão tử đây yên thân, thì ông đây nhất định cũng phải lột da mày. Sau khi chửi xong, chuyên viên Vương Triều Trung cũng thở dài một hơi, hừ nói. Xem ra lần này Chu Phú Đức tiêu đời rồi, vốn dĩ vẫn đứng đầu, không để cho Trang Thế Thành bố trí bí thư thay thế, không ngờ lại mở ra cơ hội cho Trang Thế Thành, không bố trí thì không được rồi, còn phải xem thái độ của bí thư Quách nữa. Chương 873, ba tên đầu sỏ tụ họp ở Ma Xuyên. Hạ Hải Vĩ sau khi nghe Diệp Phàm tường thuật lại cũng biểu lộ không kém, trong lòng ngay lập tức trầm xuống, thầm mắng nói. Mình thật là đen đủi. Thời gian trước Chu Phú Đức đánh nhau với Quách Tân Bình, bây giờ lại mạo muội đến một người còn lợi hại hơn nữa. Không ngờ lại có thể trêu chọc đến cháu gái của bí thư tỉnh ủy, hơn nữa, còn đạp nhân vật số một của tỉnh ủy một đạp. Cơn giận của bí thư Quách, ở Nam Phúc này, ai có thể gánh chịu được đây? Nếu như vì việc này mà trách tội lên đầu tôi, thì cái mũ quan này coi như bay tiêu mất rồi. Việc trị an của Ma Xuyên, không thể không chỉnh đốn lại. Lâm Thiên, không hạ xuống là không được rồi, nếu lại không hạ xuống, Hạ Hải Vĩ tôi lại phải ra tay như thế nào? Nếu bên ngoài không nghe sai khiến, chức bí thư của tôi chỉ là cách bày trí, trên không dựa vào bí thư, bên dưới công kiểm pháp người ta có người chống, không nghe sai khiến, thì tôi chỉ là một mảng lục bình không dễ. Tâm trạng của ba người đầu sỏ rất phức tạp, tóm lại, là không ổn tí nào rồi. Việc của Ma Xuyên ngay làm liên lụy cả đến khu này. Bí thư tỉnh ủy sẽ phát ra những trận giận dữ kinh thiên gì đây, trong lòng ba tên đầu sỏ này đều chưa thấu rõ. Ngồi trong xe, tim họ nhưng nhảy lên nhảy xuống không yên. Chỉ có thằng nhãi Diệp Phàm là không lo chút nào cả, dù sao thì lần này Mã Vân Tiền không mất chức là không được rồi. Phỏng chừng, lần này Mã Vân Tiền không thể thoát được tai ương lao ngục rồi. Dậu đổ bìm leo, tội mà anh ta phạm thì cũng đủ người ta đứng ra vạch trần rồi. Phương Viên, chuẩn bị đầy đủ những tài liệu hồ sơ phạm tội của Mã Vân Tiên, lần này, nhất định phải đưa được hắn vào nhà lao ăn cơm tù. Diệp Phàm hừ nói. Nhanh như vậy, không phải nói là đợi tìm được chứng cứ quan trọng mới ra tay sao? Phương Viên đương nhiên không rõ, nói. Chứng cứ mà tôi thu thập còn chưa đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Đủ rồi, bên phía Ngô Đồng cũng có một ít rồi, cùng lúc tiến hành. Diệp Phàm hừ nói. Đến cơ quan huyện. Diệp Phàm rất cẩn thận đón Quách Phác Dương vào trong phòng khách của mình. Đi ra lập tức gọi Ngô Đồng đến bên, hỏi. Trưởng phòng Ngô, nghe nói Mã Vân Tiền ở Ma Xuyên làm những việc khiến cho mọi người oán hờn, làm ra rất nhiều việc mất nhân cách, ông là một trưởng phòng công an, không lẽ không biết một chút gì về việc này? Đương nhiên, đây chính là cái lúc Diệp Phàm đưa ra quyết đoán rồi, nếu như Ngô Đồng nghe lời, thì vị trí chủ nhiệm ủy ban chính trị này mình sẽ giúp hắn một phen. Hôm nay vừa hay có thể mượn ngọn gió đông của bí thư tỉnh ủy Quách đi một chuyến, lúc đó Trang Thế Thành và Vương Triều Trung, Hạ Hải Vĩ vừa đến, nhất định sẽ hỏi Mã Vân Tiền người thích hợp chọn cho cái vị trí đó. Vì vậy muốn xem thái độ của Ngô Đồng biểu hiện như thế nào. Ngô Đồng là một trưởng phòng công an, không có thể nào chưa nghe qua việc của Mã Vân Tiền. Tên này vừa nghe, trong đầu đã nổi lên những ý nghĩ. Lập tức trả lời. Tôi sớm đã nghe qua rồi, tuy nhiên, nói thật. Trước đây ông ta có người nâng đỡ, huyện cục chúng ta vẫn thuộc cấp dưới của ông ta, nên chúng tôi cũng khó ra tay. Tuy nhiên, tôi sớm đã chú ý những điều này rồi, chỉ là chứng cứ của hồ sơ này đã có hơn 3, còn chưa điều tra rõ phỏng chừng không thấp hơn con số này. Ngô Đồng đã khai ra một góc sự thật. Thế ông nhìn nhận sự việc này như thế nào? Diệp Phàm cố ý, thản nhiên hỏi. Tôi nghe chủ tịch vậy. Bản thân Ngô Đồng rất thẳng thắn. Cũng biết cơ hội đã đến rồi, nên trả lời tương đối khôn khéo. Ha ha, nhà anh, chỉnh lý lại một chút, khi cần dùng thì tung ra. Diệp Phàm nói. Vâng. Ngô Đồng trả lời rất rõ ràng, vang dội. Chủ nhiệm Liễu, lập tức thông báo cho toàn thể ủy viên thường vụ của huyện ủy chuẩn bị họp, trước 9 giờ tối phải đến cơ quan huyện đúng giờ. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, giao phó nói. Có phải là bí thư Chu giao phó không? Liễu Nghi Phương hỏi. Không phải. Diệp Phàm nói rất dứt khoát, thầm nói mẹ khỉ cái tên Liễu Nghi Phương này chỉ xem trọng tên Chu Phú Đức thôi, lời nói của mình hình như không đủ mạnh. Tuy nhiên, việc này cũng bình thường thôi, triệu tập cuộc họp ủy ban thường vụ huyện đương nhiên phải được sự đồng ý của người chủ chốt rồi,
huống hồ, bây giờ tại khu vực này còn chưa giao phó là ai sẽ thay thế bí thư huyện ủy này. Mình quả thật có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Tuy nhiên, trong lúc này cũng có thể thấy được vị trí của mình trong lòng Liễu Mi Phương vẫn còn quá nhẹ. Áp lực, uy phong mà Chu Phú Đức có được, không thể một sớm một chiều có thể hóa giải được. Thế thì, bảo tôi làm sao nói với các vị ủy viên thường vụ khác? Liễu Mi Phương làm ra bộ khó xử. Bí thư Trang, chuyên viên Vương lập tức đến rồi, anh nói thử cần phải nói như thế nào. Diệp Phàm có chút tức giận, trừng mắt liếc nhìn Liễu Mi Phương, thầm nói cái cô này không biết điều quá rồi, cô giả bộ ngốc nghếch không hiểu thì không được, muốn tìm một cái cớ, đây không phải là cố ý làm khó dễ, mình dù gì thì cũng là một phó bí thư huyện ủy. Tôi sẽ đi. Vẻ mặt Liễu Mi Phương thay đổi trong chốc khắc, quay đầu đi. Hầu hạ Quách Phác Dương ăn cơm tối xong. Xem ra giao thông ở huyện Ma Xuyên này phải cải thiện đi một chút, từ Đức Bình đến Ma Xuyên mà đi mấy tiếng. Quách Phác Dương thản nhiên hỏi. Thủ phủ Đức Bình đến huyện Quy Nguyên khoảng 2 giờ đi xe, nhưng từ huyện Quy Nguyên bắt đầu men theo đường núi lên, vòng qua đường núi xuống đến Ma Xuyên chúng ta lại mất đến khoảng 4 tiếng. Hơn nữa, con đường đó, chắc hẳn ngài đã thấy qua rồi, hẹp như ruột dê. Mỗi năm, người Ma Xuyên đều cần phải tế sống cho con đường đó mười mấy tính mạng. Cái này, cũng là thúc ép tôi dưới tình hình kinh tế toàn huyện quẫn bách như thế này phải đả thông quốc lộ thiên tường trước. Tính mạng, so với cái gì cũng đều đáng giá hơn cả, dù sao thì tính mạng chỉ có một lần, không có cách nào tái sinh lại. Tuy rằng khu vực này đã làm cho tôi trong hai năm này mất đi chỉ tiêu về kinh tế trong toàn tỉnh, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng, so với tính mạng, thì còn phải lần chi lần nữa. Diệp Phàm cẩn thận trả lời. Tính mạng của con người là quan trọng nhất. Con đường này, không sửa là không được rồi. Tuy nhiên, đồng chí Tiểu Diệp, cậu đừng có hy vọng vào tôi sẽ cho cậu ưu đãi gì, cần tiền, tự bản thân nghĩ cách đi. Quách Phác Dương mỉm cười đáp. Bá phụ, cái mà bá cho cháu nhiều rồi, cháu không dám cầu cái gì khác hơn nữa. Cháu nghĩ, tuyến đó của Tống tướng quân nếu như có thể chạy xuống, ắt hẳn có thể sửa được con đường đó. Diệp Phàm lộ vẻ mặt có chút hơi cảm động. Trước mắt, rất nhiều cán bộ. Vừa nhìn thấy tôi thì liền kể khổ cần tiền cần giúp đỡ cần chính sách, kỳ thật, rất nhiều việc, vốn có đường để đi, chính là những cán bộ gió đợi, nhờ, cần, lấy thành quen rồi. Không động não để nghĩ, dùng mắt để phát hiện, dùng chân để mà chạy, đi điều tra. Thì thực, con đường, ngay dưới chân. Quách Phác Dương đập nhẹ nhẹ xuống bàn. Cháu nhớ kỹ rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, liếc nhìn Chu Phác Dương, thấy sắc mặt ông cũng dịu đi rất nhiều. Chỉ chép miệng vài cái, chẳng nói lời nào. Hành động của chủ tịch huyện Diệp Quách Phác Dương đương nhiên thu hết vào tầm mắt, nhíu nhíu mày, khẽ nói. Có chuyện nói đi tôi không phải là loại hôn quan phách lối, lẽ nào không để cho các cậu nói chuyện sao? Đảng chúng ta, từ trước đến giờ đều nói về dân chủ, đoàn kết. Không độc đoán. Con đường bên này tôi không dám cầu xin cái gì, chỉ là, vừa rồi chàng ngài uống cảm thấy có được không? Lời của Diệp Phàm làm cho Quách Phác Dương chẳng hiểu ra làm sao, thầm nghĩ tên nhóc này sao lại bẻ qua chuyện trà làm gì chứ? Lẽ nào loại trà này chính là võ gì đại hồng bào gì đó? Lập tức dụng tâm thưởng thức một chút, cảm thấy quả thực có chút không giống mùi vị trà bình thường, chợt hỏi. Trà này sản xuất ngay trên đất của các cậu à? Vâng ngài xem cái này. Tên nhóc Diệp Phàm này tự nhiên tùy vào gậy tre mà lên. Đem hồ sơ trà thanh vụ mà nông âm vận muốn làm trình lên. Sau khi Quách Phác Dương tiếp nhận lẳng lặng lật xem, thật lâu sau, gật đầu nói. Ý tưởng này của cậu rất tốt, phát triển nông nghiệp đặc sắc, trà được xem như một hạng mục trong đó rồi. Nếu trà thanh vụ đã có đặc điểm như vậy, thế thì các cậu phải gia tăng độ mạnh của chính sách phù trợ, làm cho nhiều người đến thưởng thức hơn. Nếu thật có thể thành công, đây lại có thể là cách giúp tăng nguồn thu nhập cho nông dân. Bởi vì các cậu có điều kiện này. Tôi sớm đã chuẩn bị rồi, ngay tại một giờ trước, ông Thượng Thiên Đồ chủ tịch của tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu đã cùng với chủ tịch xã chức nữ đạt được hiệp nghị bước đầu, xây dựng một công ty trà thanh vụ tại chức nữ. Giai đoạn trước đầu từ đạt đến 5 triệu tệ, mà huyện chúng ta cũng thành lập một ủy ban phát triển trà thanh vụ. Chủ tịch Thượng cũng đã nói rồi, nếu như hạng mục ủng hộ nông nghiệp của Sở Nông nghiệp tỉnh có thể lấy được nắm lấy được, ông ta sẽ lập tức thêm vào khoản tiền 5 triệu tệ cùng với huyện chúng ta, xây dựng ra một tập đoàn trà thanh vụ. Muốn làm thì phải làm lớn một chút, làm lớn mạnh đặc sắc nông nghiệp quê hương, làm ra thương hiệu,
có lẽ Ma Xuyên chúng ta cũng có thể cho ra đời loại trà Tây Hồ Long Tỉnh thứ hai. Giọng điệu của Diệp Phàm rất bình tĩnh, nói. Cậu còn có lời chưa nói hết đó. Quách Phác Dương nháy mắt nhìn Diệp Phàm một cái, sớm đã đoán trúng được tâm tư của tên nhóc này, không khỏi bật cười. Tôi không dám nói, nếu nói ra ngài lại phê bình tôi là đợi, nhờ, cần rồi. Diệp Phàm nói giọng nhỏ nhẹ. Đợi, nhờ, cần những tư tưởng này quả thực không tốt, mọi việc đều có hai mặt của nó, đều không phải là y hệt như cũ không thay đổi được. Phép biện chứng không phải đã từng nói qua, sự vật đều là tương đối cả, không phải là tính tại hình thành bất biến. Tuy nhiên, Quách Phác Dương sau khi nói đến đó thì đột nhiên ngừng lại, gấp đến nỗi Diệp Phàm như có chút ngồi không yên vậy. Tên nhóc này đảo mắt mấy vòng, lại liếc nhìn về phương án trà thanh vụ đặt phía trước mặt Quách Phác Dương, trong lòng lập tức có chủ ý, cười nói. Bí thư Quách, ngài hiếm khi đến Ma Xuyên một chuyến. Nếu như đã thưởng thức qua trà thanh vụ của Ma Xuyên chúng tôi rồi, nhất định đã có chút cảm nhận gì rồi phải không? Có thể mời ngài trên phương án đối với trà thanh vụ đưa ra vài ý kiến, bình luận một chút, Ủy ban huyện ủy Ma Xuyên chúng tôi cũng sẽ dựa vào chỉ tiêu ngài đưa ra làm tốt công tác liên quan đến trà thanh vụ. Điều tra cái cải tiến thì cải tiến, cần mở rộng thì mở rộng, cần giúp đỡ thì giúp đỡ. Ha ha ha, được. Quách Phác Dương cứ thầm mắng tên tiểu quỷ xảo quyệt này. Chợt, rút bút máy ra, trên phương án cặn bã viết một mạch. Sau khi Diệp Phàm cầm lấy lướt nhìn, lập tức. 10 giờ tối. Trong phòng hội nghị huyện ủy Ma Xuyên, một bầu không khí nghiêm túc làm cho các ủy viên như vì bất lý, Phương Hồng Quốc như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than vậy. Đột nhiên có cảm giác như chiếc ghế chuyên dụng của các ủy viên đại diện cho quyền lực hôm nay giống như mọc lông vậy, làm cho phía dưới mông của người ta đau lâm dâm. Mấy vị ủy viên thường vụ ngấm ngầm liếc nhìn cái ghế trống của Mã Vân Tiền, biết tên nhóc này coi như xong đời rồi, còn muốn xoay người, trừ khi Tôn Hầu Tử có thể đem Phật Như Lai xử lý xong còn được. Đáng đời chọc ghẹo gái, trong chốc lát lại chết dưới tay phụ nữ. Mẹ nó con rùa nhà anh muốn chọc ghẹo gái cũng không dẫn lão tử theo, như thế này phỏng chừng cũng suýt soát lắm rồi, ngay cả ông đây cũng đều làm đệm lót cho Mã Vân Tiền anh. Giờ phút này... Chu Phú Đức nằm trên giường bệnh một hơi đem bình dịch đang truyền đập nát tương, trong lòng như là một mảnh cho tàn. Chương 874, quyền bí thư huyện ủy. Nghĩ đến sự tức giận cửa bí thư tỉnh ủy, cho dù là hoàng đế đất Chu Phú Đức cũng bật ra một cảm giác mềm nhũn không sức lực. Bởi vì mấy phút trước, chủ tịch địa khu Vương Triều Trung gọi điện thoại thẳng tới cho Chu Phú Đức, đổ ập xuống đầu xuống mặt là một trận chửi mắng xối xả. Những lời mắng chửi lại cũng không khác so với như những lời Chu Phú Đức vừa rồi mắng Mã Vân Tiền. Ý là Mã Vân Tiền là do Chu Phú Đức nhất quyết đề cử lên trên, lúc trước mình cũng đã dốc nhiều sức cho hội nghị thường vụ của khu vực, trong chốc lát ngay cả mình cũng trở thành đồ chứng thối xui xẻo. Chu Phú Đức biết mình không xong rồi, có muốn trở lại Ma Xuyên thì cũng không được rồi, có thể đảm nhiệm cấp bậc cấp phòng thì coi như là ông trời phá lệ khai ân cho rồi. Phỏng chừng Quách Tân Bình nhà họ Quách của Hồng Sa Châu ắt phải vui đến chết đi được rồi. Bí thư Quách tỉnh ủy họ Quách, Quách Tân Bình cũng họ Quách, không phải là người cùng nhà đấy chứ. Chu Phú Đức không ngờ lại loạn đầu đi đến bước đường này, nói ra cũng thức cười. Hôm nay, các anh bảo tôi là cải trang vi hành cũng được. Kỳ thực, cũng không thể nói như thế được, tôi được người ta nhờ vả, đặc biệt đến Lang Kiều Bối Diệp Cốc xem. Nơi đó... đã nhuốm đầy máu tươi của hơn 200 vị tiền nhân liệt sĩ. Ma Xuyên, trước khi giải phóng là nơi bọn thổ phỉ tung hoành, các vị tiền nhân liệt sĩ đã dùng máu tươi và sinh mạng của mình để tiêu diệt bọn thổ phỉ, nghênh đón Tân Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ma Xuyên, trải qua sự phát triển mười mấy năm, nhưng, hôm nay, làm người ta vô cùng thất vọng, thậm chí, có thể nói là phẫn nộ. Nói đến đây, thịch một tiếng. Quách Phác Dương cầm chén trà nện thình thịch trên bàn hội nghị. Trong phòng toàn bộ các vị ủy viên, cùng với ba người Trang Thế Thành, Vương Triều Trung, Hạ Hải Vĩ Tim bọn họ, đương nhiên là dập nhảy thình thịch. Dùng từ sợ mất vía để hình dung thì cũng không là quá. Ma Xuyên, vẫn là một hang ổ của bọn thổ phỉ sao? Ma Xuyên, có còn là thiên hạ của đảng nữa hay không? Ma Xuyên, rốt cuộc có còn nằm dưới sự chấp chính của chính quyền nữa hay không? Ba từ, có còn, được hỏi dồn dập ra, mặt ba người Trang Thế Thành và Vương Triều Trung và Hạ Hải Vĩ đều như nhanh chóng hướng xuống phía trước lồng ngực, còn các vị ủy viên huyện ủy thì sớm đã chúi thẳng xuống trước ngực rồi. Ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Quách Phác Dương hét lên một tiếng, tất cả đều ngẩng đầu lên. Bí thư Quách, là tôi không làm tốt công việc của mình, ngài phê bình tôi, xử phạt tôi đi. Trương Thế Thành biểu thị thái độ đầu tiên. Bí thư Quách, Mã Vân Tiền là một người bại hoại, lúc trước tôi đã nhầm tin lời của Chu Phú Đức, xin bí thư hãy xử phạt nghiêm túc. Vẻ mặt của Vương Triều Trung lo lắng nói, biết có trốn cũng không trốn đi đâu được, nếu như đợi cho Trang Thế Thành lấy việc này ra nói, thì chi bằng sớm tự nhận tội trước. Hừ, đủ độc ác, ngay cả mình cũng ra tay. Trong lòng Trang Thế Thành ngầm mắng chửi. Bí thư Quách, tôi là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật địa khu, quản cơ cấu công kiểm pháp, việc của Mã Vân Tiền tôi phụ trách không thể trốn tránh trách nhiệm. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt nghiêm túc, nói. Bí thư Quách, tôi là chủ tịch huyện Ma Xuyên. Những lời tự trách đó của Diệp Phàm còn chưa có thoát ra khỏi miệng, lại bị Quách Phác Dương phất tay ngắt dừng lại rồi, nói. Ma Xuyên tuy rằng xuất hiện một tên Mã Vân Tiền, nhưng biểu hiện của chủ tịch Diệp hôm nay rất đáng được tán dương. Nghe nói bố của Mã Vân Tiền còn là ông chủ của bố Chu Phú Đức. Sau này, tôi không hy vọng lại nhìn thấy huyện Ma Xuyên lại tràn ngập không khí thổ phỉ thế này. Lời của Quách Phác Dương có ẩn ý sâu xa. Cái này, hai tên cáo giả Trang Thế Thành và Vương Triều Trung đương nhiên là hiểu rồi, hai tên đối đầu liếc mắt nhìn nhau. Hơn nữa, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là Quách Phác Dương hình như đối với Diệp Phàm không có chút ác ý nào, trong lời nói đó hình như có mùi vị tán thưởng. Trang Thế Thành mở miệng rồi, nói. Bí thư Quách, việc của Mã Vân Tiền chúng tôi sẽ lập tức bắt tay vào điều tra, xin mời đồng chí Hạ Hải Vĩ đích thân dẫn đầu, điều tra triệt để việc này, bất kể liên quan đến người nào, thì cũng phải điều tra rõ ngọn ngành. Đồng chí Chu Phú Đức bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, đã không còn thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ bí thư huyện ủy huyện Ma Xuyên. Mã Vân Tiền có thể làm càn làm bậy, chẳng phải lo nghĩ như thế, sự dung túng bao che của bí thư huyện ủy Chu Phú Đức cũng có tác dụng như lửa cháy thêm dầu vậy. Vừa rồi, đồng chí Ngô Đồng ở phòng công an huyện, đồng chí Phương Viên bí thư ủy ban kỷ luật đều đã nhận được nhiều tài liệu về vấn đề phản ánh Mã Vân Tiền. Vấn đề của Mã Vân Tiền tương đối nghiêm trọng, từ những tài liệu mà trưởng phòng Ngô nắm giữ được cho thấy, ít nhất có 3 vụ án có chứng cứ rành rành. Trưởng phòng Ngô cũng là người vừa điều tra rõ gần đây, đã báo cáo với Chủ tịch Diệp, Chủ tịch Diệp cũng đang chuẩn bị bắt tay vào xử lý, ai biết Mã Vân Tiền không ngờ tính nết có chết cũng không cải, làm bại hoại nghiêm trọng thanh danh của một đảng viên. Hơn nữa, từ những tình huống mà đồng chí Phương Viên nắm bắt được, Mã Vân Tiền còn dính đến nhiều việc như việc tham ô công khoản, loạn chiếm đất đai. Lời nói của Trang Thế Thành từng lời từng chữ thốt ra, làm cho trong lòng của Vương Triều Trung cũng chưa có bình tĩnh được trở lại. Bí thư Quách, việc của Mã Vân Tiền, tôi có trách nhiệm rất lớn. Cái loại con sâu làm dầu nồi canh này, tôi yêu cầu đồng chí Hạ Hải Vĩ hãy xét xử nghiêm túc, nghiêm trị không tha. Đồng chí Chu Phú Đức cũng chịu trách nhiệm lãnh đạo không thể chối từ. Lúc trước Mã Vân Tiền cũng chính là do ông ta trực tiếp đề cử, là một đồng chí lão thành, lúc đó tôi cũng bị anh ta che mở hai mắt. Tin tưởng vào nguyên tắc tính đảng của đồng chí lão thành. Còn có một nguyên nhân nữa chính là, đồng chí Chu Phú Đức bị bệnh nằm trên giường đã một thời gian rồi. Ma Xuyên, không thể như rắn mất đầu. Hiện tại tuy rằng đã đến cuối năm rồi, trong phút chốc muốn lựa chọn ra một vị bí thư huyện ủy thích hợp để tiếp nhận vị trí của ông ấy, e là có chút khó khăn. Dù sao thì một bí thư huyện ủy, chỉ vì đến mười mấy vạn dân chúng, đặc biệt là vùng kinh tế Ma Xuyên lạc hậu, dân sinh phức tạp, khu vực đương nhiên phải thận trọng suy xét. Vì vậy, tôi đề nghị trước hết do đồng chí Diệp Phàm thay thế chức vị bí thư này, bí thư Trang, anh thấy thế nào? Vương Triều Trung tên này đủ độc ác, lập tức đem tên Chu Phú Đức đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả trách nhiệm đều đổ hết lên đầu ông ta, hơn nữa, tên này sau khi nhìn thấy thái độ của Quách Phác Dương đối với Diệp Phàm, vội chuyển hướng gió theo chiều nào xuôi chiều ấy, lập tức tỏ thái độ, chuyển hướng ủng hộ cho Diệp Phàm. Đương nhiên, tên này cũng để lại chỗ trống. Chỉ kiến nghị Diệp Phàm tạm thời thay thế, sau này còn phải lựa chọn người thích hợp. Đây là việc của địa ủy Đức Bình các anh, tôi không xen vào rồi. Quách Phác Dương thản nhiên gật gật đầu. Đồng chí Diệp Phàm tuy rằng thời gian đến Ma Xuyên không dài, nhưng thành tích làm được thì lại rõ như ban ngày. Sáng hôm nay, nghe nói đồng chí Diệp Phàm vì để gạt bỏ được sự cách trở thiên tường hoàn toàn, quyên tặng khoản tiền đến hơn 20 triệu đồng. Về điểm này, cho dù tôi có là bí thư của địa khu Đức Bình, đều có chút xấu hổ muôn lần,
đồng chí Diệp Phàm đến địa khu để hỏi tôi khoản tiền cần sửa đường, tôi chỉ cấp cho đồng chí ấy 300.000 thuốc nổ. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đồng chí Diệp Phàm đợi không nương cậy không ầm ĩ không nhờ, làm ra được 3 cái căn cứ nền tảng, 3 căn cứ nền tảng là tre trúc, trà, cây đào, cộng thêm một công trình ngả mũ nữa. Sự nhiệt tình của đồng chí ấy rất lớn, địa ủy chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ đồng chí ấy làm tốt công việc này. Đồng chí Diệp Phàm tuy rằng còn trẻ tuổi, nhưng, tôi nghĩ, tuổi tác không phải là vấn đề. Đồng chí ấy 20 tuổi thì đã ngồi lên chức chủ tịch huyện, tôi cảm thấy, quyết định lúc trước của tôi, quyết định của địa ủy Đức Bình là vô cùng hợp lý. Đồng chí Diệp Phàm, anh ấy không làm chúng tôi thất vọng. Hy vọng đồng chí Diệp Phàm sau khi tạm thay quyền bí thư có thể dẫn dắt nhân dân Ma Xuyên bước đi lên trên con đường làm giàu. Trang Thế Thành đem thành tích của mình ẩn dưới thành tích của Diệp Phàm, làm cho Vương Triều Trung thật muốn chửi mẹ nó. Tôi tán thành quyết định của bí thư Trang và chủ tịch địa khu Vương. Đồng chí Diệp Phàm, đích thực là một người có tinh thần mở rộng cầu tiến, dám nghĩ dám làm, có sự sáng tạo độc đáo, dám làm, nguyên tắc đảng tương đối mạnh, là một đồng chí tốt vì dân. Như tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu, còn có tập đoàn truyền thông Giang Nam cách Ma Xuyên xa hàng tăm dặm đặc biệt đến quyên tặng. Cái này, nói thực, tất cả đều là nhìn mặt của đồng chí Diệp Phàm. Lẽ nào Ma Xuyên có ổ vàng mỏ bạc nào đợi họ đến đào sao? Nếu có, cũng sớm bị người khác đào rồi. Thời đại ngày nay, tuy rằng không phải là thời đại chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đề xướng sự đoàn kết hợp tác, nhưng trên mình đồng chí Diệp Phàm, đích thực thể hiện ra được thành tựu kiệt xuất của chủ nghĩa cá nhân này. Đối với việc sau khi đồng chí Diệp Phàm thay thế bí thư có thể dẫn dắt nhân dân Ma Xuyên đi lên làm giàu hay không, nói thực, tôi tin tưởng vô cùng, tôi tin tưởng đồng chí ấy sẽ làm được. Tôi tin tưởng vào cách nhìn của Bí Thư Trang và Chủ tịch địa khu Vương. Từ khi đồng chí Diệp Phàm vừa đến địa khu, thì từ phòng công an huyện tìm ra được 5 chiếc xe cảnh sát chở ề, đồng chí ấy quả thực có thể đem lợi của người dân Ma Xuyên đặt lên hàng đầu. Tình hình Ma Xuyên quá phức tạp, Mã Vân Tiền sụp xuống, tuy nhiên, tôi tin rằng, bản chất toàn thể các đồng chí của phòng công an huyện Ma Xuyên không xấu, bọn họ là những người giỏi giang. Bọn họ đi xe kéo để phá án đều có thể làm được đặc sắc như thế, tôi tin rằng, đợi tất cả họ khi lái xe cảnh sát, với thủy thổ này, sẽ có thể tiêu diệt hoàn toàn mùi thổ phỉ, trả lại cho lão bách tính một bầu trời trong sáng. Còn một điểm nữa, ở đây, chọn lựa chi không bằng cứ chấp nhận, xét thấy tình hình đặc thù của huyện Ma Xuyên, hệ thống chính trị pháp luật của huyện không thể một ngày không có. Vừa hay hai vị lãnh đạo của chuyên khu đều ở đây, vì vậy, xin lãnh đạo suy xét lại tình hình thực tế của huyện Ma Xuyên, cùng với nếp sống lịch sử ở đây lưu lại. Hạ Hải Vĩ thêm phần tán dương Diệp Phàm lần nữa. Trong đó, lại không rõ ràng lật lại chuyện Cục trưởng Công an địa khu Lâm Thiên không phục sự bố trí của tổ chức. Cuối cùng, lại dứt khoát trước mặt Quách Phác Dương chiếu Vương Triều Trung một quân, tung ra người lựa chọn cho chức chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Ma Xuyên. Tình hình đặc thù của Ma Xuyên. Nhận chức chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật rất trọng yếu. Giống như Mã Vân Tiền, chính là một bài học sâu sắc. Trang Thế Thành đương nhiên thuận buồn xuôi theo chiều gió rồi, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Chủ tịch Diệp, đối với tình hình của huyện Ma Xuyên anh tương đối quen thuộc, anh nói thử xem, dưới tình hình trước mắt, ai thích hợp nhất để làm chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật. Đồ chó, lão cẩu Trang ra tay rồi, tên sói độc Hạ Hải Vĩ lại đến góp vui. Một mình lão tử, dưới cái nhìn nghiêm khắc của Quách Phác Dương thì khó mà chống đỡ một mình rồi. Trong lòng Vương Triều Trung suýt chút nữa chửi thề rồi, biết bị người khác ngấm ngầm mưu tính rồi. Hôm nay phỏng chừng không những đánh mất đi chức bí thư huyện ủy Ma Xuyên, e rằng ngay cả vị trí chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật cũng bị Trang Thế Thành cướp mất đi. Hơn nữa, Trang Thế Thành mượn uy doanh của Quách Phác Dương, thế thì một chút sức lực cũng không tốn. Đều là làm cho tên lẳng lơ Mã Vân Tiền này chịu khổ thôi, Ma Xuyên này, sau này chắc là thiên hạ của Trang Thế Thành rồi. Cái này, tôi tin tưởng bí thư Quách vừa rồi cũng đã nhìn thấy biểu hiện của Ngô Đồng Cục Công an huyện Ma Xuyên chúng ta rồi. Diệp Phàm tương đối quỷ dị, không ngờ lại đánh lạc hướng về phía bí thư Quách tỉnh ủy. Tên nhóc này, lá gan lớn lắm, không ngờ lại lôi kéo mình vào cuộc chơi này. Quách Phác Dương cảm thấy tức cười, gật gật đầu, nói. Một chữ, giống như một cây búa nện ra âm thanh, Vương Triều Trung tức giận đến mức chỉ muốn nuốt sống đồng chí Tiểu Diệp, nhưng lại đành chịu bó tay. Chương 875, Lão Hạ nắm giữ ấn soái.
biết rõ chủ tịch huyện Diệp đang mượn cáo oai hùng, nhưng chỉ đành trừng mắt nhìn chấp nhận, buồn bực đến mức muốn chui đầu vào tường chính là tâm trạng lúc này của Vương Triều Trung. Thoải mái đến mức muốn uống rượi gạo trắng chính là tâm tình của Trang Thế Thành rồi. Việc này vốn dĩ nó là một việc xấu, không ngờ, trong chớp mắt lại thành việc tốt rồi. Vì vậy, tái ông mất ngựa, chưa hẳn không phải là cái phúc. Đồng chí Hạ Hải Vĩ, anh lập tức từ Cục Công an Địa khu và Viện Kiểm soát Địa khu điều động mấy nhân viên làm việc tháo vát, lập thành tổ công tác, tiến hành điều tra triệt để vụ án Mã Vân Tiền. Đồng chí Diệp Phàm, giao phó xuống dưới, phối hợp với Phòng Công an huyện, Viện Kiểm soát, toàn bộ Ủy ban Kỷ luật huyện. Tổ chức nào dám ngáng chân, tổ chức nào dám không phối hợp, lập tức cách chức điều tra. Bất kể liên quan đến người nào, cũng phải tra xét rõ ràng. Giọng điệu đó của Trang Thế Thành vừa thốt ra, trong đó cũng có một chút uy thế. Vương Triều Trung dứt khoát trong lòng luyện công đóng kín lỗ tai, đây gọi là mắt không thấy tai không nghe thì lòng đỡ phiền muộn. Về phần vẻ mặt dịu dàng của Vi Bất Lý thì sắc mặt kia càng thêm mềm mại, có xu hướng phát triển thành đàn bà con gái. Còn đồng chí Thiết Đông rắn giỏi khỏe mạnh thì một tiếng cũng không cất lên. Ở đây, anh ta chỉ có sự buồn rầu khó chịu thôi. Phó Chủ tịch Thường vụ huyện Phương Hồng Quốc, giờ phút này thì lại càng kinh ngạc vô cùng, không thể tưởng tượng được Bí thư Tỉnh ủy Quách lại có ấn tượng tốt đẹp như thế về Diệp Phàm. Những người khác đều chịu sự phê bình thậm chí còn bị trách phạt, chỉ có Diệp Phàm, hình như còn được biểu dương. Cái này, là cái gì, thật quỷ dị quá. Buổi tối, nhất định là một đêm không yên tĩnh của Ma Xuyên. Đêm khuya rạng sáng một chút. Mã Lạc Thiết tộc trưởng Mã Gia, Mã Diễm Xuân tổng giám đốc tập đoàn mỏ Silicon Mã Hồ Tử, Mã Tiêu Tam Hổ Mã Gia, Mã Phi, Mã Bình và tất cả người có mặt mũi nhà Mã Gia đều ngồi tập trung trong đại sảnh nhà Mã Gia. Kỳ thực, bọn họ tuy nói cũng họ Mã, đương nhiên, không phải là một thế hệ của Mã Hồ Tử. Chỉ có thể nói là có mối quan hệ với Mã Hồ Tử. Ví như Mã Lạc Thiết hiện đang đảm nhiệm tộc trưởng Mã Gia, kỳ thực có quan hệ anh em họ với Mã Hồ Tử. Thế hệ thân nhất của Mã Hồ Tử lúc trước sau khi Mã Hồ Tử bị giết chết, dưới sự giận dữ của quân giải phóng, chết thì đã chết hết, trốn đi thì cũng đã trốn, phỏng chừng chỉ còn sót lại vài người vẫn ở thị trấn Mã Hồ Tử. Những người còn sót lại đây cũng là những người có thân phận thấp bé, quả thực là những người dân tốt chưa từng làm qua những việc xấu xa. Chú, làm sao đây? Chú Vân Tiền nhất định không trở về rồi. Nghe nói chú Đức Phú cũng bị mắc kẹt rồi. Mã Tiêu có chút nhụt chí, làm mọi cách nhưng cũng không vực lên sức sống. Làm sao bây giờ, Sử Lạnh, một tên súc vật sớm đã khiến hắn vào ngục rồi. Mã Lạc Thiết tức đến mức hộc máu, đối với hành vi ác độc của Mã Vân Tiền, Mã Lạc Thiết là tộc trưởng của Mã Gia, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ Mã Vân Tiền thật sự xảy ra chuyện, là người trong tộc, sao không đau lòng cho được. Dù sao thì có một Mã Vân Tiền chống đỡ, thì Mã Gia ở trong huyện cũng được dễ chịu một chút. Bây giờ không chỉ Mã Vân Tiền phải vào đại lao, ngay cả Chu Phú Đức hình như cũng không về được rồi. Mã Gia trong chốc khắc mất đi hai chỗ dựa vững chắc, không thể không ưu sầu cho được. Những cái khác thì không có gì, tôi chỉ là lo lắng, ôi. Bình thường Tổng Giám Đốc Mã Diễm Xuân xinh đẹp diễm lệ, bây giờ cũng lộ ra một tia lo lắng bồn chồn rồi. Mỏ Silicon nhà chúng ta. Nét mặt Mã Tiêu bỗng tối sầm lại, ngay cả cổ họng cũng có chút gì đó như phát run lên. Khi vừa nghe Mã Tiêu thốt ra hai chữ, mỏ Silicon, toàn bộ người nhà Mã Gia đều lặng im. Lúc trước có Mã Vân Tiền và Chu Phú Đức chống đỡ. Mỏ Silicon Mã Gia ai cũng không dám nhúng tay vào làm bậy. Không những chẳng đóng một phân tiền thuế nào, ngay cả đối với những việc bồi thường đất đai của nông dân, cũng không phải trả. Lúc đó, không có người dân nào dám nhảy ra bảo tập đoàn mỏ Silicon Mã Gia bồi thường, phỏng chừng chỉ ngày thứ hai không gãy chân thì cũng què cẳng. Thật đúng là hết thuốc chữa, sông có lúc người có khúc. Bây giờ Mã Gia thất thế rồi, tường đổ nhiều người đẩy theo cái lý này thì ai cũng hiểu. Nghe nói vụ án của Mã Vân Tiền là do đích thân chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật xét xử, hơn nữa, quan trọng nhất là Bí thư Trang đang nhìn chăm chăm vào, Bí thư Tỉnh ủy Quách phỏng chừng vẫn nhớ đến. Mã Gia huyện Ma Xuyên tuy rằng thế lực lớn, nhưng thật phải ngang nhiên đối kháng với chính quyền, thì họ có tính khí thổ tặc nhưng cũng cần có gan dạ thổ tặc và khả năng mới được. Lúc trước Mã Hồ Tử đang lúc cực thịnh, đưa tay ra thì có liền 700-800 cây súng gậy gộc. Cuối cùng vẫn bị người dân giải phóng quân anh dũng tiêu diệt. Chỉ dựa vào mấy cây súng săn,
mấy cây cuốc của Mã Gia bây giờ, mà đối kháng với cảnh sát công an được trang bị vũ khí hiện đại bây giờ. Cái đó, việc ngu xuẩn đó giống như việc đi lấy trứng chọi đá đó, đương nhiên Mã Gia sẽ không đi làm. Nhiều nhất thì cũng lập vài âm mưu, ra tay ngăn chặn, làm cuộc meeting quần chúng thì còn được, tuy nhiên, cái này, hình như có chút không làm được việc. Bởi vì, vô cớ xuất binh. Không những Ma Xuyên mà sản nghiệp mỏ của nhà họ Mã, mỏ đồng ở thị trấn Sơn Đông không phải là Thiết Gia ở thị trấn Dương Giác nắm giữ, thu nhập của họ gấp mấy lần chúng ta, thật sự phải bắt giữ bọn họ, thì giống như cá chết lưới rách, hừ. Trong con mắt xinh đẹp của Mã Diễm Xuân, đột nhiên hiện lên sự cay độc khác thường có thể cắn người. Cùng lúc này, người nhà Mã Gia cũng đang nồi trong đại sảnh Mã Gia, Thiết Đông, là người cầm lái trẻ nhất của nhà Thiết Gia, cũng với vẻ mặt lo lắng không thôi. Diệp Phàm tuy nói rằng chỉ là bí thư thay mặt, nhưng chính vì xuất hiện thêm từ thay, thì quyền lực lớn hơn gấp mấy lần. Hôm qua, muốn mở cuộc họp huyện ủy đảng ủy, đều là lấy danh nghĩa của Chu Phú Đức để mở. Hơn nữa, không thể thảo luận về nhân sự, các vị thường vụ đương nhiên là đều nhìn mặt Chu Phú Đức mà hành sự. Ngày mai họp, Diệp Phàm thêm một chữ thay, người ta là bí thư huyện ủy thay thế Ngôn Chánh Danh Thuật, hơn nữa còn thay thế chủ tịch huyện. Hai chữ thay, trùng lặp nhau, quyền lực ở Ma Xuyên, thì đương nhiên là càng lên đến đỉnh rồi. Bắt đầu từ ngày mai, muốn mở cuộc họp huyện ủy, người ta có thể danh chính ngôn thuận triệu tập mở rồi, không cần mỗi lần mở cuộc họp đều nói, thông qua những lời nói đồng ý vô nghĩa gì đó của Bí Thư Chu. Hơn nữa, dựa vào tình hình của ngày hôm nay mà xem, Ngô Đồng rõ ràng trở thành tay sai đắc lực vững chắc cho Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm tiến cử ông ta thay thế vị trí của Mã Vân Tiền. Ông ta không cảm kích ơn đức đó thì cũng trở thành loại xúc sinh rồi. Trên cuộc họp thường vụ thời gian trước, Diệp Phàm dưới con mắt của Chu Phú Đức đã nhắc đến chuyện căn cứ mỏ đồng, cho thấy người ta đã sớm nhắm đúng vào cái chậu châu báu mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn rồi. Trước mắt nguồn vốn sửa đường lại thiếu một nguồn tương đối lớn, bất luận một người nào khi lên nắm chức, nhất định đều phải kiếm tiền rồi. Thiết Đông, chúng ta có phải nên sớm chuẩn bị đi hay không? Anh họ của Thiết Đông cũng chính là người tàn nhẫn vừa lóe lên đã biến mất đi trong mắt Thiết Tâm Hải, vị tổng giám đốc tập đoàn mỏ đồng thị trấn Sơn Đông. Anh còn chưa chuẩn bị sao? Trên mặt Thiết Đông lộ chút bất mãn, thật muốn một quyền đánh gãy hai cái răng cửa của hắn. Chuẩn bị cái gì? Chúng ta trước đến nay đều như thế này. Lại nói, chúng ta có hợp đồng trong tay, sợ cái quái gì? Thái độ kiêu ngạo của Thiết Tâm Hải lại bộc lộ ra từ nét mặt. Hợp đồng, hợp đồng. Hợp đồng cái con khỉ ấy, ngay cả trời cũng thay đổi, hợp đồng không phải thành một trang giấy phế, hừ. Thiết Đông không có thái độ tốt mắng nói, liếc mắt nhìn Thiết Tâm Hải, biết là người nhà Mã Gia sớm đã hình thành nên cái thói ngông cuồng kiêu ngạo nhất đời, muốn xóa bỏ nhất thôi, e là khó. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mã Gia không phải vẫn còn có một mỏ silicon sao, bọn họ kiếm cũng được không ít, hơn nữa còn hung hơn cả chúng ta. Ngay cả một cắt tiền nộp thuế cũng không nộp qua. Thiết Tâm Hải có chút bất mãn với sự nói toạc móng heo đó của Thiết Đông, thầm nghĩ, ông đây tốt xấu gì cũng là anh họ của cậu, lại không phải là người tùy tùng với cậu. Trước mắt, đã không thể cùng với mỏ silicon nhà Mã Gia ra tay ngáng chân rồi. Trong giai đoạn khó khăn này, chúng ta phải hết thảy đoàn kết mới có thể đoàn kết đồng tâm được, cùng nhau chống đối lại những trở lực bên ngoài mới phải. Gây tổn thương cho nhau. Kết quả là hai bên đều bị thiệt, cho tên họ Diệp cố thử được lợi rồi. Chỉ cần mỏ silicon Mã Gia không sụp đổ, thì mỏ đồng của chúng ta càng không có vấn đề. Bọn họ làm ăn phi pháp, chúng ta ít nhất còn có tờ giấy trong tay. Chắc hẳn tên họ Diệp vừa mới lên nắm quyền, cũng chẳng qua chỉ là một bí thư thay mặt thôi. Ngay cả cái chữ thay của chức chủ tịch đều còn chưa xóa đi, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là có chút kiêng nể. Cuối năm chỉ còn không đến 10 ngày nữa là tới rồi. Cửa ải cuối năm vừa qua, chuyên viên Vương quyết sẽ không để cho tên họ Diệp đó thay thế chức bí thư nữa rồi, hắn nhiều nhất cũng chỉ nhảy nhót được 2-3 tháng là cùng, đợi sau khi bí thư mới nhậm chức đến, thì việc gì cũng đều dễ giải quyết rồi. Thiết Đông lại trầm ngâm xuống. Nếu như tên họ Diệp kia ngôi lên ngôi báu số 1 này thì làm sao? Thiết Tâm Hải có chút chần chừ. Hắn, không thể nào. Thiết Đông lắc lắc đầu, nhìn vẻ mặt hoang mang của anh họ, vội giải thích nói. Thứ nhất tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm quá non yếu, được cân nhắc lên chức chủ tịch huyện đã là khác so với lẽ thường rồi.
Nếu như lại do anh ta ngay cả cái chức chủ tịch huyện cũng ngồi chưa vững không đến 2-3 tháng lại được đề bạt lên làm bí thư huyện ủy, cái đó, quá là nghịch đời rồi. Trong chính thể của nhà nước chúng ta quyết không thể nào được, về điểm này anh đừng có lo lắng gì cả. Chỉ là trong 2-3 tháng này chúng ta phải kiên trì một chút, kiên trì chính là thắng lợi. Bí thư huyện ủy mới đến, bất luận ông ta là ai, ông ta nhất định sẽ tìm gặp chúng ta mà hợp tác. Bằng không, hắn chỉ có thể bị tên họ Diệp kia giành hết quyền lực, ai mà muốn làm một bí thư vô dụng như con rối chứ. Thía Đông lại cười. Phú Đức, ông làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng đi nhé, ôi. Vương Triều Trung thở dài một hơi, vẫn có chút khó vứt bỏ đi. Tôi hiểu rồi, được rồi, cũng tốt, giải thoát thôi. Trước kia người nhà họ Quách cứ làm ồn ào, cũng làm cho anh khó xử, trong chốc lát lại khen ngược, gánh các vụ án Mã Vân Tiền, tùy ý các anh vậy. Cả người Chu Phú Đức tựa vào thành giường bệnh không có một chút sức lực nào. Trong nhất thời giống như là bì da mềm bị rút hết gân cốt, lập tức, một nỗi đau thương tràn vào trong tim, ông ta hiểu, mình hôm nay, đã trở thành một vật bỏ đi đáng thương trong tay của tên chủ tịch địa khu Vương Triều Trung này. Thậm chí, ông ta còn là người chịu tội thay nữa. Đồ chó, lúc trước khi kiếm tiền chọc gái đều luôn nhớ đến ông đây, người ta nói Mã Vân Tiền là một tên háo sắc, tôi thấy tên nhóc anh đây so với Mã Vân Tiền, chỉ có hơn chứ chẳng kém chút nào. Ông đã tìm cho mày 7-8 em gái ma xuyên, phỏng chừng Khâu Mậu Thủy chỗ văn phòng ủy ban cũng đã tìm cho mày không ít đàn bà. Mẹ kiếp nó, rút bỏ súng ống khi muốn dùng khỏi hông xuống thì mò mẫm, ông mày đã cất công tìm cho anh cái động để sờ mó vừa kêu to. Còn nói em gái ma xuyên rất nóng, cái động đó cũng đủ tuyệt diệu rồi, đủ cái đồ đáng ghét nhà mày. Trong lòng Chu Phú Đức thầm mắng, biết là chửi cũng không có tác dụng gì. Việc này lại không rõ ràng, nếu như lột ra ngoài hai người coi như xong đời, không lộ ra ngoài phỏng chừng mình còn có con đường sống. Tuy nhiên Phú Đức, tôi sẽ dốc sức giúp ông sắp xếp một chỗ tốt, ông cứ yên tâm mà dưỡng bệnh là được rồi. Vương Triều Trung gác điện thoại, trên mặt ông ta, nổi đầy những đường xám xịt. Chu Phú Đức, luôn là một quả bom nổ không hẹn giờ, nếu như có chuyên gia gỡ mìn để gỡ bỏ thì tốt quá rồi, ôi. Tên chuyên viên vườn này nghĩ như vậy, bớt chút bực dọc, thầm mắng. Đều là do con mẹ nó gây ra cái sự việc này, ôi. Nếu như Phú Đức có ở đây, tối hôm nay sẽ không cô đơn lạnh lẽo như vậy rồi. Chương 876, Trừng trị thích đáng mày. Chu Phú Đức, tôi, thật không muốn rời xa ông. Tên họ Diệp kia, để cho cậu nở mày nở mặt hôm nay trước, đợi sau khi Quách Phác Dương cút đi, tôi sẽ trừng trị thích đáng cậu. Quyền bí thư, sẽ để cho cậu tạm làm thay trước, muốn nâng đỡ, lão tử đập gãy bàn cũng không để cho Trang Thế Thành thực hiện được. Hừm, tuy nhiên, nên bố trí cho Ma Xuyên một bí thư như thế nào mới được. Ít nhất cần phải có chút gia cảnh, kiên cường, gia thế thực lực hùng mạnh mới được. Để ông ta đến trừng trị cái tên họ Diệp miệng còn hôi sữa kia. Kế Diệu Phương của thị xã La Châu thì không được, một người con gái, ngoài việc làm công việc mài súng cho mình, cái khác, không có bản lĩnh thối gì. Tên Cao Trùng Dương của huyện Song Giang thì dương khí không đủ, e rằng không đấu qua được tên Diệp Phàm này. Tên nhóc này xem như bộ mặt của bí thư tỉnh ủy nên dám đao to búa lớn lột xé ra hổ, tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường đâu. Khu thông đô có cán bộ nào nữa chứ, nếu thật sự không được đành phải gọi Khâu Mậu Thủy đi làm thôi, ông ta đi đối phó với tên nhóc này, tuyệt đối là vừa ra tay đã có thể thu phục được. 3. Diệp Phàm là bạn học với Quách Thu Thiên cháu gái của bí thư Quách tỉnh ủy. Tôn Minh Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, nói. Anh ta nói với con à. Tôn Quốc Đống cũng tương đối kinh ngạc. Không có, lần trước trở về địa khu, không phải gặp được phó trưởng ban Thái, trên bàn cô ta có đặt một tấm ảnh, trong ảnh có một cô gái chính là Quách Thu Thiên. Hơn nữa, lúc đó Diệp Phàm đứng bên cạnh cô ấy, giống như rất là thân thiết nữa. Giơ hai ngón tay trên đầu Quách Thu Thiên như mọc ra hai cái sừng dê vậy. Trước đây con không quen biết Quách Thu Thiên, cũng không để ý lắm, hôm nay nhìn thấy rồi thật sự kinh ngạc vô cùng, việc lần này quá quỷ dị, bí thư Quách đi xuống có phải là đặc biệt tìm chỗ đứng cho Diệp Phàm hay không? Tôn Minh Ngọc đoán như vậy. Tìm chỗ đứng. Tôn Quốc Đống nhắc lặp lại ba chữ này, lâu sau, mới lắc đầu, nói. Hẳn không phải là vậy, là một bí thư tỉnh ủy. Lòng dạ của ông ta sẽ không hẹp hòi như con nghĩ thế đâu.
Ông ấy muốn tìm chỗ đứng cho Diệp Phàm thì hà tất gì phải đích thân đi xuống một nơi nghèo nàn như vậy chứ, chỉ cần một tiếng hắt xì, thì sẽ có tay chân dưới ông ta tự giành nhau đi làm. Văn phòng tỉnh ủy tùy tiện đi xuống một chuyến, xử lý tên Mã Vân Tiền không phải chỉ là việc còn con thôi sao, hà tất gì phải điều động binh mã. Phỏng chừng là vừa hay gặp dịp rồi, tuy nhiên, Quách Thu Thiên đó nếu quả thật là bạn học với Diệp Phàm, thì việc này có chút ý vị sâu xa rồi. Nghe nói bí thư Quách có một người em trai tên là Quách Đại Xuyên, là phó tư lệnh viên hải quân quốc gia nước Cộng Hòa, đường đường là một tướng quân. Quách Thu Thiên chắc không phải là con gái của ông ta chứ, nếu như thật, thì gia cảnh của cô gái này quả thâm sâu khó lường. Tôn Quốc Đống âm thầm thấy may mắn cho quyết định anh minh của mình lúc đó, bảo con trai Tôn Minh Ngọc theo sát bước đi của Diệp Phàm. Nếu như hôm nay mới đi theo, thế thì quá mang tính công lợi rồi. Kỳ thực, Tôn Quốc Đống cũng không phải là đặc biệt anh minh, trưởng ban tàu của ban tổ chức tỉnh ủy lúc ấy đã cho mình dũng khí, âm thầm điểm ra mối quan hệ của trưởng ban Tống và Diệp Phàm. Tôn Quốc Đống của lúc đó vẫn do dự chưa quyết, sau đó Diệp Phàm dẫn họ đi huyện Giang Tân của tỉnh Giang Đô, sau khi hiện rõ ra mối quan hệ của phó chủ tịch thường vụ Tề Chấn Đào và hắn có mối quan hệ mới đủ thúc đẩy Tôn Quốc Đống hạ quyết tâm. Ba nói Quách Thu Thiên đó có phải là bạn gái của Diệp Phàm hay không? Trong lòng Tôn Minh Ngọc kỳ thực cũng tương đối phấn khởi. Bạn gái, cái này khó nói lắm, bất luận là như thế nào, thì ít nhất mối quan hệ cũng tương đối thân mật. Bạn học thành bạn gái, cái này cũng là tự nhiên thôi. Bằng không, một đại tiểu thư như Quách cô nương, làm sao tùy ý đi Ma Xuyên, những nơi cảnh đẹp ở Nam Phúc chúng ta còn nhiều hơn cả ở Ma Xuyên. Ma Xuyên một nơi hẻo lánh nghèo thế, việc này cũng có khả năng lắm. Bất luận như thế nào, kể từ bây giờ, con cứ bám theo bước đi của Diệp Phàm là được rồi, bất luận hắn nói cái gì, con cứ nghe, cứ đi làm cho tốt, có chỗ tốt cho con, ha ha ha. Tôn Quốc Đống đột nhiên cười to thoải mái, rất là dễ chịu. Bí thư Lôi, cái này cũng quá là ức hiếp người rồi nhé. Hắn là một chủ tịch thay thế, cái chữ thay đó còn cần phải qua vài ngày nữa mới mất đi, dựa vào cái gì lập tức lại thay thế bí thư, làm gì có chuyện thái quá như vậy. Bí thư đảng quần chúng vì bất lý, tỏ ra bất mãn, trong điện thoại phun nước bọt về phía phó bí thư địa ủy Lôi Minh Hoài. Ha ha, việc có lý trong thiên hạ thì rất nhiều, nhưng việc vô lý lại càng nhiều hơn. Dưới miệng lãnh đạo, ông ta nói có lý tức là vô lý cũng thành có lý, ông ta nói vô lý tức là có lý cũng thành vô lý. Cái chữ, lý, này, thốt từ miệng ra thì dễ dàng, cái đó, chỉ là một cách nhìn nhận mà thôi. Hơn nữa, chữ, lý, chỉ nằm trong tay những người có tài năng, chỉ có người mạnh mới có thể lập ra quy tắc, đương nhiên chữ, lý, cũng là các người có thế mạnh đặt ra. Phớt lờ đi, ông phải có một trái tim bình thường để đối đãi mới được. Cũng giống như cái tên của ông, không để ý tới. Bí thư thay thế cũng không phải là bí thư chính thức, Diệp Phàm muốn chính thức ngồi lên chức bí thư, đó là điều không thể. Chủ yếu là tuổi đời còn quá nhỏ, nếu như hôm nay hắn 27-28 tuổi. Thế thì chức bí thư này, phỏng chừng dưới sự giận dữ của Quách Phác Dương, Trang Thế Thành đã mượn gió đông thành công, đưa hắn lên đỉnh rồi. Cho dù là hủ tịch địa khu vương, khi đối diện với sự phẫn nộ của bí thư Quách tỉnh ủy, cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay thôi. Thật đáng tiếc, cơ hội nhanh chóng qua đi, cơ hội lần này, có lẽ có thể quyết định cả cuộc đời của Diệp Phàm. Đi lên được trời cao, không lên được, thì cần phải đợi vài năm nữa rồi. Có thể còn gặp được vận may như thế nữa không, rất là khó nói. Vì vậy, tuổi trẻ rất tốt, nhưng có lúc, tuổi trẻ, cũng là một chuyện xấu. Tuổi trẻ, chính là không thành thục, có ý lỗ mãng, có lúc, còn trẻ, lại có nghĩa là bốc đồng, cái gì cũng đều là tương đối, không có gì là tuyệt đối. Lôi Minh Hoài nhìn ra xa, phân tích rất triệt để. Tôi chỉ là có chút lo lắng. Cái chức bí thư thay thế này nói thế nào đi chăng nữa cũng nên đến lượt tôi thay rồi, nguyên tắc tổ chức của đảng chúng ta lẽ nào là lãnh đạo nhìn mà ngó lơ cho được chứ? Vì bất lý vẫn là khó giải trừ lo lắng trong lòng. Nguyên tắc tổ chức, cái này ở trên cũng không nói là bí thư huyện ủy nhất định là do phó bí thư thay thế, người ta là chủ tịch huyện, thay thế cũng là chuyện thường. Huống chi, biểu hiện hôm nay của người ta xuất sắc, hạ tên Mã Vân Tiền xuống, ông không có vận may thế đâu. Tuy nhiên, phớt lờ đi, đừng nản chí, 2-3 tháng sau sẽ thấy hành động, phỏng chừng chủ tịch địa khu vương sẽ giữ kín miệng, đợi cho hồ sơ này sóng yên gió lặng đi một chút,
ông ta nhất định sẽ lật lại sóng gió. Làm một chủ tịch của địa khu, phỏng chừng là thà rằng vị trí bí thư huyện ủy Ma Xuyên này để cho ông lấy đi, cũng không để cho Trang Thế Thành sắp xếp người lấy đi. Vì vậy, trong cuộc họp thường vụ, Vương Triều Trung phải tìm tay giúp đỡ rồi, ha ha. Lôi Minh Hoài nắm rất chắc chắn, lần này Vương Triều nhất định sẽ tìm mình liên minh. Bởi vì, hai người liên minh lại đi qua không chỉ một hồi. Nửa năm trở lại đây, đã ép cho Trang Thế Thành nhân vật số một địa ủy này thở không ra hơi rồi. Trang Thế Thành muốn lách ra ủy ban đảng địa ủy tự mình lén đến gặp bí thư hội ý, nhưng con đường này cũng không thông. Bởi vì mình và chủ tịch địa khu Vương chính là một trong số đó, từ Lôi Minh Hoài, Trang Thế Thành ra chỉ còn sót lại một phó bí thư địa ủy là Tôn Quốc Đống là trưởng ban tổ chức, mà Tôn Quốc Đống người này cũng là tên già đời mưu tính. Căn bản là bày ra một tư thế trung lập, có lúc vì lợi ích còn chần chừ không quyết. Có lúc hận tên Trang Thế Thành ngứa cả răng lên, một mình khó chống đỡ. Nếu như lấy ủy ban đảng ủy địa ủy đi thảo luận, Trang Thế Thành càng sửa đổi thì càng rối tung rối mù lên. Vì vậy, gần đây, trong vấn đề thảo luận nhân sự, Trang Thế Thành đều phải dùng phương thức đổi một giữ một để xử lý. Ví như lần trước, lấy vị trí bí thư huyện ủy huyện Song Giang để đổi lấy vị trí bí thư quận ủy quận Thông Đô, bằng không, Vương Triều Trung đương nhiên là không chịu, mà Lôi Minh Hoài đương nhiên cũng có thu đớt, ngay cả Tôn Quốc Đống cũng được bố trí một vị trí phó chủ tịch thường vụ. Đây gọi là bốn phần thiên hạ, Trang Thế Thành nhất định là tương đối buồn bực. Là một bí thư, khi đến cơ sự này, quả thực là một cảm giác buồn đau. Việc của Ma Xuyên lần này, cũng có lẽ là thời cơ cho ông ta lật lọng. Tuy nhiên, ông Trang muốn lật lọng, thì ông Vương và ông Lôi nhất định bắt tay nhau đè bẹp không thôi. Còn có ông Tôn, phỏng chừng cũng không muốn nhìn thấy Trang Thế Thành toàn diện nắm trong tay ủy ban đảng ủy địa khu. Đến lúc đó, mình là một trưởng ban tổ chức, cho dù là kiêm chức phó bí thư, nhưng cũng có nguy hiểm bị cho ra rìa thậm chí bị bài trừ. Cái thế cục bốn phần thiên hạ này đương nhiên là việc ba người Vương Triều Trung, Lôi Minh Hoài, Tôn Quốc Đống nhìn thấy được. Tuy rằng mỗi lần Trang Thế Thành hạ xuống được một vị trí quan trọng nhất trong quyền nhân sự, nhưng Vương Triều Trung cũng hạ xuống được một vị trí cũng không hề nhẹ, mà Lôi Minh Hoài và Tôn Quốc Đống cũng chia được một chén canh. Hạ Hải Vĩ ngay trong đêm vội vàng trở về địa khu tuyển chọn tinh binh mãnh tướng đi, lần này nắm thượng phương bảo kiếm của bí thư địa ủy Trang Thế Thành, phỏng chừng Lâm Thiên cũng không làm gì được rồi, huống hồ, lần này là giúp bí thư Quách tỉnh ủy giải quyết vấn đề. Bí thư Trang, anh xem, đồng chí Phương Viên biểu hiện vô cùng xuất sắc, có thể để anh ta kiêm nhiệm luôn chức phó bí thư không? Diệp Phàm thận trọng nói. Anh ta vốn dĩ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, nếu như kiêm nhiệm luôn chức phó bí thư thì có chút hơi khó khăn. Trang Thế Thành thản nhiên nói, lướt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tiểu Diệp, tôi biết anh muốn trong thời gian ngắn thì có thể nắm bắt được thế cục của Ma Xuyên. Bây giờ cũng là thời khắc mấu chốt nhất, chủ tịch huyện bí thư gánh vác việc chọn lựa, anh nhất định phải nắm bắt chắc cơ hội. Còn về việc của đồng chí Phương Viên, anh bản cậu ta lần này xét xử vụ án nhà Mã gia nhất định phải mạnh tay mà đi làm, nếu như làm có thành tích tôi cũng dễ sắp xếp cho. Trang Thế Thành đương nhiên hiểu rõ được những suy tính trong đầu Diệp Phàm, Phương Viên làm bí thư ủy ban kỷ luật, tuy rằng là ủy viên thường vụ huyện ủy, nhưng trong những cuộc hội ý bí thư lại không có vị trí anh ta. Nếu như kiêm nhiệm chức phó bí thư huyện ủy, thì có thể trở thành một ủy viên trong cuộc hội ý bí thư. Cần phải biết, cuộc hội ý bí thư luôn luôn có độ thuyết phục lớn hơn so với cuộc họp thường vụ huyện. Rất nhiều việc, chỉ cần trên cuộc hội ý bí thư thông qua rồi, thì trên cuộc họp thường vụ thông qua một lần là được rồi. Số người trong cuộc hội ý bí thư, luôn nhiều hơn 10 người so với cuộc họp thường vụ nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu như đồng chí Phương Viên kiêm nhiệm chức phó bí thư, sau này khi Diệp Phàm muốn xử lý việc gì thì trực tiếp thông qua trong cuộc hội ý bí thư là được rồi. Hiện tại mình lựa chọn chính đảng, làm một cuộc hội ý bí thư chính là mình và vì bất lý bí thư đảng quần chúng, thêm Phương Viên nữa, và thêm một trưởng ban tổ chức Tôn Minh Ngọc, 4 người, tự mình ngấm ngầm tính sự thắng lợi, như thế sẽ hình thành nên cục diện 3 so với 1, sẽ có xu thế lệch về một bên. Cho dù sau này có một bí thư huyện ủy mới đến, mình có được 5 người nằm trong cuộc hội ý bí thư cũng chiếm được số người là 3. Sẽ làm cho bí thư mới đến bị mất đi quyền lực toàn diện, anh ta chỉ có thể đi theo con đường là cuộc họp thường vụ. Con đường này, nếu như mình có thể liên minh với Phương Hồng Quốc, thế thì cũng có thể treo không đi quyền lực của bí thư mới đến. Cho nên, Diệp Phàm luôn mãi suy xét,
không thể không tung Phương Viên ra. Nếu lại tiếp tục che giấu, cơ hội sẽ nhanh chóng đi qua. Dã tâm của Diệp Phàm càng lớn hơn nữa, đương nhiên là lợi dụng cơ hội trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi này, đương nhiên muốn thay đổi làm mới lại đối với cán bộ huyện Ma Xuyên. Giống loại người như Mã Lâm cục trưởng cục tài chính lần trước, trước tiên sẽ loại bỏ đi hàng ngũ trước. Chương 877, tình cảnh thư ký xa. Sáng hôm sau, mấy vị đại lão đều đi cả. Hồng Quân, nghe nói bạn gái cậu còn ở thị trấn Thanh Sơn. Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Sa Hồng Quân tuy làm việc với hắn chưa lâu nhưng y cũng là người không tệ lắm. Y là người hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, có vẻ như cũng là người trung tín. Đối với cấp dưới trung thành như vậy, tự nhiên Diệp Phàm cũng ưu ái cho y nhiều. Vâng, không sao ạ, dù sao cũng quen rồi. Vẻ mặt Sa Hồng Quân có vẻ thản nhiên, y không muốn đem lại phiền phức cho Diệp Phàm, việc này thì đợi đến khi nào y công tác ổn định đã rồi tính sau. Ha ha, bạn gái cậu tên gì? Diệp Phàm rút ra một điếu thuốc, Sa Hồng Quân lập tức bước lên châm lửa cho hắn. Giang Tố Khiết, cô ấy đang dạy học ở Ma Xuyên, thật ra chính là trường trung học ở thị trấn Thanh Sơn. Sa Hồng Quân giật mình, càng có vẻ cung kính, nói. Thật ra Sa Hồng Quân không phải không nghĩ tới chuyện này. Bạn gái Giang Tố Khiết một lòng một dạ theo y, cự tuyệt cả sự ưu ái của công tử của địa ủy, phó chủ tịch địa khu đường Thiên Thạch, sau đó cô bị người ta trù dập rồi tới thị trấn Thanh Sơn. Chính y trước đây chỉ là một nhân viên thư ký tạp vụ ở văn phòng huyện ủy, y biết rõ đó là mưu trước của tên kia nhưng không biết xoay sở thế nào được. Một thời gian trước đây, thời thế chuyển biến. Nhờ có em họ nông viện viện chiếm được sự ưu ái của chủ tịch Diệp mà trong khoảng thời gian ngắn, Sa Hồng Quân đã sớm định thu xếp được cho bạn gái mình. Chỉ có điều trưởng phòng giáo dục huyện Chu Lai bảo lại là chỗ thân thích với Chu Phú Đức nên ỷ vào chỗ dựa là nhân vật số một này, vì thế căn bản là gã không hề nể sợ gì Sa Hồng Quân. Tuy nhiên Sa Hồng Quân không biết rằng trước khác, nay khác. Sao? Diệp Phàm lên tiếng. Hắn cầm ngòi bút máy trên tay viết lên giấy mấy chữ rồi đưa cho Sa Hồng Quân, cười nói. Đón bạn gái về đây, để đối ngoại thì cần đối nội cho ổn đã. Tuy rằng hiện nay bạn gái cậu đang nghỉ, các cậu có thể ở cùng một chỗ, nhưng đến khi khai giảng thì cô ấy lại phải về thị trấn Thanh Sơn, hai người ở hai nơi như vậy thì khó khăn quá. Hơn nữa, cậu cứ chạy đi chạy lại với tôi như vậy, về nhà cũng không có cơm nóng mà ăn. Cũng không hẳn vậy nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến công tác. Người ta nói cán bộ đảng không thể lấy quyền mưu lợi cho cá nhân, tôi thì nghĩ là sử dụng quyền để tùy cơ ứng biến cũng là chuyện thường tình. Cán bộ đảng chúng ta không phải là người sao? Chúng ta đều phải ăn ngũ cốc hoa màu, đều có những khát vọng ước ao như bao người khác thôi. Sa Hồng Quân chưa định thần lại, y cầm tờ giấy, môi hơi run rẩy do trong lòng đang kích động. Y nói, Chủ tịch huyện, tôi... Đừng có giống đàn bà nữa, đi đi. Diệp Phàm phất phất tay. Nhìn thấy bóng dáng Sa Hồng Quân đang đi xa dần, Diệp Phàm đột nhiên lạnh giọng hừ một tiếng. Hừ, Chu Lai bảo, xem mày còn vênh váo được bao lâu nữa. Bây giờ vì nể mặt bí thư Chu Phú Đức nên tao bỏ qua cho mày, mày mà còn được đà lấn tới nữa là tao chẳng nể nang gì nữa đâu. À, đồng chí Chu Lai bảo đang ngồi trong văn phòng đột nhiên ngáp dài, miệng lải nhải. Rốt cuộc ai đang nhắc mình đây, lạ thật đấy ôi, xem ra chuyện Sa Hồng Quân không thể bắt chẹt được nữa rồi, nếu làm quá thì mũ mình bay mất. Vua nào triều thần nấy, một lần đổi lãnh đạo thì thay đổi bao nhiêu thứ kèm theo. Ma Xuyên đúng là nơi đầy thị phi. Cốc, cốc, cốc. Mấy tiếng gõ cửa vang lên. Ai đó, vào đi. Chu Lai bảo nói nhỏ, thằng nhãi này tính tình không khác Chu Phú Đức lắm, rất hung bạo. Cửa bị đẩy nhẹ ra. Sếp Chu, Sa Hồng Quân vừa mới thốt lên ba tiếng thì Chu Lai Bảo đã cười tủm tỉm đi tới, nói. Sáng nay tôi vừa có điểm báo, con chim khách đã líu díu từ sáng rồi, hóa ra đúng là có khách quý đến chơi. Thư ký Sa, mời vào. Thực cái con mẹ hắn ấy, ngày hôm qua mình gặp Chu Lai Bảo, hắn còn có vẻ khó gần, vậy mà hôm nay dường như đã thay đổi hẳn. Thật sự là cái gì có thể làm cho con người ta biến đổi sắc mặt nhanh như vậy được nhỉ? Trong lòng Sa Hồng Quân chợt nhận ra lợi thế của mình, tự nhiên y cũng tỏ vẻ tươi cười. Về chuyện của bạn gái Giang Tố Khiết của y thì bây giờ dễ như trở bàn tay. Căn bản là Chu Lai Bảo không đợi Sa Hồng Quân đưa ra tờ giấy của Diệp Phàm mà dành mở miệng trước. Gã nói, thư ký Sa,
tôi đang định giải thích một chút chuyện cô giáo Giang bị điều đến Ma Xuyên. May quá, anh tới đây rồi. Thật ra cô Giang không nhất thiết phải đi miền núi Ma Xuyên. Ở Ma Xuyên còn có mấy trường học cũng không đến nỗi tệ lắm. Chẳng hạn như làm giáo viên ở trường bổ túc của huyện hay trường đại học truyền hình của huyện, rồi phòng giáo dục huyện. Còn có nơi nào khác nữa, anh xem xét rồi đề xuất nguyện vọng cho tôi. Vâng, cô ấy thích đi dạy, hay là nhờ anh vẫn phân công cho cô ấy đi dạy ạ? Cảm ơn sếp Chu. Sa Hồng Quân tự nhiên trở nên hết sức khách khí, y tự nhiên hiểu được là phải lấy lòng sếp Chu. Làm giáo viên trường bổ túc hoặc đại học truyền hình huyện đều là những công việc nhàn hạ. Những đơn vị công tác đó thì công việc khá là thoải mái, mỗi ngày việc chính là đọc báo, uống trà, khi nào chán thì đi dạy một hai buổi cũng có tiền trợ cấp thêm. Tuy nhiên, Sa Hồng Quân không muốn nợ ân nghĩa với Chu Lai Bảo nên định vẫn cho cô ở lại dạy ở miền núi Ma Xuyên. Hôm nay, cuối cùng Sa Hồng Quân cũng được mở rộng tầm mắt. Bình thường có chỗ dựa là Chu Phú Đức nên trưởng phòng giáo dục Chu Lai Bảo không hề nhiệt tình như vậy, hơn nữa Sa Hồng Quân bây giờ còn thấy gã có vẻ như nịnh nọt mình. Việc này không thể không khiến cho thư ký Sa thán phục sức hấp dẫn của quyền lực. Tự nhiên y cũng càng cảm thấy kính trọng Diệp Phàm hơn. Y biết rằng toàn bộ việc này đều là do Diệp Phàm đứng đằng sau cả. Trong lòng thư ký Sa tự nhiên thấy ấm áp ân tình với Diệp Phàm. Giang Tố Khiết đang quét tước, làm vệ sinh trong khu nhà. Sa Hồng Quân ở cùng chỗ với Diệp Phàm ở phía trong còn Sa Hồng Quân ở phía ngoài. Hai khu ngăn cách nhau bởi một vòng cửa chính. Gian trong chính là nơi trước kia Mã Hồ Tử, em của Mã Vũ Đồng ở, nên cũng có vẻ hơi riêng tư một chút. Còn gian nhà ngoài thì ít kín đáo hơn. Gian ngoài có thể xem như là phòng tiếp khách, còn gian trong như là phòng riêng nên cũng không giống nhau. Gian ngoài làm cho người ta có cảm giác trang trọng, còn gian trong thì ấp áp và thoải mái hơn. Từ khi Sa Hồng Quân đến thì y làm cho Diệp Phàm thêm cửa sau. Giang Tố Khiết cũng hay xuất hiện ở gian ngoài. Bình thường cô đến làm vệ sinh, quét tước, sửa sang lại phòng ốc cho Sa Hồng Quân. Bởi vì hai người đã đính hôn nhưng vẫn chưa kết hôn nên theo luật lệ ở đây thì cũng không thể ở cùng nhau được. Tuy nhiên, nói vậy chứ nếu đã đính hôn với nhau mà ở cùng nhau thì cũng không có ai đồn đại hay chê trách điều gì. Nói trắng ra là chuyện người ta thì người ta làm không liên quan đến ai. Trước đây Giang Tố Khiết nhìn thấy Chủ tịch Diệp thì hay trốn tránh, phỏng chừng có băn khoăn trong lòng. Cô chỉ sợ mang tới phiền toái cho bạn trai Sa Hồng Quân của mình. Phải biết rằng Sa Hồng Quân bây giờ đang còn ở thời kỳ chưa ổn định, chỉ cần một câu nói của Diệp Phàm cũng có thể quyết định vận mệnh của y. Nếu để cho Chủ tịch Diệp có cái nhìn không tốt về cuộc sống riêng của y thì không chừng ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của y. Vậy nên Giang Tố Khiết rất để ý, trước khi đến thì đều hỏi rõ ràng tình hình của Chủ tịch Diệp xem hắn đang làm việc hay xuống nông thôn, khi đó cô mới dám đến. Ở trong thôn có một cô gái tên là Tiểu Phương, có vẻ xinh đẹp lại hiền lành. Giang Tố Khiết lẩm nhẩm hát. Bạn trai có để ý thì tất nhiên sẽ hứng thú đề tài này. Giang Tố Khiết tự nhiên cũng hy vọng, tuy nói rằng cô không phải là loại phụ nữ hay ghen tuông nhưng cũng phải đề phòng chứ. Tiểu Phương, em đến dọn dẹp như thế này thì người ta dám làm gì chứ? Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói có vẻ hơi hứng phấn của Hồng Quân. Đáng ghét. Ai là Tiểu Phương chứ? Em mà có sĩ khí như vậy sao? Giang Tố Khiết bất mãn hừ một tiếng, tự nhiên sự bất mãn như tăng lên. Ai dám nói Tiểu Phương nhà ta có dáng vẻ quê mùa chứ? Người ta thanh thuần như nước, hiểu không? Sa Hồng Quân hơi có vẻ gian xảo, như một con hổ đói kéo Giang Tố Khiết vào lòng mình. Đừng, Hồng Quân, thả tay ra, Chủ tịch Diệp nhìn thấy thì chết. Giang Tố Khiết mặt mày đỏ bừng, giãy giụa thoát thân. Sợ gì chứ, Chủ tịch Diệp đang làm việc, hơn nữa việc của chúng ta anh ấy cũng hiểu. Sa Hồng Quân trơ mặt ra, cười nói. Bàn tay hắn cứ xoa nắn bộ ngực Giang Tố Khiết rất tự nhiên. Thật ra, ngực của Giang Tố Khiết cũng không lớn, chỉ giống như cái bánh bao nhỏ. Tuy nhiên hai cái bánh bao nhỏ này Sa Hồng Quân cảm thấy có bóp nắn mấy cũng không đủ, y đã bóp nắn nhiều năm nay mà không hề cảm thấy chán. Khụ khụ. Từ cánh cửa đột nhiên vang lên hai tiếng ho khan khiến hai vợ chồng Son hoảng hồn như sét đánh bên tai. Sau một tiếng, a, khuôn mặt cả hai người đỏ bừng lên. Sa Hồng Quân cúi đầu không dám nhìn lên. Giang Tố Khiết hoảng hồn, thở hổn hển, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Bởi vì ở cửa Chủ tịch Diệp đang đứng, lúc này mặt hắn rất nghiêm túc,
có thể thấy rõ là rất nghiêm trọng. Xong rồi. Trong lòng Sa Hồng Quân thốt lên một tiếng ta thán. Chủ tịch huyện, là do tôi không tôi, tôi, là do tôi, cùng Hồng Quân, sau nay tôi không tới nữa. Giang Tố Khiết nhỏ giọng thì thào, nước mắt vòng quanh, chỉ trực chảy xuống. Hồng Quân, cậu thật không tốt chút nào, biết không? Diệp Phàm nghiêm khắc phê bình. Tôi biết rồi chủ tịch Diệp, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa, tôi xin cam đoan. Vừa rồi là do tôi không tốt, tôi. Sa Hồng Quân hơi nghẹn giọng, nói, tâm trạng y rối bời. Biết sao mà sai chưa? Diệp Phàm sụ mặt hỏi. Tôi, không nên khi làm việc lại quay về phòng xử lý việc tư, tôi không nên, ảnh hưởng không tốt, chủ tịch Diệp, anh cứ đánh mắng tôi đi. Sa Hồng Quân dần định thần lại. Cậu vẫn chưa biết mình sai ở điểm nào rồi. Diệp Phàm thở dài. Xin chủ tịch huyện chỉ cho, đầu óc Hồng Quân tôi lú lẫn quá. Sa Hồng Quân có vẻ hơi ngơ ngác. Phụ nữ chỉ dùng để thương yêu. Cậu xem cậu kìa, cô giáo Giang ở nông thôn đã không dễ dàng gì, vất vả trở về đây. Cậu thì sao, không nhanh nhanh giúp cô ấy đi, cô Giang cũng nghỉ ngơi đi. Diệp Phàm đột nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giang Tố Khiết. Thằng nhãi này vừa cười vừa nói. Cô giáo Giang, trong nhà này may có cô quét dọn, tôi còn chưa cảm ơn cô một tiếng. Cô đến đây là chuyện tốt. Ha ha, tôi đi đây, không làm phiền hai người nữa, muốn làm gì thì cứ làm tiếp đi, coi như là tôi không về. Diệp Phàm bật cười ha hả rồi vào gian trong. Hình như không phải là chủ tịch Diệp phê bình chúng ta. Sa Hồng Quân lập tức ngồi thẳng lên. Anh còn nói nữa à, mắc cỡ chết đi được. Giang Tố Khiết vẻ mặt rất xinh xắn, Sa Hồng Quân vừa nhìn thấy tự nhiên xốn sang, y hừ một tiếng rồi nói. Nếu chủ tịch không trách tội thì cô giáo Giang ơi, chúng ta tiếp tục tiến hành việc chưa xong thôi, ha ha. Sa Hồng Quân cười rồi ôm cô gái nhắm thẳng phòng trên lầu bước tới. Hồng Quân, anh nói xem, có phải chủ tịch Diệp đang cười chúng ta là những kẻ không biết thẹn hay không? Giang Tố Khiết hơi lo lắng.